Nếu mà thương người thân chúng ta đã quá cố thì ngày giỗ, ngày Tết, ngày hủy kỵ người thân, ông bà tổ tiên, cha mẹ vân vân, đừng có sát sinh hại vật, hãy thanh bông hoa quả mà cúng thôi. Và khuyên gì các vong linh là cũng nên tu nhân tích đức, đừng có vì gì, đừng có vì rượu thịt, đừng có vì ham mê rượu thịt mà trầm luân mãi trong khổ đau, vay vay trả trả không biết bao giờ cho hết, oan oan tương báo không biết bao nhiêu cho gì cho cùng, bao nhiêu cho tận, bao nhiêu cho đoạn, bao nhiêu cho diệt. Cho nên á, ngày giỗ ngày Tết theo quan điểm của nhà Phật, đặc biệt trong kinh Địa Tạng nói thì chỉ nên làm chay tịnh, tức là làm cơm chay, có làm cơm thì làm cơm chay, hoặc thanh bông hoa quả thành tâm mà cúng, cốt là ở cái việc tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho các vong linh ấy, thì đó mới là người con người cháu báo hiếu bố mẹ ông bà một cách gì đúng như lý như pháp. Chứ đừng có nghĩ rằng mâm cao cỗ đầy sát sinh hại vật nhiều bày lên trên ban thờ cúng ông bà ông vải tổ tiên là các cụ được hưởng đâu. Hãy nhìn câu chuyện gì ông họ Kim này, đáng lẽ thì đang được tự do tự tại vui thú lắm, nhưng mà bây giờ thì vừa người nhà cái ngày xây mộ cho ông ta giết có một con gà để cúng thôi, mà bị hai người lúc nào cũng theo để giám sát. Hai người ở đây chắc là gì? Hai vị gọi là quỷ thần ở đời này gọi là công an, gọi là cảnh sát đó. Đấy, chúng ta thấy ở dưới kia gọi là quỷ thần. Cho nên nó chủ mệnh quỷ vương trong kinh Địa Tạng bạch với Đức Thế Tôn là con thương chúng sinh lắm, nhưng chúng sinh đâu có nghe theo lời con. Con khuyên bảo hết mức rồi nhưng nó không nghe, nó vẫn cố thì cố tình vi phạm, cố tình phạm vào cái giới sát sinh hại vật. Cho nên các chúng sinh bị mất mạng kia nói thì nó lại mang đơn lên nó kiện con, nó tố cáo cái tội nhân ấy, tố cáo cái vong linh ấy, thì đương nhiên chúng con phải xử rồi. Chúng con là phải làm việc là công tâm mà, là bình đẳng mà, làm sao chúng con có thể bênh loài người mà ghét loài vật được, không có cái chuyện đó. Cho nên chúng ta thấy đây chính là pháp luật, là quy tắc, là pháp luật của cõi âm. Có phúc thì hướng, có họa thì phải xử, phải chịu. Gây lên tội lỗi thì cũng phải xử, mà làm việc tốt thì được tán dương khen ngợi, cũng giống như ở nhân gian chúng ta thôi. Người có phúc thì làm việc tốt thì được tán dương, được khen ngợi. Còn người làm việc ác thì phải bị pháp luật trừng trị. Các cụ ngày xưa hay nói gì, trần sao thì âm vậy. Đó, chưa hết câu chuyện ông họ Kim, chưa hết. Khi ấy đứa trẻ kia, tức là đứa trẻ, tức là cái thần thức của ông họ Kim á, nhập vào cái đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia chỉ vào cô con dâu nhà ông họ Kim đang mang thai mà nói rằng á, người nhà liền đem việc ấy và hỏi ông họ Kim, tức là hỏi cái đứa bé, tức là hỏi cái ông bố, hỏi vong á. Thế vong nhập và nói như thế thì thấy biết chuyện xưa nay như thế, thì người nhà đã chỉ vào cô con dâu á, mà hỏi rằng á, thì lần này thì cô con dâu mang thai như thế thì như thế nào. Thì cái vong kia, tức là nhập vào đứa trẻ kia, bảo rằng á, lần này sẽ sinh con trai, mẹ tròn con vuông rất là tốt, nhưng lần sau cũng sinh con trai nữa, nhưng mẹ con đều chết. Lần này sẽ sinh con trai, mẹ tròn con vuông tốt, nhưng lần sau sinh đứa con sau sẽ sinh, vẫn tiếp tục sinh con trai, nhưng mà hai mẹ con đều chết. Mọi người đều lấy làm lạ, cho nên liền ghi chép lại lời ấy. Cái lời của cái đứa trẻ đấy, xem sau này xem có quả thật, có phải thật không. Quả nhiên sau này người con dâu nhà họ Kim sinh đứa con thứ nhất thì mẹ tròn con vuông, mấy năm sau sinh đứa con trai thứ hai thì cả hai mẹ con đều mất. Chúng ta thấy không? Đấy, thế là câu chuyện gì ạ? Người ta biết trước à? Người ta biết trước à? Trong linh giới, quỷ thần có những chuyện đấy.
Đức Phật nói là quỷ thần có trường hợp này, họ cũng có tha tâm thông, họ biết được ý nghĩ của một người hoặc nhiều người nào đó, biết được kiếp trước của một người hoặc nhiều người nào đó trong vòng bao nhiêu đời kiếp đó, thì không phải là biết hết tất cả được, biết chỉ một khoảng bao nhiêu đời kiếp mà thôi. Đó. Và nói đúng thật, chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai họ đều biết cả, nhưng mà ở trong phạm vi nhất định nào đó. Đó. Cho nên qua câu chuyện này thì chúng ta thấy thỉnh thoảng có cái chuyện mà người âm nhập vào á, nhập vào sắc phàm của người dương, cái này có không? Có. Một số các quý thầy ở Việt Nam chúng ta bây giờ không công nhận việc đó. Ở trong miền Nam có một vài thầy, một vài quý thầy, thầy tiến sĩ là không nhận, không công nhận, là cho là có chuyện vong nhập vào người phàm, và cho rằng đó là do ức tưởng, là do cái tâm thế này thế nọ thế kia của vị đấy, chứ làm gì có chuyện vong nhập vào thể xác của người này người nọ người kia. Thầy nói như thế. Nhưng mà cái này thì câu chuyện này là được ghi lại rõ ràng trong sử sách. Mà cái này trong kinh Địa Tạng nói cũng rõ ràng rồi, có cái chuyện đó. Mà trong suốt cuộc đời tu tập hành đạo 25 năm nay của chúng tôi được chứng kiến cũng rất nhiều. Chúng tôi không phải là mê tín dị đoan, nhưng chúng tôi chứng kiến rất nhiều những cái trường hợp như thế, mà cũng đã tư vấn và giúp đỡ cho rất nhiều người trong những cái trường hợp mà bị vong nhập ấy. Có những trường hợp rất dễ dàng, nhưng có những trường hợp cũng rất khó khăn. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ nhé. Cái ví dụ cụ thể, nếu các quý thầy hoặc các Phật tử không tin, có thể lên chùa Tản Viên xuống ngay chân núi hỏi quan với ông trưởng thôn hợp nhất của xã Ba Vì, tức là người Dao đó, người dân tộc Hẳn Hoai, người dân tộc chính hãng luôn, người Dao. Người Dao mình hay gọi là người Mán đó, con của ông trưởng thôn Hẳn Hoai, chứ không phải là người ngoài nó cứ về hỏi con ông trưởng thôn hợp nhất của xã Ba Vì, ngay dưới chân chùa Tản Viên, chân núi Tản Viên, núi tổ của Tổ Sơn của Việt Nam chúng ta. À, năm 2009 tôi lên nhận cái chùa Tản Viên. Và cũng năm đó thì chuyển cái ngôi chùa đó từ cái khu đất trước cửa chùa, trước cửa đền chung vào trong chùa Tản Viên bây giờ, cái nền tảng cũ bây giờ. Thế tôi thấy một cái hang động đá rất là đẹp. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng mà rất là đẹp, rất là có linh khí, sinh khí rất tốt. Và người dân ở đó kể cho tôi á, mấy người dân người Dao đó kể cho tôi rằng hang động này từ xưa đến nay không có ai ngủ được trong hang động ấy. Và người ta kể một vài câu chuyện là ngày xưa cũng có một vài người đi làm nương ở trên đấy. Tức là cũng người Dao họ đi làm nương. Họ nói là sợ cái gì? Thế là nó vào, nó mang cái rát giường nó vào, nó nằm nó ngủ đấy để nó trông. Nhưng mà ngủ ở đấy ban ngày, ban chiều tối, tối ngủ ở đấy. Nhưng mà dậy sáng lại thấy mình ở cả người với cả cái rát giường lại ở ngoài cửa động. Không hiểu làm sao. Và ông ấy nghĩ rằng chắc là ông ấy ngủ qua đêm, thế là ai vào trêu. Gọi thêm một người nữa lên ngủ. Hai người lên ngủ. Đêm hôm đó thì ngủ qua đêm, sáng hôm sau cái rát giường và hai người đó cũng ở ngoài cửa động, không ngủ ở trong động được. Đấy đó là lần thứ hai. Thế là thôi, bắt đầu chạy mất dép, từ ngày đấy không có ai dám ngủ ở trong cái động ấy nữa. Đấy là người Dao đấy. Người Dao họ không có niềm tin, đức tin vào tôn giáo nhé. Họ có cái đức tin vào cái tín ngưỡng của dân tộc của họ. Không có đức tin vào tôn giáo hay là thần thánh, Phật thánh gì cả. Nhưng mà chúng ta thấy hai lần người ngủ trong, chính là gì? Ngày xưa là cái đời ma ông Dương ấy, ông mất rồi. Ông kể với tôi câu chuyện này. Với lại hai ba người nữa cũng kể với tôi câu chuyện này, đó là cái người Dao. Đi làm nương. Đấy, chúng ta giải thích thế nào đây? Nếu bảo một người ngủ trong đấy một đêm á, thì bảo là khi thì anh ta ngủ say, mọi người vào trêu được khiêng cả cái rát giường và cả anh ta ra, anh ta không biết. Nhưng đêm thứ hai anh ta nghĩ là gì? Mọi người trêu, rủ thêm một người nữa, hai người vào ngủ trong đấy. Sáng hôm sau cả hai người
thức dậy thấy mình ngủ ở ngoài cửa động cùng với cái giá giường của mình ngoài cửa động. Tôi nghe kể như thế và tôi thấy thì cũng có một cái gì đó nó linh thiêng, nó kỳ đặc. Thế tôi mới vào cái động đó xem mà đúng quả thật mát mẻ. Vào đó thì mình thấy nó mát mẻ, linh thiêng, nhưng mà không gì, không lạnh lẽo. Đối với mọi người khác thì không biết, nhưng mà tôi vào thì cô cảm thấy là mát mẻ, cái không lạnh lẽo. Có một cái gì đó nó rất tốt cho vấn đề gì tu tập ở trong đó. Thế tôi lên, tôi lấy bó hương xuống, tôi thắp hương khấn nguyện với Tam Bảo gia trì cho, đặc biệt là khấn nguyện là Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh, Dực Bảo Trung Hưng Thượng Thượng Đẳng Thần, quý ngài là được phân công cai quản cái núi Tổ Sơn đấy của Đại Việt chúng ta, cũng như là bảo hộ chăm sóc cho gì cái phần tâm linh cho muôn dân con cháu đất Việt chúng ta, là đệ nhất phúc thần trong tứ bất tử, tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam mà. Cho nên khấn nguyện các ngài, rồi khấn nguyện sơn thần thổ địa ở đó này hoan hỷ để cho thì cho con xin được dùng cái động này để thờ Phật, một cái nơi linh thiêng như thế này để thờ Phật cho bà con bách dân chăm họ sau này là có duyên để về để được nương tựa vào Tam Bảo để tu tập, để phát Bồ Đề Tâm, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện vân vân, tạo phúc cho muôn dân, thật là tốt vậy, bỏ không nó phí đi. Thế là tôi làm, làm xong rồi làm cũng vất vả lắm, phải gánh từng, phải thuê gánh từng tí điệu từ vôi cát sỏi đấy mang lên để vào cân bàn để cân. Ngày đó làm cái động như bây giờ nó làm có khi chỉ mất 10 triệu, ngày đó phải hết 40-50 triệu. Vì sao? Toàn cái tiền đi thuê cõng, thuê vác gạch, vác sỏi, vác xi lên mang lên cái đặt vào cân bàn mà tính cân như là đông gạo thì mang từ chân núi lên. Cho nên làm đến khoảng độ tầm 24-25 Tết thì xong, rước tượng xuống đó. Thế 27 Tết, tức là vào ngày 27 Tết, chuẩn bị Tết rồi đó, 27 Tết năm 2009 sang 2010 đó, thì chuyển tượng xuống và sắp lễ. Tôi mang mua lễ lên, đặt cái lễ đó thì người ta cúng cái lễ, Phật tử cúng cái lễ có cả cái giỏ quả Tết ấy, trong đó nó đầy đủ cả giỏ như thế, thì mang hai giỏ lên đấy, đặt hai giỏ, một giỏ bên ban Phật, một giỏ bên ban Đế Thích Phạm Thiên với lại Đức Mẫu Thánh Mẫu, vì chuyển cái chùa bên kia sang thì mang cả xuống đấy luôn. Thế đến chiều dâng buổi sáng, buổi chiều năm đứa trẻ con ở dưới thôn Hợp Nhất đi chăn trâu chăn bò, nó vào nó lấy trộm, nó trộm sạch cái lễ đấy, nó ra ở ngoài cái bãi xe. Bây giờ ngày xưa chỗ đấy chưa có bãi xe, nó là cái rừng tre nhà ông Cao, và rừng tre nhà ông Cao và có lán nhà ông ấy ở đấy, có cái lán trông ở đấy, mấy đứa trẻ mang ra đấy thì người ta cúng cả cái giỏ, trong giỏ có cái chai rượu, rượu gì, cái rượu gì nó nhẹ nhẹ đấy, nó gọi là rượu cam hay rượu gì đấy, nó nhẹ nhẹ rượu gì đấy. Thì người ta cúng thế nào mình dâng luôn như thế, thì mình cũng chẳng bỏ ra nữa. Thế là mấy đứa đó mang ra đó ăn hết cái bánh kẹo, ăn hết hai cái giỏ bánh kẹo với lại cái chai rượu ấy, năm đứa nó uống. Thế uống xong thì nó cũng bình thường, nhưng mà bắt đầu đi về, về đến nhà đến chập tối một cái thì cả năm đứa đều sưng mồm sưng miệng lên hết, cả năm đứa. Nhưng mà cái đứa chủ mưu là con của ông trưởng thôn Hợp Nhất ấy, là chủ mưu, thì đứa đấy bị nặng nhất, bị nặng nhất. 11 rưỡi đêm, thế tự nhiên thấy số gọi lạ, lúc đó tôi đang ngủ ở dưới, đêm 27 đó tôi ngủ dưới này, ngủ dưới Khai Nguyên ở cái phòng cũ ở bên kia. 11 rưỡi đêm rồi, vừa ngồi thiền xong vừa đi nằm xuống một cái thì thấy số điện thoại lạ gọi. Ngày xưa điện thoại nó còn ít cho nên cứ ai gọi đến là thường hay nghe, bây giờ nhiều người gọi quá cho nên thì số lạ thì không hay nghe nữa. Thế là mở máy lên thì nghe người ta đầu dây bên kia hỏi là có phải nhà chùa không, bảo vâng. Bảo là ông ấy xưng là ông ấy là trưởng thôn thế này, thì mình bảo là trưởng thôn thì trưởng thôn đâu, làm sao bác có việc gì mà gọi khuya thế, thế mai gọi được không, bảo không, có việc muốn nhờ nhà chùa. Thế ông mới kể ra đấy, thằng
con nhà tôi, nó còn nói thật với nhà chùa là chiều hôm nay là mấy cháu, năm cháu nó đi lên đi chăn trâu ở trên nhà chùa, và nó vào nó hạ cái lễ cúng ở dưới trên nhà chùa ấy, nó ăn nhưng nó không xin nhà chùa, cho nên về bây giờ là cả năm đứa nào cũng đau họng và đứa nào cũng không ăn được cơm, mà thằng con nhà tôi là đau nhất. Con nhà tôi lại còn không thở được đây này, nó mồm nó sưng lên đến nỗi là cái môi nó sưng lên, cái môi nó sưng lên là không thở được. Còn mấy đứa kia thì nó không bị sưng, nó chỉ đau thôi, nó không ăn được cơm thôi, mà về cái sốt, cái sốt sình sịch lên. Thế thì tôi bảo thế thì rồi tôi không biết, thế tôi về là từ lúc chiều tôi có biết đâu. Thế là xong mình cũng lúc đó cũng gần 12 giờ rồi, thôi thì ngồi quay về trên hướng trên nhà tổ, ở tại trong mắc màn rồi, cũng không muốn ra khỏi phòng nữa. Hôm đấy trời nó cũng rét rét, cho nên ngồi quay lên trên phía nhà tổ mà khấn nguyện, hướng lên trên tản viên khấn nguyện thôi, Tam Bảo các ngài chư Phật Bồ Tát các ngài hoan hỷ, không có trách phạt gì, chúng con biết cái điều đó, nhưng mà thôi thì chắc là các vị sơn thần thổ địa long thần hộ pháp ở đó các ngài không vui. Người dân cúng Phật mấy hôm Tết mà tự nhiên mấy đứa tiểu yêu nó vào thì nó chứng trước Phật, chứng trước Bồ Tát, thế thì ai các ngài long thần hộ pháp sơn thần thổ địa các ngài để cho như thế, chắc các ngài dạy cho bài học. Thế nói với các ngài là thôi thì các cháu nó còn nhỏ còn dại, nó trẻ con nó không biết, các ngài hoan hỉ thôi, tha cho các con các cháu nó để cho nó mạnh khỏe bình thường. Thế thì khấn xong như thế thì được một tí thì ông ấy gọi lại, ông bảo là cảm ơn thầy là mồm nó đỡ sưng rồi. Nó chỉ trong vòng khoảng 20-30 phút thôi các quý vị, mồm nó đỡ sưng hẳn lại và nói thì nó ngủ được rồi. Thế xong tôi bảo là thôi thì ngày mai thì bảo gia đình á sắm cái lễ đi lên, và bảo lễ tạ mai thì tôi bận thì lên, thì bảo bà Nhật bà lễ cho, tức là cái bà thủ nha ngày xưa á, bà lễ cho, bà lên bà lễ, bà hành cho từ 9 giờ cho đến 2 giờ chiều. lên cả năm gia đình mang 5 đứa trẻ lên lễ từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều ngày 28 Tết rồi mới cho về. Thế tưởng là khỏi. Thế bốn đứa kia thì khỏi từ cái tối hôm thầy kêu khấn cho một tí thì khỏi rồi. Nhưng là con của ông trưởng thôn, thằng này là chủ mưu, thằng của con là chủ mưu. Thì nó đỡ, nó ngủ được. Hôm sau lên lễ thì không hiểu làm sao đó, thì lễ xong thì cứ lúc lên lễ thì nó vẫn còn đau họng tí thôi, nhưng mà hết sốt rồi, ăn được cơm rồi. Nhưng về tới nhà mà cái đến chiều tối hôm 28 nó lại một trận tiếp theo nữa, nó lần này nó sưng to hơn. Lần này nó sưng to hơn, mồm nó lại sưng vù cả lên, sưng đến nỗi là không uống được nước nữa, mà nó sốt xịt xịt lên. Ông lại gọi điện, ông bảo tôi thầy ơi, thì thầy giúp hộ cái. Sáng trưa sáng nay lên lễ thì cháu nó ấy tưởng là khỏi, nhưng mà đến chiều tối nay nó lại bị tiếp. Thế tôi hỏi là thì lúc lên cháu nó vào nó có lễ nó có ấy không? Lên thì lúc lên cháu nó chưa, sáng nay lên cháu nó có vào nó ngồi lễ từ đầu đến cuối không? Thế bắt đầu hỏi nó thì bố nó hỏi nó thì bảo mẹ nó đưa đi. Thế mẹ nó bảo là lúc lên thì có bốn đứa kia nó ngồi lễ, cái thằng này nó vào nó vai vái một tí xong rồi á, nó chạy ra ngoài nó ở, chạy ra ngoài á, nó không lễ từ đầu đến cuối. Nhưng bốn đứa trẻ kia thì sợ cho nên là lễ từ đầu đến cuối. Còn thằng này thì nó cũng thuộc dạng là nó mới chỉ có 12-13 tuổi thôi, nhưng mà cũng thuộc dạng là gì, ngang bướng mà, đầu bò đầu biếu kiểu như thế, muốn làm dân anh chị hay sao á, cho nên không vào để lễ hết, vai vái thì ra ngoài chơi. Tối về lại bị mất trận nữa. Ông bố gọi cho tôi bảo tôi thầy cứu cháu nó với, bây giờ 28 Tết rồi. Bây giờ nó là mà thế nào đó thì chết, gia đình không có Tết đâu. Thế là tôi đi lên trên ban tổ, tôi thắp hương thì cũng ở dưới này thôi, lễ vọng lên trên kia thôi. Và thôi cháu nó còn dại thôi thì long thần hộ pháp, Đức Chúa ông rồi sơn thần thổ địa các ngài để hoan hỉ cho cháu nó. Thì thôi thì mai thì con bảo gia đình phải sáng mai phải lên để mà lễ tạ cho nó đàng hoàng. Thế thì
khấn Phật xong như thế, khấn tổ xong như thế, được một tí ông bố lại gọi lại và cảm ơn thầy, cháu nó lại lại hết sốt rồi, bây giờ đòi ăn rồi thì nấu cho tí cháo, ăn được tí cháo thế là khỏi. Thế tôi bảo thôi sáng mai phải đi lên mà lễ tạ. Thế tạ bảo nó phải vào mà lễ hẳn hoi, chính ông phải đưa cháu nó lên, bảo rồi mai mai thì mai tôi đưa cháu nó lên. Thế là khỏi từ ngày đấy. Bắt đầu từ ngày đấy thì người giao á không ai dám lên phá chùa nữa, không ai dám lên phá cây nữa. Còn ngày đầu á chặt cây, trồng cây bách á, nó đi qua nó cái phèn này, cái bách xanh của thầy trồng á đi qua nó phèn, nó bảo là ông sư lên đây cho nên nó không còn chỗ chăn thả châu bò, không có ông sư lên chăn lên xây chùa chúng tôi thoải mái thả châu bò vào vào trong này. Nhưng từ khi có ông sư lên ông trồng cây, ông rào lại và ông thì ông không cho châu bò vào, nó không có chỗ cho châu bò ăn, cho nên nó phá cây. Nhưng từ ngày đấy một cái thì không ai dám phá cây nữa, không ai dám chặt cây nhà chùa nữa. Chúng ta đấy cũng là trong phúc có họa, trong họa có phúc. Mà dính ngay con ông trưởng thôn. Cho nên từ ngày đấy là yên, cây cối là yên, không bị chặt. Ngày đầu lên mất năm đầu cứ chặt là cứ dọc đường là bị phèn hết, không bắt được. Họ đi đêm đi hôm phèn chặt, cứ chặt ngang cây nó chặt không sống được. Đấy cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy cái vấn đề đó chúng ta giải thích thế nào đấy. Mấy ông thầy tiến sĩ có thì mang hết sách vở ra để mà giải thích cũng chả giải thích được. Mang hết bằng cấp học ra bao nhiêu năm, ngồi mòn mông mòn ghế nhà trường ra để giải thích cũng chẳng giải thích được. Như trong kinh Pháp Hoa nói là không phải chỗ suy lường mà suy lường được. Phật nói thì có những chuyện chỉ có Phật với Phật mới biết được thôi, hàng Bồ Tát nhất sinh bổ xứ không biết được. Có những việc làm của Bồ Tát thì hàng Thánh Tăng A-la-hán suy nghĩ dùng trí tuệ của thần thông của La-hán để mong cầu được biết cũng không biết được. Cái chỗ việc làm sở thú của thì hàng La-hán thì hàng sơ quả thì có dùng tất cả gom lại như sơn hà đại địa, như cát sông Hằng á, các vị chứng sơ quả ngồi lại cùng suy, cùng lường, cùng tính và cùng gì cùng bàn cũng không thì cũng không thể biết được cái chỗ sở thú và việc làm của các vị Thánh Tăng A-la-hán các quý vị. Lấy trí tuệ của phàm phu để mong hiểu được á, việc làm của bậc thánh nhân á, không bao giờ hiểu được. Cho nên á, chúng ta không thể lấy trí tuệ phàm phu để mà bàn luận về cái việc gì, cái việc giải thoát, cái vấn đề tâm linh đặc biệt mà Phật tổ đã nói ở trong kinh. Cho dù ông có gì 5-7 bằng tiến sĩ, nó chục bằng tiến sĩ đến ngôi vị giáo sư đi chăng nữa, nó cũng chỉ là cái trí tuệ thế gian gọi là thế trí biện thông mà thôi. Đó. Cho nên chúng tôi qua 20 mấy năm xuất gia tu tập và được chứng kiến những cái câu chuyện đấy, chúng tôi thì không bao giờ hướng cho tín đồ Phật tử đi theo con đường mê tín dị đoan, không bao giờ. Nhưng mà đấy là những câu chuyện người thật việc thật ở thế gian nó xảy ra như thế. Chúng tôi là người tu hành, nếu mà không tùy bệnh mà cho thuốc á, thì làm sao có thể gọi là một vị tu sĩ được, gọi sao làm sao có thể gọi là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, làm sao có thể gọi là độ tận chúng sinh được. Rồi có câu chuyện cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả. Mới năm ngoái 2019 rồi, 18 năm kia, cuối 2018, có một cái cô bé ở dưới quê, ở dưới Mỹ Đức, quê dưới Mỹ Đức gần chùa Hương. Hai vợ chồng lúc còn trẻ thì có phá thai, và cái lần phá thai gần nhất là cái năm 2018 ấy. Sau khi phá thai xong thì hai vợ chồng mới đi xem, không phải đi xem mà cái vong đó nó nhập vào người nhà, cái vong thai nhi nhập vào người nhà và quở mắng, trách và trách mắng, thì hai vợ chồng mới sợ quá mới bắt đầu lên, mới đi tìm chùa để làm lễ
quy y gửi vong cho cháu, gửi cho cháu vào chùa. Đấy, hai vợ chồng đi. Đi thế nào nó đi từ sáng, mà nó đi thế nào mà nó chẳng kiếm được cái chùa nào mở cửa cả. Đi đến mấy chùa thì chùa nào đóng cửa. Dọc từ đó ra tới Thanh Oai, cái chùa nào đóng cửa. Đấy, không biết là cái nhân duyên thế nào. Thế lúc đó thì hai vợ chồng thì tự nhiên nó mới thấy là chuẩn bị ngày 27 tháng 7. 27 tháng 7 tức là ngày thương binh liệt sĩ đó. Thế nó mới nhìn thấy một cái nghĩa trang liệt sĩ của cái huyện Thanh Oai á. Thì vẫn còn mở cửa. Thì không biết là nghĩa trang của huyện hay là nghĩa trang của xã, nhưng mà thuộc về huyện Thanh Oai. Đó, lúc sau này vợ chồng kể như thế. Thế bắt đầu là hai vợ chồng mới bắt đầu vào đó và nghĩ rằng thôi, hôm chuẩn bị ngày 27 tháng 7 thì chắc là sẽ có người đến cúng các anh hùng liệt sĩ, thì sẽ có đồ cho sẽ có đồ cho các cháu nó ăn. Thế là vào đó lừa vào đó và mua một cái túi sữa với gói bánh kẹo nữa để vào đó, để lên trên ban đó, và khấn nguyện rằng thì tôi con ở đây với các chú bộ đội, thì bố mẹ đi ra đây một tí xong rồi bố mẹ về đón. Lừa như thế cho nên vào để đó, để cái túi bánh kẹo đó, và hai vợ chồng vội vàng đi ra và đi về. Và cứ nghĩ như thế là xong, coi như gửi cái vong ở đấy cho các chú bộ đội. Nghĩ thế là xong. Không ngờ về tới nhà, một hai ngày sau bắt đầu là tự nhiên là cái bà mẹ, tức là cái cô bé bắt đầu ốm, bà vợ mới ốm. Ốm giặt dẹo là không tìm ra bệnh gì. Thế bắt đầu gia đình cho ra bệnh viện Bạch Mai thì phải. Tôi nhớ chắc hình bệnh viện Bạch Mai. Ra nằm ở viện đâu cũng phải tuần hơn tuần rồi, nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh gì. Thế tự nhiên thì một hôm thì cô ấy cứ không nói được. Ba loa không nói được. Xong cứ ra hiệu bảo là lấy giấy, lấy bút. Giấy bút. Thế gia đình đi lấy giấy bút đưa cho, thì bắt đầu thì viết vào mấy chữ đó. Và đi lên chùa Khai Nguyên để quy y cho, để quy y. Nếu không đi lên là quy y cho là chết đấy, là bắt chết đấy. Thì lúc đó gia đình thì cũng nghĩ là cô ấy chắc cái thần kinh á, nó không ổn định là thế thôi. Chứ chùa Khai Nguyên có ai biết chùa Khai Nguyên đâu, chưa bao giờ nghe thấy chùa Khai Nguyên. Vợ chồng trước đây chưa bao giờ biết chùa Khai Nguyên. Chưa biết. Chưa bao giờ nghe nói đến chùa Khai Nguyên ở đâu. Thế tự nhiên cái cô ấy lấy giấy bút viết lên như thế. Thế nhưng mà xong rồi á, gia đình đi chăm sóc á, chồng và bố mẹ không tin. Qua đêm hôm đấy, sáng hôm sau thì không biết làm cách gì nó trốn. Vợ chồng nó ấy bắt chồng nó trốn thì đưa lên đây. Nó đưa thế nào, đi xe buýt hay đi cái gì đó tôi không rõ lắm. Vì hôm đó tôi không được tiếp cái ca đấy, tôi không chứng kiến. Đi thẳng vào chỗ Tam Bảo luôn, vào gần tới Tam Bảo, tới cái pho tượng Tây Phương Tam Thánh. Trước sân nó ngã ụp xuống đấy. Và nó bò lết vào. Đấy, nghe các bác, các cô ấy kể, nó bò lết vào, xong nó đòi làm sớ. Nó xin làm sớ cầu siêu cho nó. Đi với nó là có đâu mấy, 7 hay là mấy anh hùng liệt sĩ nữa. Thì mấy anh hùng liệt sĩ đưa nó đi. Các anh hùng liệt sĩ đưa nó đi. À, cái vong đấy nó bảo là có mấy anh hùng liệt sĩ đưa đi. Lên xin viết sớ cho cả mấy anh hùng liệt sĩ, viết sớ cho cả cái vong thai nhi ấy. Thì viết sớ xong vào dâng lễ. Xong một cái vào dâng lễ xong nó khỏi luôn, nó xuống bếp ăn cơm luôn. Đấy chúng ta thấy. Xuống bếp ăn cơm luôn. Và từ ngày đấy một cái là bắt đầu về là sợ luôn. Mấy pháp hội là nhất tâm, vợ chồng nhất tâm đi lễ cầu siêu là khỏi từ ngày đấy. Chúng ta giải thích cái gì? Mà đấy nhà chùa chả biết đâu, cũng chả tác động gì cả. Họ lên đòi viết sớ cho họ vào xong, lễ xong mới khỏi. Thế bảo thì chuẩn bị tới đây đến pháp hội cầu siêu. Đến lễ Vu Lan ngày 27 tháng 7 dương, tức là chuẩn bị cho pháp hội Vu Lan tháng 7 âm của chùa rồi đấy. Cho nên là đấy, đến ngày đó thì các bác bảo lên mà làm lễ, mà làm bài vị, làm sớ, mà cầu siêu cho các vong linh gia tiên với vong linh thai nhi, cũng như là cầu siêu cho các vong linh, các anh hùng liệt sĩ mà có duyên với nhau đó.
Thế từ ngày đấy gia đình lên là khỏi. Rồi còn rất nhiều trường hợp, nhiều lắm. Nếu cái chuyện tâm linh ấy mà tôi đem mà viết thì chắc cũng có được, phải được ít nhất cũng phải được độ 2-3 quyển này. Đem mà viết, tôi đem mà viết lại chắc cũng phải được 2-3 quyển này. Viết câu chuyện kiểu như ngắn ngắn như thế này phải được 2-3 quyển này. Không phải là tôi tuyên truyền cái mê tín dị đoan, nhưng mà chúng sinh bệnh đến thì cho họ thuốc. Chứ tôi không bao giờ tôi dung túng những cái trường hợp như thế. Cũng không bao giờ dung túng cái trường hợp mà đồng bóng bói toán mang tính chất gì mê tín dị đoan hù dọa người. Nhưng mà những người họ bị bệnh, bị khổ như thế, điên dại loạn tâm khủng khủng như thế, đến cái trường hợp nào mà giúp được họ thì giúp. Còn trường hợp nào mà thấy không thể giúp được thì giới thiệu đến các hòa thượng, các bậc thượng tọa, các bậc tôn đức tu hành đạo cao đức trọng, các ngài có thể giúp được cho thì giúp. Đấy, cho nên ở đây cái vấn đề tâm linh nó không thể dùng bằng cái con mắt thường mà có thể nhìn thấy được, không thể dùng bằng trí tuệ thế gian thế trí biện thông mà có thể hiểu rõ được. Cho nên nay cũng phải qua câu chuyện này cũng phải nói thêm, giới thiệu thêm và giải thích thêm rộng ra như thế để cho chúng ta gì, chúng ta không phỉ báng. Chúng tôi thì không bao giờ tuyên truyền cái mê tín dị đoan, nhưng mà cái gì á nó là sự thật thì nói ra để cho các quý vị ai có duyên á thì nghe hiểu, cùng suy nghĩ và cùng chia sẻ, cùng tư duy với nhau để mà biết rằng trong cuộc đời này á vốn có gì ạ, có sinh tử, tử sinh, tử chưa phải là hết, tức là chết á không phải là hết, không phải là đoạn diệt, mà chết chỉ là thay đổi một gì ạ, một cái môi trường sống mà thôi. Trừ chúng ta chứng đắc thánh quả nhập niết bàn tịch diệt vi lạc, chứ bằng không á vẫn luân hồi trong lục đạo luân hồi. Có phúc thì sinh thiên, vừa vừa thì quái người, khá khá nữa thì quái Atula, mà kém nữa thì súc sinh, xuống nữa thì ngạ quỷ, mà thấp nhất là địa ngục, cứ xoay vần như thế. Cho nên những người có duyên nghe để mà tin rằng Phật nói về nhân quả báo ứng là có thật. Phật khuyên chúng ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện để được hưởng cái quả báo tốt ở đời sau kiếp sau, là lời nói chân thật ngữ từ miệng Phật nói ra, không sai chút nào. Cho nên đây không phải là nghe để mà gì mê tín, nghe để biết rằng cuộc đời này quả thật có luân hồi nhân quả xoay chuyển ở trong lục đạo như vậy. Quả thật sau khi chết đi chưa phải là hết, mà chết đi thần thức của chúng ta mang mang, hoặc rằng ở ngạ quỷ, hoặc rằng ở địa ngục, hoặc rằng ở đầu thai làm súc sinh, vân vân. Đó, cho nên ở đây chúng tôi cũng muốn nói thêm như vậy. Không có các quý vị bây giờ nhiều những Phật tử gọi là tu theo gọi là thiền trực chỉ, bác không nhân quả, báng phá giáo pháp nhân quả của Đức Phật tuyên thuyết trước đây, nói rằng á kinh Địa Tạng là kinh Ngụy Tạng, nói rằng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng là kinh Ngụy Tạo do các vị tổ sư ở Trung Quốc là bịa ra. Rồi kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn vân vân đều là kinh Địa Tạng, kinh Ngụy Tạo. Cho rằng tất cả kinh điển Đại Thừa Phật giáo đều là kinh Ngụy Tạo. Cho nên bác không nhân quả, báng phá tam bảo. Miệng thì nói rằng xiển dương chính pháp, thiệu long Phật chủng,
trấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân. Nhưng mà hành động đó thì lại gì? Lại như con trùng ở trong trong thân xác của Chúa Sơn Lâm vậy, tự hủy hoại lẫn nhau, tự là chửi mắng đả phá lẫn nhau. Có một vài vị cư sĩ Phật tử, tôi không biết họ có phải cư sĩ Phật tử hay không, nhưng mà họ lấy gì? Lấy danh nghĩa là xiển dương giáo pháp Đức Phật Thích Ca. Cho nên họ lên Facebook, lên mạng họ chửi chúng tôi là đại ma đầu. Đi truyền bá pháp Tây Phương Cực Lạc đó là đại ma đầu, không phải là Phật Pháp chính tông. Đấy là Phật Pháp gọi là Ấn Lai Tàu. Tức là Phật Pháp gì ạ? Do một vài vị tổ sư Trung, một vài vị tổ sư Ấn Độ á, sang Trung Quốc, dịch sang tiếng Trung Quốc và cho đó là lời Phật nói, nhưng thực tế đấy là chính là lời của các vị sư ấy, cho nên gọi là Phật Pháp Ấn Lai Tàu. Hay họ còn nặng nề hơn, họ cho là Phật Pháp đó là Phật Pháp Bà La Môn Hóa, vân vân. Các vị đó quả thật là biết một mà không biết mười. Các cụ ngày xưa dạy rồi, hay thì hay cho nốt, không hay dựng cột mà nghe. Câu nói này thật là chí tình, chí lý vậy. Hãy nhìn lại lịch sử của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Nhật Bản. Và chúng ta sẽ thấy được, nếu như mà không phải là chính đạo, không phải là lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật, không phải là từ bản ý của Phật mà ra, thì Việt Nam chúng ta lấy đâu những vị tổ sư lỗi lạc như là Thiền sư Vũ Khắc Minh, Thiền sư Vũ Khắc Trường ở Chùa Đậu. Các ngài nhập diệt mấy trăm năm nay rồi, nhục thân vẫn gì, vẫn ngồi yên nhiên ở trên ban thờ của nhà tổ Chùa Đậu vậy. Các vị không tin, có thể về tận nơi, nhìn tận mắt, sờ tận tay. Nếu được thầy chủ trì cho phép, các vị có thể lên sờ tận tay, nhìn tận mắt và hỏi xem đây có phải là nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường tu theo Phật giáo Đại Thừa hay không. Nếu không phải là chính đạo, nếu không phải là Phật Pháp chân chính, thì làm gì có cái chuyện gọi là sâu xa màu nhiệm, khó hiểu, khó bàn như thế. Rồi về chùa Phật Tích sẽ thấy được toàn thể nhục thân của thiền sư Chuyết Chuyết. Rồi chúng ta thấy, nếu mà học về lịch sử Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, là một người Phật tử, là một người công dân yêu nước, chúng ta không có ai phủ nhận được công lao của Trần Nhân Tông trong hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, một đế chế hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, còn mạnh hơn cả Mỹ bây giờ cơ, đi đến đâu san phẳng quốc gia đó ở dưới vó ngựa của quân Nguyên Mông, đánh sang cả tận châu Âu, đánh sang tận cả gì ạ, thành Rôm, đánh sang tận cả 1/3 lãnh thổ, 1/4 lãnh thổ của Nga. Nhưng sang Việt Nam, 3 lần quân giặc Nguyên Mông sang Việt Nam đều thua trận thảm khốc ở triều đại nhà Trần. Nhưng 2 lần công lao lớn nhất đó chính là Trần Nhân Tông lên làm vua, 2 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Trần Thánh Tông là vua cha, 1 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, xong rồi đến đời con là Trần Nhân Tông
Trần Nhân Tông lên làm vua hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Sau khi thắng giặc, ngài lên làm Thái Thượng Hoàng mấy năm và sau đó nhường ngôi lại cho con. Và xuất gia lên núi Yên Tử. Tu hạnh khổ hạnh, lấy hiệu là gì? Hương Vân Đại Đầu Đà. Chúng ta thấy từ một vị vua công lao hiển hách với quốc gia, với đất nước, với dân tộc như thế, nhưng ngài thì bỏ lại sau lưng tất cả để trở thành một vị du tăng, một vị bần tăng, một vị tu sĩ chỉ với ba chiếc y và một chiếc bát. Ngày ăn một bữa, ẩn cư trên núi Yên Tử mấy năm như thế. Sau khi thực sự ngộ thiền và đắc đạo, đại triệt đại ngộ được tâm tông của Phật Tổ, ngài đi du hóa khắp các nơi. Nói đến Phật giáo Việt Nam, chúng ta phải hãnh diện rằng Việt Nam chúng ta cũng có gì, một vị Phật, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, mà đó cũng chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy ở Trung Quốc có ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông, Thiên Thai Tông Trung Quốc, được gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Việt Nam chúng ta có sơ tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, ngài cũng chính là gì? Hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhị tổ và tam tổ chính là hóa thân của A Nan và Ca Diếp. Nhị tổ Pháp Loa tức là hóa thân của ngài Ma Ca Diếp. Tam tổ Huyền Quang chính là hóa thân của tôn giả A Nan. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu bảo rằng Phật giáo Đại Thừa là tà đạo, Phật giáo Đại Thừa là Bà La Môn giáo, Phật giáo Đại Thừa không phải là Phật giáo chân chính, thì Phật giáo Việt Nam chúng ta lấy cái gì để học đấy? Bảo là chỉ có Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông mới là Phật giáo chính tông ư? Không phải. Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông cũng là Phật giáo. Mà Phật giáo thì Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông chúng ta cũng là Phật giáo. Ví dụ như người cha sinh ra được gì? Được hai đứa con. Sau này lớn lên, một đứa thì gì? Đi lên rừng, một đứa thì đi xuống biển. Chúng ta không thể nào mà sau này cứ nói rằng đứa lên rừng mới là con, còn đứa xuống biển không phải con. Hoặc ngược lại nói rằng đứa xuống biển mới là con, còn đứa lên rừng không phải con. Hay Việt Nam chúng ta có câu chuyện là gì? Cha lạc mẹ âu, sinh ra trăm bọc trăm trứng, 50 người theo cha, 50 người theo mẹ. Vậy thì chúng ta xem sau này ai là gì? 50 người kia theo cha là con á, còn 50 người theo mẹ không phải là con nữa. Người nào cũng là con. Đây học Phật mà chúng ta không thông tỏ được cái này, đi để chỉ chết lẫn nhau, và chỉ có giáo pháp của tôi mới là chuẩn giáo pháp của tôi, mới là xịn giáo pháp của tôi, mới là chính là Phật thuyết. Bây giờ Việt Nam chúng ta đang có vài vị sư như thế. Ở trong Huế, miền Trung có một vị hòa thượng, một vị đại hòa thượng, tuổi đời tuổi đạo rất cao, đang đi xiển dương cái kiểu như là Phật giáo nó bác nhân quả, bỏ đi cái nhân quả, dạy cho mọi người vào đi thẳng vào tâm mình chính là Phật, tâm ta chính là Phật, Phật chính là ta, ta chính là Phật, mà bỏ đi cái đức tin nhân quả, bỏ đi cái việc hướng thiện cho gì, cho tín đồ Phật tử, cho người dân. Và đồng thời những bài pháp gần đây của vị hòa thượng đó bắt đầu nói thẳng là bài xích các kinh điển Phật giáo Đại Thừa rồi.
Tôi có xem qua mấy bài giảng của vị hòa thượng đó mấy năm gần đây, tôi lướt qua thôi, nhưng tôi cũng chỉ không dám bình luận cái gì cả, bởi đấy là quan điểm của hòa thượng, cái nhìn của hòa thượng. Chúng tôi cũng chỉ biết rồi, hậu học cũng chỉ biết thì nghe để biết vậy thôi, không dám bình luận, không dám nói thêm một câu một từ gì. Nhưng chúng ta thấy từ chỗ đó bắt đầu dạo này lại cũng có một vài vị sư thượng tọa đại đức trẻ trẻ mới ra trường mà có bằng tiến sĩ thạc sĩ này nọ đó, bắt đầu cũng đi bán phá cái kiểu đó. Và đặc biệt là mấy năm trước có một vị thầy tên là gì? Thầy Thông Lạc cũng đi cực lực bán phá bài xích Phật giáo Đại Thừa, và một cái hệ thống Phật tử của thầy ấy cũng theo sư phụ để đi bài xích. Đây là một việc làm tôi nghĩ rằng các vị phải xem xét lại. Mỗi khi các vị muốn bài xích một ai đó thì hãy xem lại mình, cái đạo hạnh của mình, cái trí tuệ của mình, cái công lao của mình đã góp sức cho đất nước, cho Phật pháp đã có gì chưa? So với các bậc tổ sư ngày xưa, chúng ta đã bằng một phần nhỏ của các ngài chưa? Nếu nói về thiền định, có ai ngồi thiền được á hơn 4 năm trời không ăn không uống như ngài Hám Sơn Đức Thanh chưa? Chưa đúng không? Nếu chưa thì đừng có đi vọng ngôn lộng thuyết coi thường người này người nọ người kia là tà đạo là tà giáo thế này thế khác. Ngài Hám Sơn Đức Thanh bây giờ vẫn giữ nguyên nhục thân, nhập diệt 300-400 năm nay rồi vẫn giữ nguyên nhục thân, một lần ngồi thiền hơn 4 năm không ăn không uống. Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng mỗi một lần ngồi thiền của ngài á, thường là 7 ngày đến 21 ngày. Khi mà ngài vào nhập thiền thường là 7 ngày đến 21 ngày. Ngài có công lớn trong việc trùng tu chùa Cảnh và chấn hưng Phật giáo Trung Hoa ở thế kỷ thứ 19, đầu 19. Nói về trùng tu chùa Cảnh, ngài có công trùng tu lại đến hàng ngàn ngôi chùa, hướng dẫn cho hàng gì hàng vạn vị tăng từ cái chỗ sai lầm về con đường chính đạo. Ngài ra đi gì một cách nhẹ nhàng, ngồi an nhiên tĩnh tọa. Sau khi thoát hóa, môn đồ đệ tử đem hỏa thiêu, lưu lại vô số những xá lợi. Các vị gì? Đã làm được chưa? Cho ngồi thiền 7 ngày thôi ngồi được chưa? Ngồi thiền tôi chưa nói cái tâm các quý vị đã an định hay không. Tôi chỉ cho các vị, bảo các vị cứ ngồi thiền 7 ngày như thế không ăn không uống xem đã làm được chưa? Mà đã bán phá, đã đi coi thường. Rồi rất nhiều những bậc cao tăng thạc đức ở trong tông môn Việt Nam chúng ta có, chứ không phải là cái gì cũng nói Trung Quốc đâu, Việt Nam có, Nhật Bản cũng có, Tây Tạng cũng có, Triều Tiên, Hàn Quốc có hết. Những nước Phật giáo, Bắc Tông Phật giáo Đại Thừa đều có xuất hiện những bậc cao tăng. Cho nên á, chúng ta học Phật cái gì chúng ta không hiểu thì đừng có vội là đi bán phá, bảo người ta là tà đạo, là mê tín dị đoan, là thế này thế nọ thế kia. Đó. Thế tôi nói là hôm trước ấy, có một thầy là phó văn phòng là ban dẫn Phật tử Trung ương nhắn tin cho tôi và cả cái ảnh và cái bình luận của một Phật tử ở đằng trong, nói là tôi tuyên truyền là mê tín dị đoan, hù dọa tín đồ Phật tử và đề nghị ban hoằng pháp Trung ương là phải xem xét lại tư cách giảng sư của tôi và phải xử lý. Thế tôi bảo là không phải lo cái chuyện đó, vì tôi giảng là dựa trên gì? Dựa trên đó, nền tảng giáo lý của kinh điển của Đức Phật và ý chỉ của tổ sư có ghi lại gì? Thành sách vở hẳn hoi, thành đó, tông phái hẳn hoi, có tông có phái hẳn hoi.
không phải sợ là mình nói luyên thuyên, bát nháo, lừa đảo, hù dọa mọi người đâu mà lo. Không phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta thấy ở cái thời này, thế kỷ 21 này rồi, mà sao còn có những cái người nó u mê như thế? Đến như tôn giáo của chúng ta, còn Đức Phật còn không cho chỉ trích các tôn giáo bạn cơ mà. Mỗi tôn giáo có một đức tin, có một cái cách tu tập hướng thiện khác nhau. Không thể bắt cả thế giới này theo Phật giáo được. Thì chúng ta không thể bắt là gì? Tất cả những người tu sĩ ở trên thế giới này đều phải theo cái pháp môn của chúng ta được, mới là Phật giáo được. Chúng sinh có vô lượng bệnh khổ, thì Đức Phật gì? Có vô lượng phương thuốc để cứu chữa. Người á, bệnh đau đầu đến, bác sĩ giỏi sẽ cho thuốc gì? Alazin, Panado, vân vân. Người đau bụng đi ngoài đến, Đức Phật cho gì? Colocid, bác sĩ cho gì? Colocid hay cái thuốc gì đó, vân vân. Rồi người bị bệnh gì, nhiễm trùng thì bác sĩ liền phải cho thuốc gì? Thuốc kháng sinh, liều cao, vân vân. Tùy bệnh mà cho thuốc. Giáo lý của Đức Phật cũng vậy. Cái người họ có nhân duyên, họ thích trì chú, thì Phật nói gì? Nói về pháp gì ạ? Nói về mật chú, nói về pháp mật tông, nói về du già, nói về nghi quý. Cho thì cho những người có duyên về thì thích trì chú, họ thích tu theo pháp đó. Phật không đáp ứng được, họ đi theo tôn giáo khác. Tôn giáo khác có gì? Có phương pháp tu tập trì chú. Nếu Phật không đáp ứng được, họ đi theo phương pháp, đi theo gì? Đi theo tôn giáo khác, đi theo đạo khác, đi theo Bà La Môn, đi theo một số các tôn giáo. Khi Đức Phật còn tại thế, ở tại Ấn Độ là có gì? 81 có sách, có chỗ nói là 96 tôn giáo đồng hành cơ mà. Đấy là những tôn giáo chính thức được các quốc vương ở Ấn Độ thời bây giờ công nhận. Ngồi thiền, Phật ngồi thiền thành đạo. Đúng thế, Phật ngồi thiền thành đạo. Thiền là căn bản. Nhưng cũng có những người không thể ngồi thiền được. Chúng ta bây giờ bảo các cụ già 80-90 tuổi chân đau, mắt mờ, chân chậm, lưng gù, ngồi thiền làm sao được các quý vị? Cho nên Phật mới dạy cho thì thôi, các cụ, các Phật tử không niệm Phật được thì chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm giữ tâm thiện, giữ tâm thiện lành mà gì mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là được. Sau khi xả bỏ báo thân thì được Đức Phật A Di Đà hiện ra để rước thần thức của các quý vị về Tây Phương và gặp Phật, nghe pháp và tu tiếp. Về thế giới đó thì thân thể khỏe mạnh, không bị sinh già bệnh chết làm náo loạn. Thọ lượng thì đồng với thọ lượng của Đức Phật A Di Đà, vô lượng vô biên, không phải lo cái chuyện sinh già bệnh chết. Gặp Phật rồi lo gì không ngộ được chính pháp? Gặp Phật rồi thì lo gì không đi được đúng chính pháp? Gặp Phật rồi thì lo gì không tu được đến thành đạo quả? Đây là một cái gọi là triết lý rất sâu sắc của nhà Phật chúng ta. Phật như là một vị lương y đại tài. Cho nên Đức Phật còn là gì? Chúng ta đến một số các ngôi chùa, chúng ta thấy treo ở trên cái biển hiệu, ở trên chính điện là Tam Bảo gì? Đại Y Vương. Đức Phật là gì? Đại Y Vương. Đại là gì? Là to, là lớn. Y là gì? Y là thầy thuốc. Y tức là thầy thuốc. Vương tức là vua. Đại Y Vương tức là vị vua lớn nhất trong tất cả gì ạ? Các ông thầy thuốc thì Đức Phật là ông thầy thuốc lớn nhất, như là một vị vua, là vua của gì? Của các thầy thuốc. Nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Đó. Tùy bệnh mà cho thuốc. Thấy những chúng sinh ấy, căn tính nhanh nhẹn, nói ra liền hiểu, Phật liền thuyết pháp cao siêu mầu nhiệm. Ở nhà thiền gọi là gì ạ? Bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Đó. Nhưng cũng có người gì ngu dốt, học mãi không thuộc á,
Phật dạy cho gì? Cầm cái chổi, cái quét gì? Quét lá. Dạy được chữ gì? Chữ tẩy nó quên chữ trần. Tức là chữ tẩy trần có nghĩa là quét rác đó. Dạy được chữ quét nó quên mất chữ gì? Chữ rác hay là chữ bụi đó. Dạy chữ trước nó quên chữ sau. Học mấy tháng nó vẫn chưa nhớ được hai cái chữ tẩy trần đấy. Nhưng thôi, Phật bảo động viên, thôi con cứ quét đi, cứ ra chịu khó quét. Hôm nay con đó, hai chữ chưa ghép được, và hôm nay con quét, con đọc chữ tẩy. Cứ xoẹt một cái con gì tẩy, xoẹt một cái con tẩy, xoẹt một cái con tẩy. Thì ngày mai con gì, con xoẹt một cái con trần, mai con xoẹt một cái con trần, cứ như thế. Học mấy tháng như thế, cứ tẩy rồi lại trần, mãi hai chữ vẫn chưa ghép được vào nhau. Bỗng một hôm, cái vị tỷ khiêu đó quét gì, quét lá, quét sạch rồi á, thì một cơn gió gì lướt qua. Rừng trúc ở trước sân tinh xá của Đức Thế Tôn lao sao rung động, những chiếc lá trúc vàng và những chiếc lá ở trên cành ấy, liền lả tả rơi xuống. Khi vừa nhìn thấy lá rơi, cái vị tỷ khiêu ấy liền là đại triệt đại ngộ, chứng đắc thánh quả A-la-hán, có thần thông tự tại, biện tài vô ngại. Bắt đầu từ đó dự vào hàng thánh, từ một cái anh tu sĩ rốt đặc cán mai, rốt dài cán thưởng, trở thành một vị thánh tăng A-la-hán, thần thông tự tại, trí tuệ thuyết pháp vô ngại biện tài. Đó chính là tôn giả Tu Bàn Đà. Trong kinh A-di-đà đó có nhắc đến ngài đó. Xá lợi Phật, Mục Kỳ Liên, Ma Ca Diếp, Ma Ca Chiên, Di Đà, Đâu Lâu Đà, Phú Đa Đa Di Đà, Tư Tử Tôn Giả, Tu Bồ Đề, rồi An An Ca Diếp, vân vân đó, cho đến thì có ngài là Tu Bàn Đà Già đó, chính là ngài ấy, chính là vị tôn giả ấy. Cho nên tùy Phật mà cho thuốc, Phật tùy bệnh mà cho thuốc. Như vị Lương Y Đại Tài, vị đó không thể dạy tứ đế, không thể dạy thập nhị nhân duyên, không thể dạy 37 phẩm trợ đạo, không thể dạy các pháp vô thượng thầm thâm vi diệu được, mà dạy cầm chổi quét và đi. Có mỗi cái gì? Quét rác thôi. Hai chữ quét rác mình gọi là tẩy, tẩy trần là chữ Hán, còn bình thường thì chúng ta gọi là quét rác hay là quét bụi đó. Cứ làm bằng tất cả cái tấm lòng chân thành, một ngày nào đó tâm chúng ta rộng rang, hoát nhiên đại ngộ, mọi việc thông tỏ. Đó gọi là vô sư trí, có sẵn trong mỗi chúng ta. Vì vậy ở Việt Nam chúng ta có một vị thiền sư nổi tiếng, sau khi ngộ đạo rồi á, ngài mới nói là bài kệ này: Mộc Trung Nguyên Hữu Hòa. Hữu hỏa hỏa hoàn sinh, nhược vì mộc vô hỏa, toản toại hà do manh, hay là hà do sinh. Đó. Trong cây vốn có lửa, có lửa, lửa mới sinh. Nếu bảo cây không lửa, làm sao lửa lại sinh? Đó, cho nên chúng ta thấy cái chân tâm ở trong mỗi chúng ta ai cũng có. Cái chân tâm đó chính là Phật tính, là chân như, là bồ đề, là niết bàn, là bạch tịnh thức ở trong mỗi chúng ta. Có gì đâu, sau khi ngộ rồi Đức Phật nói này, chuyển gì ạ? Chuyển bát thức thành gì ạ? Thành tứ trí. Tức là chuyển bát thức tâm vương á, thành gì? Thành bốn trí: bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, rồi gì nữa, mấy trí nữa? Các vị có thể về tra xem tứ trí nhà Phật là gì. Đó: bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, và một trí nữa. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng học Phật, những cái gì mà chúng ta không hiểu, không biết, không hay thì cứ để lại đấy, gác lại đấy. Một ngày nào đó khi chúng ta được các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão hoặc các bậc có quan mắt tuệ, các ngài khai thông chúng ta sẽ hiểu. Chúng ta bây giờ nói thế nào thì nói, nếu chưa phải là bậc thánh á,
thì cũng giống như á, kẻ mù sờ voi mà thôi. Kẻ sờ chân voi thì đoán là con voi thì giống như chiếc cột nhà. Kẻ sờ đuôi voi thì bảo con voi như chiếc chổi xể. Kẻ sờ bụng voi thì bảo cái con voi như cái gì? Như một chiếc trống to. Còn kẻ sờ vào vòi voi thì bảo con voi như một con đỉa lớn. Đối với người mắt sáng thì bảo tất cả bốn ông thầy, bốn cái kẻ mù này đều sai hết. Nhưng mà kẻ mù kia nó bảo không, chắc chắn rồi, cái con voi mà tôi gặp ngày hôm nay á, nó giống như cột nhà tôi thường ôm. Không sai, với kẻ mù không sai. Với kẻ mắt sáng thì cho đó là sai nhất, về kẻ mù không sai. Bảo là tôi sờ con voi, mà khi tôi ôm cột nhà như thế này, nay tôi ôm một cái chân voi tôi không thấy như thế này, quả thật con voi giống như cột nhà. Còn kẻ kia bảo không, mà khi tôi đi quét nhà xong rồi tôi cầm cái chổi xẻ tôi biết mà, nó có cái lông lông, cái đuôi đuôi vót vót, có cán dài mà có cái gì, đuôi như nó cái lông lông như thế này, và chắc chắn là con voi giống như cái chổi xẻ, đúng như thế. Đối với kẻ mắt sáng là sai, nhưng đối với người mù là gì? Họ chỉ được sờ có một thân phần của con voi thì họ chỉ thấy rằng con voi giống như cái chổi xẻ cũng không sai. Có kẻ mù được sờ cái trống, nghe thấy tiếng trống, người ta đánh trống hay quá và nó sờ vào cái trống, cái trống to như thế này, và nó sờ vào trúng cái bụng con voi, nó bảo rằng đích thực con voi giống như gì, như một chiếc trống, vì tôi sờ cái chiếc trống thì nó to như thế. Đó, quả thật không sai đối với kẻ mù, sai với kẻ mắt sáng nhưng không sai với người mù, các quý vị. Rồi á, có kẻ mù gì, nó bị con đỉa cắn, nó tóm con đỉa đó, nó mềm mềm, nó cứ nhún 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 nhún, nay nó sờ vào cái vòi voi á, con vòi voi nó có mềm mà, nó không cứng, nó mềm, thì nó bảo đi, cái vòi con voi giống như con đỉa lớn, lúc thì nó bò lên, lúc cái vòi nó cong lên, lúc cong xuống, nó bảo như là một con đỉa lớn. Quả thật đối với người mù cũng không xa, với kẻ mắt sáng thì là xa, với người mù không xa, vì họ có thấy gì đâu. Bảo họ đoán thì họ gì, họ đoán giống như thế. Chúng ta bây giờ cũng như thế, bao giờ chúng ta có con mắt sáng, chúng ta nhìn thấy tổng thể một con voi, chúng ta không bao giờ nghi ngờ rằng á, con voi giống cái gì, cái trống hay là giống cái chổi xẻ, con voi giống cái cột nhà hay là giống con đỉa lớn. Bao giờ chúng ta tu hành tâm được khai ngộ, mọi thứ phơi bày ra trước mặt chúng ta, sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não á, cũng bị phơi bày, bị chúng ta á, bắt rõ ràng được rồi á, rồi tất cả những gì mà thầm thâm vi diệu Đức Phật nói ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận Đại Thừa hay Tiểu Thừa, tất cả chỉ là phương tiện mà thôi, các quý vị. Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tất cả chỉ là phương tiện, giống như người gì, những người dùng con đò để bơi qua sông mà thôi. Pháp của Đức Phật giống như một con thuyền, một con đò, một chiếc tàu thủy để đi qua sông, giống như một chiếc xe để chở chúng ta đến cái đích, giống như chiếc máy bay để vận chuyển chúng ta từ nước này qua nước khác, vân vân. Bảo là không phải thật thì không nương vào đó, chúng ta không đến được cái đích. Nếu bảo là thật, chúng ta chấp vào đó và khư khư ấy, giữ mãi không bỏ, chúng ta đến đích cứ ngồi mãi ở trên đó hay sao, đi đâu cõng ta nói hay sao. Cho nên đấy gọi là những người chấp pháp. Những người chấp pháp là khổ lắm các quý vị ạ, 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 là khổ lắm các quý vị ạ. Nếu mà thương người thân chúng ta đã quá cố thì ngày giỗ, ngày Tết, ngày hủy kỵ người thân, ông bà tổ tiên, cha mẹ vân vân, đừng có sát sinh hại vật. Hãy thanh bông hoa quả mà cúng thôi. Và khuyên thì các vong linh này cũng nên tu nhân tích đức. Đừng có vì gì ạ? Đừng có vì rượu thịt, đừng có vì ham mê rượu thịt mà trầm luân mãi trong khổ đau. Vay vay trả trả không biết bao giờ cho hết. Oan oan tương báo không biết bao nhiêu cho gì cho cùng, bao nhiêu cho tận, bao nhiêu cho đoạn, bao nhiêu cho diệt. Cho nên á, ngày giỗ ngày Tết theo quan điểm của nhà Phật, đặc biệt trong kinh Địa Tạng nói thì chỉ nên làm chay tịnh,
tức là làm cơm chay, có làm cơm thì làm cơm chay hoặc thanh bông hoa quả thành tâm mà cúng, cốt là ở cái việc tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho các vong linh ấy, thì đó mới là người con người cháu báo hiếu bố mẹ ông bà một cách đúng như lý như pháp. Chứ đừng có nghĩ rằng mâm cao cỗ đầy sát sinh hại vật nhiều bày lên trên ban thờ cúng ông bà ông vải tổ tiên là các cụ được hưởng đâu. Hãy nhìn câu chuyện gì ông họ Kim này, đáng lẽ thì đang được tự do tự tại vui thú lắm, nhưng mà bây giờ thì vừa người nhà cái ngày xây mộ cho ông ta giết có một con gà để cúng thôi mà bị hai người lúc nào cũng theo để giám sát. Hai người ở đây chắc là hai vị gọi là quỷ thần ở mình ở đời này gọi là công an, gọi là cảnh sát đó. Đấy, chúng ta thấy ở dưới kia gọi là quỷ thần. Cho nên là chủ mệnh quỷ vương trong kinh Địa Tạng bạch với Đức Thế Tôn rằng con thương chúng sinh lắm, nhưng chúng sinh đâu có nghe theo lời con. Con khuyên bảo hết mức rồi nhưng nó không nghe, nó vẫn cố thì cố tình vi phạm, cố tình phạm vào cái giới sát sinh hại vật. Cho nên các chúng sinh bị mất mạng kia, nó thì nó lại mang đơn lên nó kiện con, nó tố cáo cái tội nhân ấy, tố cáo cái vong linh ấy, thì đương nhiên chúng con phải xử rồi. Chúng con là phải làm việc là công tâm mà, là bình đẳng mà, làm sao chúng con có thể bênh loài người mà ghét loài vật được, không có cái chuyện đó. Cho nên chúng ta thấy đây chính là pháp luật, là quy tắc, là pháp luật của cõi âm. Có phúc thì hướng, có họa thì phải xử, phải chịu. Gây lên tội lỗi thì cũng phải xử, mà làm việc tốt thì được tán dương khen ngợi, cũng giống như ở nhân gian chúng ta thôi. Người có phúc thì làm việc tốt thì được tán dương, được khen ngợi. Còn người làm việc ác thì phải bị pháp luật trừng trị. Các cụ ngày xưa hay nói gì, trần sao thì âm vậy. Đó, chưa hết câu chuyện ông họ Kim, chưa hết. Khi ấy đứa trẻ kia, tức là đứa trẻ, tức là cái thần thức của ông họ Kim á, nhập vào cái đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia chỉ vào cô con dâu nhà ông họ Kim đang mang thai mà nói rằng á, người nhà liền đem việc ấy và hỏi ông họ Kim, tức là hỏi cái đứa bé, tức là hỏi cái ông bố, hỏi vong á. Thế vong là nhập và nói như thế thì thấy biết chuyện xưa nay như thế, thì người nhà đã chỉ một cô con dâu á, mà hỏi rằng á, thì lần này thì cô con dâu mang thai như thế thì như thế nào. Thì cái vong kia, tức là nhập vào đứa trẻ kia, bảo rằng á, lần này sẽ sinh con trai, mẹ tròn con vuông rất là tốt, nhưng lần sau cũng sinh con trai nữa, nhưng mẹ con đều chết. Lần này sẽ sinh con trai, mẹ tròn con vuông tốt, nhưng lần sau sinh đứa con sau sẽ sinh, vẫn tiếp tục sinh con trai, nhưng mà hai mẹ con đều chết. Mọi người đều lấy làm lạ, cho nên liền ghi chép lại lời ấy. Lấy làm lạ cho nên ghi chép lại cái lời của cái đứa trẻ đấy, xem sau này xem có quả thật, có phải thật không. Quả nhiên sau này người con dâu nhà họ Kim sinh đứa con thứ nhất thì mẹ tròn con vuông, mấy năm sau sinh đứa con trai thứ hai thì cả hai mẹ con đều mất. Chúng ta thấy không? Đấy, thế là câu chuyện gì ạ? Người ta biết trước à? Người ta biết trước à? Trong linh giới, quỷ thần có những chuyện đấy. Đức Phật nói là quỷ thần có trường hợp này, họ cũng có tha tâm thông. Họ biết được ý nghĩ của một người hoặc nhiều người nào đó, biết được kiếp trước của một người hoặc nhiều người nào đó trong vòng bao nhiêu đời kiếp đó, thì không phải là biết hết tất cả được, biết chỉ một khoảng bao nhiêu đời kiếp mà thôi. Đó. Và nói đúng thật, chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai họ đều biết cả, nhưng mà ở trong phạm vi nhất định nào đó. Đó. Cho nên qua câu chuyện này thì chúng ta thấy thỉnh thoảng có cái chuyện mà người âm nhập vào á, nhập vào sắc phàm của người dương, cái này có không? Có. Một số các quý thầy ở Việt Nam chúng ta bây giờ không công nhận việc đó. Ở trong miền Nam có một vài thầy
một vài quý thầy, thầy tiến sĩ là không công nhận là cho là có chuyện vong nhập vào người người phàm, và cho rằng đó là do ức tưởng, là do cái tâm thế này thế nọ thế kia của vị đấy, chứ làm gì có chuyện vong nhập vào thể xác của người này người nọ người kia. Thầy nói như thế. Nhưng mà cái này thì câu chuyện này là được ghi lại rõ ràng trong sử sách. Mà cái này trong kinh Địa Tạng nói cũng rõ ràng rồi, có cái chuyện đó. Mà trong suốt cuộc đời tu tập hành đạo 25 năm nay của chúng tôi được chứng kiến cũng rất nhiều. Chúng tôi không phải là mê tín dị đoan, nhưng chúng tôi chứng kiến rất nhiều những cái trường hợp như thế, mà cũng đã tư vấn và giúp đỡ cho rất nhiều người trong những cái trường hợp mà bị vong nhập ấy. Có những trường hợp rất dễ dàng, nhưng có những trường hợp cũng rất khó khăn. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ nhé. Cái ví dụ cụ thể, nếu các quý thầy hoặc các Phật tử không tin, có thể lên chùa Tản Viên xuống ngay chân núi hỏi quan với ông trưởng thôn hợp nhất của xã Ba Vì. Tức là người Dao đó, người dân tộc Hẳn Hoi, người dân tộc chính hãng luôn, người Dao. Người Dao mình hay gọi là người Mán đó, con của ông trưởng thôn Hẳn Hoi, chứ không phải là người ngoài. Nó cứ về hỏi con ông trưởng thôn hợp nhất của xã Ba Vì, ngay dưới chân chùa Tản Viên, chân núi Tản Viên, núi tổ của Tổ Sơn của Việt Nam chúng ta. À, năm 2009 tôi lên nhận cái chùa Tản Viên, và cũng năm đó thì chuyển cái ngôi chùa đó từ cái khu đất trước cửa chùa, trước cửa đền chung vào trong chùa Tản Viên bây giờ, cái nền tảng cũ bây giờ. Thế tôi thấy một cái hang động đá rất là đẹp, nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng mà rất là đẹp, rất là có linh khí, sinh khí rất tốt. Và người dân ở đó kể cho tôi á, mấy người dân người Dao đó kể cho tôi rằng hang động này từ xưa đến nay không có ai ngủ được trong hang động ấy. Và người ta kể một vài câu chuyện là ngày xưa cũng có một vài người đi làm nương ở trên đấy, tức là cũng người Dao họ đi làm nương, họ nói là sợ cái gì, thế là nó vào, nó mang cái dắt giường nó vào, nó nằm nó ngủ đấy để nó trông. Nhưng mà ngủ ở đấy ban ngày, ban chiều tối, tối ngủ ở đấy, nhưng mà dậy sáng lại thấy mình ở cả người với cả cái dắt giường lại ở ngoài cửa động, họ không hiểu làm sao. Và ông ấy nghĩ rằng chắc là ông ấy ngủ qua đêm, thế là ai vào trêu, gọi thêm một người nữa lên ngủ. Hai người lên ngủ đêm hôm đó thì ngủ qua đêm, sáng hôm sau cái dắt giường và hai người đó cũng ở ngoài cửa động, không ngủ ở trong động được. Đấy đó là lần thứ hai. Thế là thôi, bắt đầu chạy mất dép, từ ngày đấy không có ai dám ngủ ở trong cái động ấy nữa. Đấy là người Dao đấy. Người Dao họ không có niềm tin, đức tin vào tôn giáo nhé. Họ có cái đức tin vào cái tín ngưỡng của dân tộc của họ, không có đức tin vào tôn giáo hay là thần thánh, Phật thánh gì cả. Nhưng mà chúng ta thấy hai lần người ngủ trong, chính là gì? Ngày xưa là cái đời ma ông Dương ấy, ông mất rồi, ông kể với tôi câu chuyện này, với lại hai ba người nữa cũng kể với tôi câu chuyện này. Đó là cái người Dao đi làm nương. Đấy, chúng ta giải thích thế nào đây? Nếu bảo một người ngủ trong đấy một đêm á, thì bảo là khi thì anh ta ngủ say, mọi người vào trêu được khiêng cả cái dát giường và cả anh ta ra, anh ta không biết. Nhưng đêm thứ hai anh ta nghĩ là gì, mọi người trêu, rủ thêm một người nữa, hai người vào ngủ trong đấy. Sáng hôm sau cả hai người thức dậy thấy mình ngủ ở ngoài cửa động cùng với cái dát giường của mình ngoài cửa động. Tôi nghe kể như thế và tôi thấy thì cũng có một cái gì đó nó linh thiêng, nó kỳ đặc. Thế tôi mới vào cái động đó xem, mà đúng quả thật mát mẻ. Vào đó thì mình thấy nó mát mẻ, linh thiêng, nhưng mà không gì, không lạnh lẽo. Đối với mọi người khác thì không biết, nhưng mà tôi vào thì cô cảm thấy là mát mẻ, cái không lạnh lẽo. Có một cái gì đó nó rất tốt cho vấn đề gì tu tập ở trong đó. Thế tôi lên, tôi lấy bó hương xuống, tôi thắp hương khấn nguyện với Tam Bảo gia trì cho, đặc biệt là khấn nguyện là Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh, Dực Bảo Trung Hưng Thượng Thượng Đẳng Thần,
quý ngài là được phân công cai quản cái núi Tổ Sơn đấy của Đại Việt chúng ta, cũng như là bảo hộ chăm sóc cho gì cái phần tâm linh cho muôn dân con cháu đất Việt chúng ta, là đệ nhất phúc thần trong tứ bất tử, tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam mà. Cho nên khấn nguyện các ngài, rồi khấn nguyện sơn thần thổ địa ở đó này hoan hỷ để cho thì cho con xin được dùng cái động này để thờ Phật, một cái nơi linh thiêng như thế này để thờ Phật cho bà con bách dân chăm họ sau này là có duyên để về để được nương tựa vào Tam Bảo để tu tập, để phát Bồ Đề Tâm, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, vân vân, tạo phúc cho muôn dân, thật là tốt vậy, bỏ không nó phí đi. Thế là tôi làm, làm xong rồi làm cũng vất vả lắm, phải gánh từng, phải thuê gánh từng tí điệu từ vôi cát sỏi đấy mang lên để vào cân bàn để cân. Ngày đó làm cái động như bây giờ nó làm có khi chỉ mất 10 triệu, ngày đó phải hết hết 40-50 triệu. Vì sao? Toàn cái tiền đi thuê cõng, thuê vác gạch, vác sỏi, vác xi lên mang lên cái đặt vào cân bàn mà tính cân như là đông gạo thì mang từ chân núi lên. Cho nên làm đến khoảng độ tầm 24-25 Tết ấy, thì xong, rước tượng xuống đó. Thế 27 Tết, tức là vào ngày 27 đó, chuẩn bị Tết rồi đó, 27 Tết năm 2009 sang 2010 đó, thì chuyển tượng xuống và sắp lễ. Tôi mang mua lễ lên, đặt cái lễ đó thì người ta cúng cái lễ, Phật tử cúng cái lễ có cả cái giỏ, giỏ quả Tết ấy, trong đó nó đầy đủ cả giỏ như thế, thì mang hai giỏ lên đấy, đặt hai giỏ, một giỏ bên ban Phật, một giỏ bên ban Đế Thích Phạm Thiên với lại Đức Mẫu Thánh Mẫu, vì chuyển cái chùa bên kia sang thì mang cả xuống đấy luôn. Thế đến chiều dâng buổi sáng, buổi chiều năm đứa trẻ con ở dưới thôn Hợp Nhất đi chăn trâu chăn bò, nó vào nó lấy trộm, nó trộm sạch cái lễ đấy, nó ra ở ngoài cái bãi xe. Bây giờ ngày xưa chỗ đấy chưa có bãi xe, nó là cái rừng tre nhà ông Cao, và rừng tre nhà ông Cao và có lán nhà ông ấy ở đấy, có cái lán trong ở đấy, mấy đứa trẻ mang ra đấy thì người ta cúng cả cái giỏ, trong giỏ có cái chai chai rượu, rượu gì, cái rượu gì nó nhẹ nhẹ đấy, nó gọi là rượu cam hay rượu gì đấy, nó nhẹ nhẹ rượu gì đấy, thì người ta cúng thế nào mình dâng luôn như thế, thì mình cũng chẳng bỏ ra nữa. Thế là mấy đứa đó mang ra đó ăn hết cái bánh kẹo, ăn hết hai cái giỏ bánh kẹo với lại cái chai rượu ấy, năm đứa nó uống. Thế uống xong thì nó cũng bình thường, nhưng mà bắt đầu đi về, về đến nhà đến chập tối một cái thì cả năm đứa đều sưng mồm sưng miệng lên hết, cả năm đứa. Nhưng mà cái đứa chủ mưu là con của ông trưởng thôn Hợp Nhất ấy, là chủ mưu, thì đứa đấy bị nặng nhất, bị nặng nhất. 11 rưỡi đêm, thế tự nhiên thấy số gọi lạ, lúc đó tôi đang ngủ ở dưới, đêm 27 đó tôi ngủ dưới này, ngủ dưới Khai Nguyên ở cái phòng cũ ở bên kia. 11 rưỡi đêm rồi, vừa ngồi thiền xong vừa đi nằm xuống một cái thì thấy số điện thoại lạ gọi. Ngày xưa điện thoại nó còn ít cho nên cứ ai gọi đến là thường hay nghe, bây giờ nhiều người gọi quá cho nên thì số lạ thì không hay nghe nữa. Thế là mở máy lên thì nghe người ta đầu dây bên kia hỏi là có phải nhà chùa không, bảo vâng. Bảo là ông ấy xưng là ông ấy là trưởng thôn. Thế này thì mình bảo đó, trưởng thôn thì trưởng thôn đâu, làm sao bác có việc gì mà gọi khuya thế, thế mai gọi được không? Bảo không, có việc muốn nhờ nhà chùa. Thế ông mới kể ra đấy, thằng con nhà tôi nó còn nói thật với nhà chùa là chiều hôm nay là mấy cháu, năm cháu nó đi lên đi chăn trâu ở trên nhà chùa, và nó vào nó hạ cái lễ cúng ở dưới trên nhà chùa ấy, nó ăn nhưng nó không xin nhà chùa, cho nên về bây giờ là cả năm đứa, đứa nào cũng đau họng và đứa nào cũng không ăn được cơm, mà thằng con nhà tôi là đau nhất. Con nhà tôi là còn không thở được đây này, nó mồm nó sưng lên đến nỗi là cái môi nó sưng lên, cái môi nó sưng lên là không thở được. Còn mấy đứa kia thì nó không bị sưng, nó chỉ đau thôi, nó không ăn được cơm thôi, mà về cái sốt, cái sốt xình xịch lên. Thế thì tôi bảo thế thì rồi tôi không biết. Thế tôi về là từ lúc chiều tôi có biết đâu. Thế là xong, mình cũng lúc đó cũng gần 12 giờ rồi, thôi thì
ngồi quay về trên hướng trên nhà tổ, ở tại trong mắc màn rồi cũng không muốn ra khỏi phòng nữa. Hôm đấy trời nó rét rét, cho nên ngồi quay lên trên phía nhà tổ mà khấn nguyện, hướng lên trên đản viên khấn nguyện thôi, Tam Bảo các ngài chư Phật Bồ Tát các ngài hoan hỷ, không có trách phạt gì, chúng con biết cái điều đó. Nhưng mà thôi thì chắc là các vị sơn thần thổ địa long thần hộ pháp ở đó các ngài không vui. Người dân cúng Phật mấy hôm Tết mà tự nhiên mấy đứa tiểu yêu nó vào thì nó chứng trước Phật, chứng trước Bồ Tát, thế thì ai các ngài long thần hộ pháp sơn thần thổ địa các ngài ấy, để cho như thế chắc các ngài dạy cho bài học. Thế nói với các ngài là thôi thì các cháu nó còn nhỏ còn dại, nó trẻ con nó không biết, các ngài hoan hỉ thôi, tha cho các con các cháu nó để cho nó mạnh khỏe bình thường. Thế thì khấn xong như thế thì được một tí thì ông ấy gọi lại, ông bảo là cảm ơn thầy là mồm nó đỡ sưng rồi. Nó chỉ trong vòng khoảng 2-30 phút thôi các quý vị, mồm nó đỡ sưng hẳn lại và nói thì nó ngủ được rồi. Thế xong tôi bảo là thôi thì ngày mai thì bảo gia đình á sắm cái lễ đi lên, là bảo lễ tạ, mai thì tôi bận thì lên thì bảo bà Nhật bà lễ cho, tức là cái bà thủ nha ngày xưa á, bà lễ cho, bà lên bà lễ, bà hành cho từ 9 giờ cho đến 2 giờ chiều. lên cả năm đứa, năm gia đình mang năm đứa trẻ lên lễ từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều ngày 28 Tết rồi mới cho về. Thế tưởng là khỏi. Thế bốn đứa kia thì khỏi từ cái tối hôm thầy kêu khấn cho một tí thì khỏi rồi. Nhưng là con của ông trưởng thôn, thằng này là chủ mưu, thằng của con là chủ mưu, thì nó đỡ, nó ngủ được. Hôm sau lên lễ thì không hiểu làm sao đó, thì lễ xong thì cứ lúc lên lễ thì nó vẫn còn đau đau họng tí thôi, nhưng mà hết sốt rồi, ăn được cơm rồi. Nhưng về tới nhà mà cái đến chiều tối hôm 28 nó lại một trận tiếp theo nữa, nó lần này nó sưng to hơn. Lần này nó sưng to hơn, mồm nó lại sưng vù cả lên, sưng đến nỗi là không uống được nước nữa mà nó sốt xịt xịt lên. Ông lại gọi điện, ông bảo tôi thầy ơi, thì thầy giúp hộ cái. Sáng trưa sáng nay lên lễ thì cháu nó ấy tưởng là khỏi, nhưng mà đến chiều tối nay nó lại bị tiếp. Thế tôi hỏi là thì lúc lên cháu nó vào nó có lễ nó có ấy không? Lên thì lúc lên cháu nó chưa, sáng nay lên cháu nó có vào nó ngồi lễ từ đầu đến cuối không? Thế bắt đầu hỏi nó thì bố nó hỏi nó thì bảo mẹ nó đưa đi. Thế mẹ nó bảo là lúc lên thì có bốn đứa kia nó ngồi lễ, cái thằng này nó vào nó vái vái một tí xong rồi á, nó chạy ra ngoài nó ở, chạy ra ngoài á, nó không lễ từ đầu đến cuối. Nhưng bốn đứa trẻ kia thì sợ cho nên là lễ từ đầu đến cuối, còn thằng này thì nó cũng thuộc dạng là nó mới chỉ có 12-13 tuổi thôi, nhưng mà cũng thuộc dạng là gì, ngang bướng mà, đầu bò đầu biếu kiểu như thế, muốn làm dân anh chị hay sao, cho nên không vào để lễ hết, vái vái thì ông ra ngoài chơi. Tối về lại bị mất trận nữa. Ông bố gọi cho tôi bảo tôi thầy cứu cháu nó với, bây giờ 28 Tết rồi. Bây giờ nó là mà thế nào đó thì chết, gia đình không có Tết đâu. Thế là tôi đi lên trên ban tổ, tôi thắp hương thì cũng ở dưới này thôi, lễ vọng lên trên kia thôi. Và thôi cháu nó còn dại thôi thì long thần hộ pháp, Đức Chúa ông rồi sơn thần thổ địa các ngài để hoan hỉ cho cháu nó. Thì thôi thì mai con bảo gia đình phải sáng mai phải lên để mà lễ tạ cho nó đàng hoàng. Thế thì khấn Phật xong như thế, khấn tổ xong như thế, được một tí ông bố lại gọi lại và cảm ơn thầy, cháu nó lại hết sốt rồi, bây giờ đòi ăn rồi thì nấu cho tí cháo, ăn được tí cháo. Thế là khỏi. Thế tôi bảo thôi sáng mai phải đi lên mà lễ tạ bảo nó phải vào mà lễ hẳn hoi. Chính ông phải đưa cháu nó lên, bảo rồi mai tôi đưa cháu nó lên. Thế là khỏi từ ngày đấy. Bắt đầu từ ngày đấy thì người giao á, không ai dám lên phá chùa nữa, không ai dám lên phá cây nữa. Còn ngày đầu á, chặt cây, trồng cây bách á, nó đi qua cái phèn này, cái bách xanh của thầy trồng á, đi qua nó phèn. Nó bảo là ông sư lên đây cho nên nó không còn chỗ chăn thả châu bò, không có ông sư lên chăn, lên xây chùa, chúng tôi thoải mái thả châu bò vào trong này. Nhưng từ khi có ông sư lên, ông trồng cây, ông rào lại và ông thì
ông không cho châu bò vào, nó không có chỗ cho châu bò ăn, cho nên nó phá cây. Nhưng từ ngày đấy một cái thì không ai dám phá cây nữa, không ai dám chặt cây nhà chùa nữa. Chúng ta đấy cũng là trong phúc có họa, trong họa có phúc. Mà dính ngay con ông trưởng thôn. Cho nên từ ngày đấy là yên, cây cối là yên, không bị chặt. Ngày đầu lên mất năm đầu, cứ chặt là cứ dọc đường là bị phèng hết, không bắt được. Họ đi đêm đi hôm phèng chặt, cứ chặt ngang cây nó chặt không sống được. Đấy cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái vấn đề đó. Chúng ta giải thích thế nào đấy? Mấy ông thầy tiến sĩ có thì mang hết sách vở ra để mà giải thích cũng chả giải thích được. Mang hết bằng cấp học ra bao nhiêu năm, ngồi mông mòn ghế nhà trường ra để giải thích cũng chẳng giải thích được. Như trong kinh Pháp Hoa nói là không phải chỗ suy lường mà suy lường được. Phật nói thì có những chuyện chỉ có Phật với Phật mới biết được thôi. Hàng Bồ Tát nhất sinh bổ xứ không biết được. Có những việc làm của Bồ Tát thì hàng Thánh Tăng A-la-hán suy nghĩ dùng trí tuệ của thần thông của La-hán để mong cầu được biết cũng không biết được. Cái chỗ việc làm sở thú của gì hàng La-hán thì hàng sơ quả thì có dùng tất cả gom lại như sơn hà đại địa, như cát sông Hằng á, các vị chứng sơ quả ngồi lại cùng suy, cùng lường, cùng tính và cùng gì cùng bàn, cũng không gì cũng không thể biết được cái chỗ sở thú và việc làm của các vị Thánh Tăng A-la-hán các quý vị. Lấy trí tuệ của phàm phu để mong hiểu được á, việc làm của bậc thánh nhân không bao giờ hiểu được. Cho nên á, chúng ta không thể lấy trí tuệ phàm phu để mà bàn luận về cái việc giải thoát, cái vấn đề tâm linh đặc biệt mà Phật tổ đã nói ở trong kinh. Cho dù ông có gì 5-7 bằng tiến sĩ, nó chục bằng tiến sĩ đến ngôi vị giáo sư đi chăng nữa, nó cũng chỉ là cái trí tuệ thế gian, gọi là thế trí biện thông mà thôi. Đó. Cho nên chúng tôi qua 20 mấy năm xuất gia tu tập và được chứng kiến những cái câu chuyện đấy, chúng tôi thì không bao giờ hướng cho tín đồ Phật tử đi theo con đường mê tín dị đoan, không bao giờ. Nhưng mà đấy là những câu chuyện người thật việc thật ở thế gian nó xảy ra như thế. Chúng tôi là người tu hành, nếu mà không tùy bệnh mà cho thuốc á, thì làm sao có thể gọi là một vị tu sĩ được, gọi sao làm sao có thể gọi là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, làm sao có thể gọi là độ tận chúng sinh được. Rồi có câu chuyện cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả. Mới năm ngoái 2019 và 18 năm kia, cuối 2018, có một cái cô bé ở dưới quê ở dưới Mỹ Đức, quê dưới Mỹ Đức gần chùa Hương. Hai vợ chồng lúc còn trẻ thì có phá thai, và cái lần phá thai gần nhất là cái năm 2018 ấy. Sau khi phá thai xong thì hai vợ chồng mới đi xem, không phải đi xem mà cái vong đó nó nhập vào người nhà. Cái vong thai nhi nhập vào người nhà và quở mắng, trách và trách mắng. Thì hai vợ chồng mới sợ quá, mới bắt đầu lên, mới đi tìm chùa để làm lễ quy y, gửi vong cho cháu, gửi cho cháu vào chùa. Thì hai vợ chồng đi thế nào, nó đi từ sáng mà nó đi thế nào mà nó chẳng kiếm được cái chùa nào mở cửa cả. Đi đến mấy chùa thì chùa nào đóng cửa, dọc từ đó ra tới Thanh Oai thế chùa nào đóng cửa, đấy, không biết là cái nhân duyên thế nào. Thế lúc đó thì hai vợ chồng thì tự nhiên nó mới thấy là chuẩn bị ngày 27 tháng 7, 27 tháng 7 tức là ngày thương binh liệt sĩ đó. Thế nó mới nhìn thấy một cái nghĩa trang liệt sĩ của cái huyện Thanh Oai á, thì vẫn còn mở cửa. Thế không biết là nghĩa trang của huyện hay là nghĩa trang của xã, nhưng mà thuộc về huyện Thanh Oai. Đã, lúc sau này vợ chồng kể như thế. Thế bắt đầu là
hai vợ chồng mới bắt đầu vào đó và nghĩ rằng thôi, hôm chuẩn bị ngày 27 tháng 7 thì chắc là sẽ có người đến cúng các anh hùng liệt sĩ, thì sẽ có, thì có đồ cho sẽ có đồ cho các cháu nó ăn. Thế là vào đó, lừa vào đó và mua một cái túi sữa, mấy gói bánh kẹo nữa để vào đó, để lên trên ban đó, và khấn nguyện rằng á, thì tôi con ở đây với các chú bộ đội, thì bố mẹ đi ra đây một tí, xong rồi bố mẹ về đón. Lừa như thế cho nên vào để đó, để cái túi bánh kẹo đó, và hai vợ chồng vội vàng đi ra và đi về. Và cứ nghĩ như thế là xong, coi như gửi cái vong ở đấy cho các chú bộ đội. Nghĩ thế là xong. Không ngờ về tới nhà, một hai ngày sau bắt đầu là tự nhiên là cái bà mẹ, tức là cái cô bé bắt đầu ốm, và vợ bắt ốm, ốm giặt dẹo là không tìm ra bệnh gì. Thế bắt đầu gia đình cho ra bệnh viện Bạch Mai thì phải. Tôi nhớ cho hình bệnh viện Bạch Mai. Ra nằm ở viện đâu cũng phải tuần hơn tuần rồi, nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh gì. Thế tự nhiên thì một hôm thì cô ấy cứ không nói được, u ba loa không nói được, xong cứ ra hiệu bảo là lấy giấy, lấy bút, giấy bút. Thế gia đình đi lấy giấy bút đưa cho, thì bắt đầu thì viết vào mấy chữ đó, và đi lên chùa Khai Nguyên để quy y cho, để quy y, nếu không đi lên là quy y cho là chết đấy, là bắt chết đấy. Thì lúc đó gia đình thì cũng nghĩ là cô ấy chắc cái cái thần kinh á, nó không ổn định là thế thôi. Chứ chùa Khai Nguyên có ai biết chùa Khai Nguyên đâu, chưa bao giờ nghe thấy chùa Khai Nguyên. Vợ chồng trước đây chưa bao giờ biết chùa Khai Nguyên. Chưa bao giờ nghe nói đến chùa Khai Nguyên ở đâu. Thế tự nhiên cái cô ấy lấy giấy bút viết lên như thế. Thế nhưng mà xong rồi á, gia đình đi chăm sóc á, chồng và bố mẹ không tin. Qua đêm hôm đấy, sáng hôm sau thì không biết làm cách gì nó trốn. Vợ chồng nó ấy bắt chồng nó trốn thì đưa lên đây. Nó đưa thế nào, đi xe buýt hay đi cái gì đó tôi không rõ lắm, vì hôm đó tôi không được tiếp cái ca đấy, tôi không chứng kiến. Đi thẳng vào chỗ Tam Bảo luôn, vào gần tới Tam Bảo, tới cái pho tượng Tây Phương Tam Thánh, trước sân nó ngã ụp xuống đấy. Và nó bò lết vào. Đấy, nghe các bác các cô ấy kể, nó bò lết vào, xong nó đòi làm sớ. Nó xin làm sớ cầu siêu cho nó. Đi với nó là có đâu mấy bảy hay là mấy anh hùng liệt sĩ nữa. Thế mấy anh hùng liệt sĩ đưa nó đi. Các anh hùng liệt sĩ đưa nó đi. Đấy, cái vong đấy nó bảo là có mấy anh hùng liệt sĩ đưa đi. Lên xin viết sớ cho cả mấy anh hùng liệt sĩ, viết sớ cho cả cái vong thai nhi ấy. Thế viết sớ xong vào dâng lễ. Xong một cái vào dâng lễ xong nó khỏi luôn, nó xuống bếp nó ăn cơm luôn. Đấy chúng ta thấy. Xuống bếp ăn cơm luôn. Và từ ngày đấy một cái là bắt đầu về là sợ luôn. Mấy pháp hội là nhất tâm, vợ chồng nhất tâm đi lễ cầu siêu là khỏi từ ngày đấy. Chúng ta giải thích cái gì? Mà đấy nhà chùa chả biết đâu, cũng chả tác động gì cả. Họ lên đòi viết sớ cho họ vào, xong lễ xong mới khỏi. Thế bảo thì chuẩn bị tới đây đến pháp hội cầu siêu. Đó. Đến lễ Vu Lan ngày 27 tháng 7 dương, tức là chuẩn bị cho pháp hội Vu Lan tháng 7 âm của chùa rồi đấy. Cho nên là đấy, đến ngày đó thì các bác bảo lên mà làm lễ, mà làm bài vị, làm sớ, mà cầu siêu cho các vong linh gia tiên với vong linh thai nhi, cũng như là cầu siêu cho các vong linh, các anh hùng liệt sĩ mà có duyên với nhau đó. Thì từ ngày đấy gia đình lên là khỏi. Rồi còn rất nhiều trường hợp, nhiều lắm. Nếu cái chuyện tâm linh ấy mà tôi đem mà viết thì chắc cũng có được, phải được ít nhất cũng phải được độ 2-3 quyển này. Đem mà viết, tôi đem mà viết lại chắc cũng phải được 2-3 quyển này. Viết câu chuyện kiểu như ngắn ngắn như thế này phải được 2-3 quyển này. Không phải là tôi tuyên truyền cái mê tín dị đoan. Nhưng mà chúng sinh bệnh đến thì cho họ thuốc. Chứ tôi không bao giờ tôi dung túng những cái trường hợp như thế. Cũng không bao giờ dung túng cái trường hợp mà đồng bóng bói toán mang tính chất gì mê tín dị đoan hù dọa người. Nhưng mà những người họ bị bệnh, bị khổ như thế,
điên dại loạn tâm khủng khủng như thế, đến cái trường hợp nào mà giúp được họ thì giúp, còn trường hợp nào mà thấy không thể giúp được thì giới thiệu đến các hòa thượng, các bậc thượng tọa, các bậc tôn đức tu hành đạo cao đức trọng, các ngài có thể giúp được cho thì giúp. Đấy, cho nên ở đây cái vấn đề tâm linh nó không thể dùng bằng cái con mắt thường mà có thể nhìn thấy được, không thể dùng bằng trí tuệ thế gian thế trí biện thông mà có thể hiểu rõ được. Đến nay cũng phải qua câu chuyện này cũng phải nói thêm, giới thiệu thêm và giải thích thêm rộng nó như thế để cho chúng ta gì, chúng ta không phỉ báng. Chúng tôi thì không bao giờ tuyên truyền cái mê tín dị đoan, nhưng mà cái gì á nó là sự thật thì nói ra để cho các quý vị ai có duyên thì nghe hiểu, cùng suy nghĩ và cùng chia sẻ, cùng tư duy với nhau để mà biết rằng trong cuộc đời này vốn có gì ạ, có sinh tử, tử sinh, tử chưa phải là hết, tức là chết không phải là hết, không phải là đoạn diệt, mà chết chỉ là thay đổi một gì ạ, một cái môi trường sống mà thôi. Trừ chúng ta chứng đắc thánh quả nhập niết bàn, tịch diệt vi lạc, chứ bằng không vẫn luân hồi trong lục đạo luân hồi. Có phúc thì sinh thiên, vừa vừa thì quái người, khá khá nữa thì quái Atula, mà kém nữa thì súc sinh, xuống nữa thì ngạ quỷ, mà thấp nhất là địa ngục, cứ xoay vần như thế. Cho nên những người có duyên nghe để mà tin rằng Phật nói về nhân quả báo ứng là có thật. Phật khuyên chúng ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện để được hưởng cái quả báo tốt ở đời sau kiếp sau, là lời nói chân thật ngữ từ miệng Phật nói ra không sai chút nào. Cho nên đây không phải là nghe để mà gì mê tín, nghe để biết rằng cuộc đời này quả thật có luân hồi nhân quả xoay chuyển ở trong lục đạo như vậy. Quả thật sau khi chết đi chưa phải là hết, mà chết đi thần thức của chúng ta mang mang, hoặc rằng ở ngạ quỷ, hoặc rằng ở địa ngục, hoặc rằng ở đầu thai làm súc sinh, vân vân. Đó, cho nên ở đây chúng tôi cũng muốn nói thêm như vậy. Không có các quý vị bây giờ nhiều những Phật tử gọi là tu theo gọi là thiền trực chỉ, bác không nhân quả, bán phá giáo pháp nhân quả của Đức Phật tuyên thuyết trước đây, nói rằng kinh Địa Tạng là kinh Ngụy Tạng, nói rằng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng là kinh Ngụy Tạo do các vị tổ sư ở Trung Quốc là bịa ra. Rồi kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn vân vân đều là kinh Địa Tạng, kinh Ngụy Tạo. Cho rằng tất cả kinh điển Đại Thừa Phật giáo đều là kinh Ngụy Tạo. Cho nên bác không nhân quả, bán phá tam bảo. Miệng thì nói rằng xiển dương chính pháp, thiệu long Phật chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân. Nhưng mà hành động thì lại gì? Lại như con trùng ở trong thân xác của Chúa Sơn Lâm vậy, tự hủy hoại lẫn nhau. Tự là chửi mắng đã phá lẫn nhau. Có một vài vị cư sĩ Phật tử, tôi không biết họ có phải cư sĩ Phật tử hay không, nhưng mà họ lấy gì, lấy danh nghĩa là xiển dương giáo pháp Đức Phật Thích Ca. Cho nên họ lên Facebook, lên mạng họ chửi chúng tôi là đại ma đầu.
đi truyền bá pháp Tây Phương Cực Lạc, đó là Đại Ma Đầu, không phải là Phật Pháp chính tông. Đấy là Phật Pháp gọi là Ấn Lai Tàu, tức là Phật Pháp gì ạ? Do một vài vị tổ sư Trung, một vài vị tổ sư Ấn Độ á, sang Trung Quốc, dịch sang tiếng Trung Quốc và cho đó là lời Phật nói, nhưng thực tế đấy là chính là lời của các vị sư ấy, cho nên gọi là Phật Pháp Ấn Lai Tàu. Hay họ còn nặng nề hơn, họ cho là Phật Pháp đó là Phật Pháp Bà La Môn Hóa, vân vân. Các vị đó quả thật là biết một mà không biết mười. Các cụ ngày xưa dạy rồi, hay thì hay cho nốt, không hay dựng cột mà nghe. Câu nói này thật là chí tình, chí lý vậy. Hãy nhìn lại lịch sử của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Nhật Bản. Và chúng ta sẽ thấy được, nếu như mà không phải là chính đạo, không phải là lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật, không phải là từ bản ý của Phật mà ra, thì Việt Nam chúng ta lấy đâu những vị tổ sư lỗi lạc như là Thiền sư Vũ Khắc Minh, Thiền sư Vũ Khắc Trường ở Chùa Đậu. Các ngài nhập diệt mấy trăm năm nay rồi, nhục thân vẫn gì, vẫn ngồi yên nhiên ở trên ban thờ của nhà tổ Chùa Đậu vậy. Các vị không tin, có thể về tận nơi, nhìn tận mắt, sờ tận tay. Nếu được thầy chủ trì ấy cho phép, các vị có thể lên sờ tận tay, nhìn tận mắt và hỏi xem đây có phải là nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường tu theo Phật giáo Đại Thừa hay không? Nếu không phải là chính đạo, nếu không phải là Phật Pháp chân chính, thì làm gì có cái chuyện gọi là sâu xa màu nhiệm, khó hiểu, khó bàn như thế. Rồi về chùa Phật Tích sẽ thấy được toàn thể nhục thân của thiền sư Chuyết Chuyết. Rồi chúng ta thấy, nếu mà học về lịch sử Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, là một người Phật tử, là một người công dân yêu nước, chúng ta không có ai phủ nhận được công lao của Trần Nhân Tông trong hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Một đế chế hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, còn mạnh hơn cả Mỹ bây giờ cơ, đi đến đâu san phẳng quốc gia đó ở dưới vó ngựa của quân Nguyên Mông, đánh sang cả tận châu Âu, đánh sang tận cả gì ạ, thành Rome, đánh sang tận cả 1/3 lãnh thổ, 1/4 lãnh thổ của Nga. Nhưng sang Việt Nam, 3 lần quân giặc Nguyên Mông sang Việt Nam đều thua trận thảm khốc ở triều đại nhà Trần, nhưng 2 lần công lao lớn nhất đó chính là Trần Nhân Tông lên làm vua, 2 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Trần Thánh Tông là vua cha, 1 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, xong rồi đến đời con là Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông lên làm vua 2 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Sau khi thắng giặc, ngài lên làm Thái Thượng Hoàng mấy năm và sau đó nhường ngôi lại cho con, và xuất gia lên núi Yên Tử tu hạnh khổ hạnh, lấy hiệu là gì? Hương Vân Đại Đầu Đà. Chúng ta thấy từ một vị vua công lao hiển hách với quốc gia, với đất nước, với dân tộc như thế, nhưng ngài thì bỏ lại sau lưng tất cả để trở thành một vị du tăng, một vị bần tăng, một vị tu sĩ chỉ với 3 chiếc y và 1 chiếc bát. Ngày ăn một bữa,
ẩn cư trên núi Yên Tử mấy năm như thế. Sau khi á, thực sự á, ngộ thiền và đắc đạo, đại triệt đại ngộ được tâm tông của Phật Tổ, Ngài đi du hóa khắp các nơi. Nói đến Phật giáo Việt Nam, chúng ta phải hãnh diện rằng Việt Nam chúng ta cũng có gì, một vị Phật, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, mà đó cũng chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy ở Trung Quốc có Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông, Thiên Thai Tông Trung Quốc, được gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Việt Nam chúng ta có sơ tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, Ngài cũng chính là gì? Hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhị tổ và tam tổ chính là hóa thân của A Nan và Ca Diếp. Nhị tổ Pháp Loa tức là hóa thân của Ngài Ma Ca Diếp. Tam tổ Huyền Quang chính là hóa thân của Tôn giả A Nan. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu bảo rằng Phật giáo Đại Thừa là tà đạo, Phật giáo Đại Thừa là Bà La Môn giáo, Phật giáo Đại Thừa không phải là Phật giáo chân chính, thì Phật giáo Việt Nam chúng ta lấy cái gì để học đấy? Bảo là chỉ có Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông mới là Phật giáo chính tông ư? Không phải. Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông cũng là Phật giáo, mà Phật giáo thì Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông chúng ta cũng là Phật giáo. Ví dụ như người cha sinh ra được gì? Được hai đứa con. Sau này lớn lên, một đứa thì gì? Đi lên rừng, một đứa thì đi xuống biển. Chúng ta không thể nào mà sau này cứ nói rằng đứa lên rừng mới là con, còn đứa xuống biển không phải con. Hoặc ngược lại nói rằng đứa xuống biển mới là con, còn đứa lên rừng không phải con. Hay Việt Nam chúng ta có câu chuyện là gì? Cha lạc mẹ âu, sinh ra trăm bọc trăm trứng, 50 người á theo cha, 50 người á theo mẹ. Vậy thì chúng ta xem sau này ai là gì? 50 người kia theo cha là con á, còn 50 người theo mẹ không phải là con nữa. Người nào cũng là con. Đây học Phật mà chúng ta không thông tỏ được cái này, đi để chỉ chiết lẫn nhau, và chỉ có giáo pháp của tôi mới là chuẩn giáo pháp của tôi, mới là xịn giáo pháp của tôi, mới là chính là Phật thuyết. Bây giờ Việt Nam chúng ta đang có vài vị sư như thế. Ở trong Huế, miền Trung có một vị hòa thượng, một vị đại hòa thượng, tuổi đời tuổi đạo rất cao, đang đi xiển dương cái kiểu như là Phật giáo nó bác nhân quả, bỏ đi cái nhân quả, dạy cho mọi người vào đi thẳng vào tâm mình chính là Phật, tâm ta chính là Phật, Phật chính là ta, ta chính là Phật, mà bỏ đi cái đức tin nhân quả, bỏ đi cái việc hướng thiện cho gì, cho tín đồ Phật tử, cho người dân. Và đồng thời những bài pháp gần đây của vị hòa thượng đó bắt đầu nói thẳng là bài xích các kinh điển Phật giáo Đại Thừa rồi. Tôi có xem qua mấy bài giảng của vị hòa thượng đó mấy năm gần đây, tôi lướt qua thôi, nhưng tôi cũng chỉ không dám bình luận cái gì cả, bởi đấy là quan điểm của hòa thượng, cái nhìn của hòa thượng. Chúng tôi cũng chỉ biết rồi, hậu học cũng chỉ biết rồi, nghe để biết vậy thôi, không dám bình luận, không dám nói thêm một câu một từ gì. Nhưng chúng ta thấy từ chỗ đó bắt đầu dạo này lại cũng có một vài vị sư thượng tọa đại đức, trẻ trẻ mới ra trường mà có bằng tiến sĩ thạc sĩ này nọ đó, bắt đầu cũng đi bán phá cái kiểu đó. Và đặc biệt là mấy năm trước có một vị thầy tên là gì? Thầy Thông Lạc, cũng đi cực lực bán phá bài xích Phật giáo Đại Thừa,
và một cái hệ thống Phật tử của thầy ấy cũng theo sư phụ để đi bài xích. Đây là một việc làm tôi nghĩ rằng các vị phải xem xét lại. Mỗi khi các vị muốn bài xích một ai đó thì hãy xem lại mình, cái đạo hạnh của mình, cái trí tuệ của mình, cái công lao của mình đã góp sức cho đất nước, cho Phật Pháp đã có gì chưa. So với các bậc tổ sư ngày xưa, chúng ta đã bằng một phần nhỏ của các ngài chưa? Nếu nói về thiền định, có ai ngồi thiền được hơn 4 năm trời không ăn không uống như ngài Hám Sơn Đức Thanh chưa? Chưa đúng không? Nếu chưa thì đừng có đi vọng ngôn, lộng thuyết, coi thường người này, người nọ, người kia là tà đạo, là tà giáo thế này thế khác. Ngài Hám Sơn Đức Thanh bây giờ vẫn giữ nguyên nhục thân, nhập diệt 300-400 năm nay rồi vẫn giữ nguyên nhục thân. Một lần ngồi thiền hơn 4 năm không ăn không uống. Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, mỗi một lần ngồi thiền của ngài á, thường là 7 ngày đến 21 ngày. Khi mà ngài vào nhập thiền thường là 7 ngày đến 21 ngày. Ngài có công lớn trong việc trùng tu chùa Cảnh và chấn hưng Phật giáo Trung Hoa ở thế kỷ thứ 19, đầu 19. Nói về trùng tu chùa Cảnh, ngài có công trùng tu lại đến hàng ngàn ngôi chùa, hướng dẫn cho hàng vạn vị tăng từ cái chỗ sai lầm về con đường chính đạo. Ngài ra đi gì một cách nhẹ nhàng, ngồi an nhiên tĩnh tọa. Sau khi thoát hóa, môn đồ đệ tử đem hỏa thiêu, lưu lại vô số những xá lợi. Các vị đã làm được chưa? Cho ngồi thiền 7 ngày thôi ngồi được chưa? Ngồi thiền tôi chưa nói cái tâm các quý vị đã an định hay không. Tôi chỉ cho các vị, bảo các vị cứ ngồi thiền 7 ngày như thế không ăn không uống xem đã làm được chưa. Mà đã bán phá, đã đi coi thường. Rồi rất nhiều những bậc cao tăng thạc đức ở trong tông môn Việt Nam chúng ta có, chứ không phải là cái gì cũng nói Trung Quốc đâu, Việt Nam có, Nhật Bản cũng có, Tây Tạng cũng có, Triều Tiên, Hàn Quốc có hết. Những nước Phật giáo, Bắc Tông Phật giáo Đại Thừa đều có xuất hiện những bậc cao tăng. Cho nên chúng ta học Phật, cái gì chúng ta không hiểu thì đừng có vội là đi bán phá, bảo người ta là tà đạo, là mê tín dị đoan, là thế này thế nọ thế kia. Đó. Thế tôi nói đây hôm trước ấy, có một thầy là phó văn phòng ban dẫn Phật tử Trung ương nhắn tin cho tôi và cả cái ảnh và cái bình luận của một Phật tử ở đằng trong, nói là tôi tuyên truyền là mê tín dị đoan, hù dọa tín đồ Phật tử, và đề nghị ban hoằng pháp Trung ương là phải xem xét lại tư cách giảng sư của tôi và phải xử lý. Thế tôi bảo là không phải lo cái chuyện đó, vì tôi giảng là dựa trên gì? Dựa trên nền tảng giáo lý của kinh điển của Đức Phật và ý chỉ của tổ sư có ghi lại gì? Thành sách vở hẳn hoi, thành tông phái hẳn hoi, có tông có phái hẳn hoi, chứ không phải sợ là mình nói luyên thuyên bát nháo lừa đảo hù dọa mọi người đâu mà lo. Không phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta thấy ở cái thời này, thế kỷ 21 này rồi, mà sao còn có những cái người nó u mê như thế. Đến như tôn giáo của chúng ta, còn Đức Phật còn không cho chỉ trích các tôn giáo bạn cơ mà. Mỗi tôn giáo có một đức tin, có một cái cách tu tập hướng thiện khác nhau. Không thể bắt cả thế giới này theo Phật giáo được. Thì chúng ta không thể bắt là gì? Tất cả những người tu sĩ ở trên thế giới này đều phải theo cái pháp môn của chúng ta được, mới là Phật giáo được. Chúng sinh có vô lượng bệnh khổ,
thì Đức Phật gì có vô lượng phương thuốc để cứu chữa. Người á, bệnh đau đầu đến, bác sĩ giỏi sẽ cho thuốc gì? Alazin, Fanado, vân vân. Người đau bụng đi ngoài đến, Đức Phật cho gì? Colocid, bác sĩ cho gì? Colocid hay cái thuốc gì đó, vân vân. Rồi người bị bệnh gì, nhiễm trùng thì bác sĩ liền phải cho thuốc gì? Thuốc kháng sinh, liều cao, vân vân. Tùy bệnh mà cho thuốc. Giáo lý của Đức Phật cũng vậy. Cái người họ có nhân duyên, họ thích trì chú, thì Phật nói gì? Nói về pháp gì ạ? Nói về mật chú, nói về pháp mật tông, nói về du già, nói về nghi quý. Cho gì? Cho những người có duyên về gì? Thích trì chú, họ thích tu theo pháp đó. Phật không đáp ứng được, họ đi theo tôn giáo khác. Tôn giáo khác có gì? Có phương pháp tu tập trì chú. Nếu Phật không đáp ứng được, họ đi theo phương pháp, đi theo gì? Đi theo tôn giáo khác, đi theo đạo khác, đi theo Bà La Môn, đi theo một số các tôn giáo. Khi Đức Phật còn tại thế, ở tại Ấn Độ là có gì? 81 có sách, có chỗ nói là 96 tôn giáo đồng hành cơ mà. Đấy là những tôn giáo chính thức được các quốc vương ở Ấn Độ thời bây giờ công nhận. Ngồi thiền, Phật ngồi thiền thành đạo. Đúng thế, Phật ngồi thiền thành đạo. Thiền là căn bản. Nhưng cũng có những người không thể ngồi thiền được. Chúng ta bây giờ bảo các cụ già 80-90 tuổi chân đau, mắt mờ, chân chậm, lưng gù, ngồi thiền làm sao được các quý vị? Cho nên Phật mới dạy, dạy cho họ thì thôi, các cụ, các Phật tử không niệm Phật được thì chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm giữ tâm thiện, giữ tâm thiện lành mà gì mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là được. Sau khi xả bỏ báo thân á, thì được Đức Phật A Di Đà hiện ra để rước thần thức của các quý vị về Tây Phương và gặp Phật, nghe pháp và tu tiếp. Về thế giới đó thì thân thể khỏe mạnh, không bị sinh già bệnh chết làm náo loạn. Thọ lượng thì đồng với thọ lượng của Đức Phật A Di Đà, vô lượng vô biên, không phải lo cái chuyện sinh già bệnh chết. Gặp Phật rồi lo gì không ngộ được chính pháp. Gặp Phật rồi thì lo gì không đi được đúng chính pháp. Gặp Phật rồi thì lo gì không tu được đến thành đạo quả. Đây là một cái gọi là triết lý rất sâu sắc của nhà Phật chúng ta. Phật như là một vị lương y đại tài. Cho nên á, Đức Phật còn là gì? Chúng ta đến một số các ngôi chùa, chúng ta thấy treo ở trên cái biển hiệu, ở trên á, chính điện là Tam Bảo gì? Đại Y Vương. Đức Phật là gì? Đại Y Vương. Đại là gì? Là to, là lớn. Y là gì? Y là thầy thuốc. Y tức là thầy thuốc. Vương tức là vua. Đại Y Vương tức là vị vua lớn nhất trong tất cả gì ạ? Các ông thầy thuốc. Thì Đức Phật là ông thầy thuốc lớn nhất, như là một vị vua, là vua của gì? Của các thầy thuốc. À, nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Đó, tùy bệnh mà cho thuốc. Thấy những chúng sinh á, căn tính nhanh nhẹn, nói ra liền hiểu, Phật liền thuyết pháp cao siêu mầu nhiệm. Ở nhà thiền gọi là gì ạ? Bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Đó. Nhưng cũng có người gì ngu dốt, học mãi không thuộc á. Phật dạy cho gì? Cầm cái chổi cứ quét đi, quét lá. Dạy được chứ gì? Chứ tẩy nó quên chữ trần. Tức là chữ tẩy trần có nghĩa là quét rác đó. Dạy được chữ quét nó quên mất chữ gì? Chữ rác hay là chữ bụi đó. Dạy chữ trước nó quên chữ sau. Học mấy tháng nó vẫn chưa nhớ được hai cái chữ tẩy trần đấy. Nhưng thôi, Phật bảo động viên, thôi con cứ quét đi, cứ ra chịu khó quét. Hôm nay con á, hai chữ chưa ghép được, và hôm nay con quét, con đọc chữ tẩy, cứ xoẹt một cái con gì tẩy, xoẹt một cái con tẩy, xoẹt một cái con tẩy, thì ngày mai con gì, con xoẹt một cái con trần, mai con xoẹt một cái con trần, cứ như thế học mấy tháng như thế, cứ tẩy rồi lại trần, mãi hai chữ vẫn chưa ghép được vào nhau. Bỗng một hôm
cái vị tỷ khiêu đó quét gì, quét lá, quét sạch rồi á, thì một cơn gió thì lướt qua rừng trúc ở trước sân tinh xá của Đức Thế Tôn, lao sao rung động, những chiếc lá trúc vàng và những chiếc lá ở trên cành ấy, liền lả tả rơi xuống. Khi vừa nhìn thấy lá rơi, cái vị tỷ khiêu ấy liền là đại triệt đại ngộ, chứng đắc thánh quả A-la-hán, có thần thông tự tại biện tài vô ngại, bắt đầu từ đó dự vào hàng thánh. Từ một cái anh gì, anh tu sĩ rốt đặc cán mai, rốt dài cán thưởng, trở thành một vị thánh tăng A-la-hán, thần thông tự tại, trí tuệ thuyết pháp vô ngại biện tài. Đó chính là gì? Tôn giả Tu Bàn Đà. Trong kinh A Di Đà đó có nhắc đến ngài đó. Xá lợi Phật, một kỳ đến Ma Ca Diếp, Ma Ca Chiên, Diên An Đâu Lâu Đà, Phú Đa Đa Di Đà, Tư Tử Tôn Giả, Tu Bồ Đề, rồi An An Ca Diếp, vân vân đó, cho đến thì có ngài là Tu Bàn Đà Già đó, chính là ngài ấy, chính là vị tôn giả ấy. Cho nên tùy Phật mà cho thuốc, Phật tùy bệnh mà cho thuốc. Như vị Lương Y Đại Tài, vị đó không thể dạy tứ đế, không thể dạy thập nhị nhân duyên, không thể dạy 37 phẩm trợ đạo, không thể dạy các pháp vô thượng thầm thâm vi diệu được, mà dạy cầm chổi quét và gì? Có mỗi cái gì? Quét rác thôi. Hai chữ quét rác mình gọi là tẩy tẩy trần là chữ Hán, còn bình thường thì chúng ta gọi là quét rác hay là quét bụi đó. Cứ làm bằng tất cả cái tấm lòng chân thành, một ngày nào đó tâm chúng ta rộng rang, hoát nhiên đại ngộ, mọi việc thông tỏ, đó gọi là vô sư trí, có sẵn trong mỗi chúng ta. Vì vậy ở Việt Nam chúng ta có một vị thiền sư nổi tiếng, sau khi ngộ đạo rồi á, ngài mới nói là bài kệ này: Mộc Trung Nguyên Hữu Hỏa. Hữu hỏa, hỏa hoàn sinh, nhược vì mộc vô hỏa, toản toại hà do manh, hay là hà do sinh. Đó. Trong cây vốn có lửa, có lửa, lửa mới sinh. Nếu bảo cây không lửa, làm sao lửa lại sinh? Đó, cho nên chúng ta thấy cái chân tâm ở trong mỗi chúng ta ai cũng có. Cái chân tâm đó chính là Phật tính, là chân như, là Bồ Đề, là Niết Bàn, là Bạch Tịnh Thức ở trong mỗi chúng ta. Có gì đâu, sau khi ngộ rồi Đức Phật nói thì chuyển gì ạ? Chuyển bát thức thành gì ạ? Thành tứ trí. Tức là chuyển bát thức tâm vương thành gì? Thành bốn trí: bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, rồi gì nữa, mấy trí nữa các vị có thể về tra xem tứ trí nhà Phật là gì. Đó, bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí và một trí nữa. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng học Phật, những cái gì mà chúng ta không hiểu, không biết, không hay thì cứ để lại đấy, gác lại đấy. Một ngày nào đó khi chúng ta được các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão hoặc các bậc có quan mắt tuệ, các ngài khai thông chúng ta sẽ hiểu. Chúng ta bây giờ nói thế nào thì nói, nếu chưa phải là bậc thánh á, thì cũng giống như kẻ mù sờ voi mà thôi. Kẻ sờ chân voi thì đoán là con voi thì giống như chiếc cột nhà. Kẻ sờ đuôi voi thì bảo con voi như chiếc chổi xế. Kẻ sờ bụng voi thì bảo có cái con voi như cái gì? Như một chiếc trống to. Còn kẻ sờ vào vòi voi thì bảo con voi như một con đỉa lớn. Đối với người mắt sáng thì gì? Bảo tất cả bốn cái ông thầy, bốn cái kẻ mù này đều sai hết. Nhưng mà kẻ mù kia nó bảo không, chắc chắn rồi, cái con voi mà tôi gặp ngày hôm nay á, nó giống như cột nhà tôi thường ôm. Không sai, với kẻ mù không sai.
Với kẻ mắt sáng thì cho đó là sai nhé, phải kẻ mù không sai. Bảo là tôi thì sờ con mày khi tôi ôm cột nhà như thế này, nay tôi ôm một cái chân voi tôi thấy như thế này, quả thật con voi giống như cột nhà. Còn kẻ kia bảo không, mà khi tôi đi quét nhà xong rồi tôi cầm cái chổi xẻ tôi biết mà, nó có cái lông lông, cái đuôi đuôi vót vót, có cái cán dài mà có cái đuôi như nó cái lông lông như thế này, và chắc chắn là con voi giống như cái chổi xẻ, đúng như thế. Đối với kẻ mắt sáng là sai, nhưng đối với người mù là gì? Họ chỉ được sờ có một thân phần của con voi thì họ chỉ thấy rằng con voi giống như cái chổi xẻ cũng không sai. Có kẻ mù được sờ cái trống, nghe thấy tiếng trống, người ta đánh trống hay quá và nó sờ vào cái trống, à cái trống to như thế này, và nó sờ vào trúng cái bụng con voi, nó bảo rằng đích thực con voi giống như gì, như một chiếc trống, vì tôi sờ cái chiếc trống thì nó to như thế. Đó, quả thật không sai đối với kẻ mù, sai với kẻ mắt sáng nhưng không sai với người mù các quý vị. Rồi á, có kẻ mù gì, nó bị con đỉa cắn, nó tóm con đỉa đó, nó mềm mềm, nó cứ nhún 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 nhún, nay nó sờ vào cái vòi voi á, con vòi voi nó có mềm mà nó không cứng, nó mềm, à, thì nó bảo đi cái vòi con voi giống như con đỉa lớn, lúc thì nó bò lên, lúc cái vòi nó cong lên, lúc cong xuống, à, nó bảo như là một con đỉa lớn. Quả thật đối với người mù cũng không sai, với kẻ mắt sáng thì là sai, với người mù không sai, vì họ có thấy gì đâu. Bảo họ đoán thì họ gì, họ đoán giống như thế. Chúng ta bây giờ cũng như thế, bao giờ chúng ta có con mắt sáng, chúng ta nhìn thấy tổng thể một con voi, chúng ta không bao giờ nghi ngờ rằng á, con voi giống cái gì, cái trống hay là giống cái chổi xẻ, con voi giống cái cột nhà hay là giống con đỉa lớn. Bao giờ chúng ta tu hành tâm được khai ngộ, mọi thứ phơi bày ra trước mặt chúng ta, sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não cũng bị phơi bày, vì chúng ta bắt rõ ràng được rồi á, rồi tất cả những gì mà thầm thâm vi diệu Đức Phật nói ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận, Luận Đại Thừa hay Tiểu Thừa, tất cả chỉ là phương tiện mà thôi các quý vị. Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tất cả chỉ là phương tiện, giống như người gì ạ, những người dùng con đò để bơi qua sông mà thôi. Pháp của Đức Phật giống như một con thuyền, một con đò, một chiếc tàu thủy để đi qua sông, giống như một chiếc xe để chở chúng ta đến cái đích, giống như chiếc máy bay để vận chuyển chúng ta từ nước này qua nước khác, vân vân. Bảo là không phải thật thì không nương vào đó, chúng ta không đến được cái đích. Nếu bảo là thật, chúng ta chấp vào đó và khư khư ấy, giữ mãi không bỏ, chúng ta đến đích cứ ngồi mãi ở trên đó hay sao, đi đâu cõng ta nói hay sao. Cho nên đấy gọi là người chấp pháp. Những người chấp pháp là khổ lắm các quý vị ạ, 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 là khổ lắm các quý vị ạ. Nếu mà thương người thân chúng ta đã quá cố thì ngày giỗ, ngày Tết, ngày hủy kỵ người thân, ông bà tổ tiên cha mẹ vân vân, đừng có sát sinh hại vật, hãy thanh bông hoa quả mà cúng thôi. Và khuyên thì các vong linh là cũng nên tu nhân tích đức, đừng có vì gì ạ, đừng có vì rượu thịt, đừng có vì ham mê rượu thịt mà trầm luân mãi trong khổ đau, vay vay trả trả không biết bao giờ cho hết, oan oan tương báo không biết bao nhiêu cho gì cho cùng, bao nhiêu cho tận, bao nhiêu cho đoạn, bao nhiêu cho diệt. Cho nên á, ngày giỗ ngày Tết theo quan điểm của nhà Phật, đặc biệt trong kinh Địa Tạng nói thì chỉ nên làm chay tịnh, tức là làm cơm chay, có làm cơm thì làm cơm chay, hoặc thanh bông hoa quả thành tâm mà cúng, cốt là ở cái việc tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho các vong linh ấy, thì đó mới là người con người cháu báo hiếu bố mẹ ông bà một cách gì đúng như lý như pháp. Chứ đừng có nghĩ rằng mâm cao cố đầy sát sinh hại vật nhiều bày lên trên ban thờ cúng ông bà ông vải tổ tiên là các cụ được hưởng đâu. Hãy nhìn câu chuyện gì ông họ Kim này, đáng lẽ thì đang được tự do tự tại vui thú lắm, nhưng mà bây giờ thì vừa người nhà cái ngày xây mộ cho ông ta giết có một con gà để cúng thôi, mà bị hai người lúc nào cũng theo để giám sát,
Hai người ở đây chắc là hai vị gọi là quỷ thần. Mình ở đời này gọi là công an, gọi là cảnh sát đó. Đấy, chúng ta thấy ở dưới kia gọi là quỷ thần. Cho nên là chủ mệnh quỷ vương trong kinh Địa Tạng bạch với Đức Thế Tôn là con thương chúng sinh lắm, nhưng chúng sinh đâu có nghe theo lời con. Con khuyên bảo hết mức rồi nhưng nó không nghe, nó vẫn cố thì cố tình vi phạm, cố tình phạm vào cái giới sát sinh hại vật. Cho nên á, các chúng sinh bị mất mạng kia, nó thì nó lại mang đơn lên nó kiện con, nó tố cáo cái tội nhân ấy, tố cáo cái vong linh ấy, thì đương nhiên chúng con phải xử rồi. Chúng con là phải làm việc là công tâm mà, là bình đẳng mà, làm sao chúng con có thể bênh loài người mà ghét loài vật được? Không có cái chuyện đó. À, cho nên chúng ta thấy đây chính là pháp luật, là quy tắc, là pháp luật của cõi âm. Có phúc á, thì hướng, có họa thì phải xử, phải chịu. À, gây lên tội lỗi thì cũng phải xử, mà làm việc tốt á, thì được tán dương khen ngợi, cũng giống như ở nhân gian chúng ta thôi. À, người có phúc á, thì làm việc tốt á, thì được tán dương, được khen ngợi. Còn người á, làm việc ác thì phải bị pháp luật trừng trị. À, các cụ ngày xưa hay nói gì, trần sao thì âm vậy. Đó, chưa hết câu chuyện ông Hòa Kim, chưa hết. À, khi ấy đứa trẻ kia, tức là đứa trẻ, tức là cái thần thức của ông Hòa Kim á, nhập vào cái đứa trẻ kia, đứa trẻ kia chỉ vào cô con dâu nhà ông Hòa Kim đang mang thai mà nói rằng á, người nhà liền đem việc ấy và hỏi ông Hòa Kim, tức là hỏi cái đứa bé, tức là hỏi cái ông bố, hỏi vong á. Thế vong là nhập vào nói như thế thì thấy biết chuyện xưa nay như thế, thì người nhà đã chỉ một cô con dâu á, mà hỏi rằng á, thì lần này thì cô con dâu mang thai như thế thì như thế nào. Thì cái vong kia, tức là nhập vào đứa trẻ kia, bảo rằng á, lần này sẽ sinh con trai, mẹ tròn con vuông rất là tốt, nhưng lần sau cũng sinh con trai nữa, nhưng mẹ con đều chết. À, lần này sẽ sinh con trai, mẹ tròn con vuông tốt, nhưng lần sau sinh đứa con sau sẽ sinh, vẫn tiếp tục sinh con trai, nhưng mà hai mẹ con đều chết. Mọi người đều lấy làm lạ, cho nên liền ghi chép lại lời ấy. Lấy làm lạ cho nên ghi chép lại cái lời của cái đứa trẻ, đấy, xem sau này xem có quả thật, có phải thật không. Quả nhiên sau này người con dâu nhà họ Kim sinh đứa con thứ nhất thì mẹ tròn con vuông, mấy năm sau sinh đứa con trai thứ hai thì cả hai mẹ con đều mất. Chúng ta thấy không? Đấy, thế là câu chuyện gì ạ? Người ta biết trước à? Người ta biết trước à? Trong linh giới, quỷ thần có những chuyện đấy. Đức Phật nói là quỷ thần có trường hợp này, họ cũng có tha tâm thông. Họ biết được ý nghĩ của một người hoặc nhiều người nào đó, biết được kiếp trước của một người hoặc nhiều người nào đó trong vòng bao nhiêu đời kiếp đó, thì không phải là biết hết tất cả được, biết chỉ một khoảng bao nhiêu đời kiếp mà thôi. Đó, họ nói đúng thật, chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai họ đều biết cả, nhưng mà ở trong phạm vi nhất định nào đó. Đó, cho nên qua câu chuyện này thì chúng ta thấy thỉnh thoảng có cái chuyện mà người âm nhập vào á, nhập vào sắc phàm của người dương, cái này có không? Có. Một số các quý thầy ở Việt Nam chúng ta bây giờ không công nhận việc đó. Ở trong miền Nam có một vài thầy, một vài quý thầy, thầy tiến sĩ là không nhận, không công nhận, là cho là có chuyện vong nhập vào người phàm, và cho rằng đó là do ức tưởng, là do cái tâm thế này thế nọ thế kia của vị đấy, chứ làm gì có chuyện vong nhập vào thể xác của người này người nọ người kia. Thế nói như thế. Nhưng mà cái này thì câu chuyện này là được ghi lại rõ ràng trong sử sách. Mà cái này trong kinh Địa Tạng nói cũng rõ ràng rồi, có cái chuyện đó. Mà trong suốt cuộc đời tu tập hành đạo 25 năm nay của chúng tôi được chứng kiến cũng rất nhiều. Chúng tôi không phải là mê tín dị đoan,
Chúng tôi chứng kiến rất nhiều những cái trường hợp như thế, mà cũng đã tư vấn và giúp đỡ cho rất nhiều người trong những cái trường hợp mà bị vong nhập ấy. Có những trường hợp rất dễ dàng, nhưng có những trường hợp cũng rất khó khăn. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ nhé. Cái ví dụ cụ thể, nếu các quý thầy hoặc các Phật tử không tin, có thể lên chùa Tản Viên xuống ngay chân núi hỏi quan với ông trưởng thôn hợp nhất của xã Ba Vì, tức là người Dao đó, người dân tộc Hẳn Hoai, người dân tộc chính hãng luôn, người Dao. Người Dao mình hay gọi là người Mán đó, con của ông trưởng thôn Hẳn Hoai, chứ không phải là người ngoài. Nó cứ về hỏi quan ông trưởng thôn hợp nhất của xã Ba Vì, ngay dưới chân chùa Tản Viên, chân núi Tản Viên, núi tổ của Tổ Sơn của Việt Nam chúng ta. Ở năm 2009 tôi lên nhận cái chùa Tản Viên, và cũng năm đó thì chuyển cái ngôi chùa đó từ cái khu đất trước cửa chùa, trước cửa đền chung, vào trong chùa Tản Viên bây giờ, cái nền tảng cũ bây giờ. Thế tôi thấy một cái hang động đá rất là đẹp, nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng mà rất là đẹp, rất là có linh khí, sinh khí rất tốt. Và người dân ở đó kể cho tôi á, mấy người dân người Dao đó kể cho tôi rằng hang động này từ xưa đến nay không có ai ngủ được trong hang động ấy. Và người ta kể một vài câu chuyện là ngày xưa cũng có một người, một vài người đi làm nương ở trên đấy, tức là cũng người Dao đi làm nương. Họ nói là sợ cái gì, thế là nó vào, nó mang cái dát giường nó vào, nó nằm nó ngủ đấy để nó trông. Nhưng mà ngủ ở đấy ban ngày, ban chiều tối, tối ngủ ở đấy, nhưng mà dậy sáng lại thấy mình ở cả người với cả cái dát giường lại ở ngoài cửa động. Không hiểu, không hiểu làm sao. Và ông ấy nghĩ rằng chắc là ông ấy ngủ qua đêm, thế là ai vào trêu, gọi thêm một người nữa lên ngủ. Hai người lên ngủ đêm hôm đó thì ngủ qua đêm, sáng hôm sau cái dát giường và hai người đó cũng ở ngoài cửa động, không ngủ ở trong động được. Đấy, đó là lần thứ hai. Thế là thôi, bắt đầu chạy mất dép, từ ngày đấy không có ai dám ngủ ở trong cái động ấy nữa. Đấy là người Dao đấy. Người Dao họ không có niềm tin, đức tin vào tôn giáo nhé. Họ có cái đức tin vào cái tín ngưỡng của dân tộc của họ. Không có đức tin vào tôn giáo hay là thần thánh, Phật thánh gì cả. Nhưng mà chúng ta thấy hai lần người ngủ trong, chính là gì? Ngày xưa là cái đời ma ông Dương ấy, ông mất rồi. Ông kể với tôi câu chuyện này. Với lại hai ba người nữa cũng kể với tôi câu chuyện này, đó là cái người Dao đi làm nương. Đấy, chúng ta giải thích thế nào đây? Nếu bảo một người ngủ trong đấy một đêm á, thì bảo là khi thì anh ta ngủ say, mọi người vào trêu rồi khiêng cả cái dát giường và cả anh ta ra, anh ta không biết. Nhưng đêm thứ hai anh ta nghĩ là gì? Mọi người trêu, rủ thêm một người nữa, hai người vào ngủ trong đấy. Sáng hôm sau cả hai người thức dậy thấy mình ngủ ở ngoài cửa động cùng với cái dát giường của mình ngoài cửa động. Tôi nghe kể như thế và tôi thấy thì cũng có một cái gì đó nó linh thiêng, nó kỳ đặc. Thế tôi mới vào cái động đó xem, mà đúng quả thật mát mẻ. Vào đó thì mình thấy nó mát mẻ, linh thiêng, nhưng mà không gì, không lạnh lẽo. Đối với mọi người khác thì không biết, nhưng mà tôi vào thì cô cảm thấy là mát mẻ, không lạnh lẽo. Có một cái gì đó nó rất tốt cho vấn đề gì tu tập ở trong đó. Thế tôi lên, tôi lấy bó hương xuống, tôi thắp hương khấn nguyện với Tam Bảo gia trì cho, đặc biệt là khấn nguyện là Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh, Dực Bảo Trung Hưng Thượng Thượng Đẳng Thần, quý ngài là gì? Được phân công cai quản cái núi Tổ Sơn đấy của Đại Việt chúng ta, cũng như là bảo hộ chăm sóc cho gì cái phần tâm linh cho muôn dân con cháu đất Việt chúng ta, là đệ nhất phúc thần trong tứ bất tử, tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam mà. Cho nên khấn nguyện các ngài, rồi khấn nguyện sơn thần thổ địa ở đó này hoan hỷ để cho thì cho con xin được dùng cái động này để thờ Phật. Một cái nơi linh thiêng như thế này để thờ Phật cho bà con, bách dân chăm họ sau này là có duyên để về để được nương tựa vào Tam Bảo, để tu tập, để phát Bồ Đề Tâm,
bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, vân vân, tạo phúc cho muôn dân, thật là tốt vậy. Bỏ không nó phí đi. Thế là tôi làm. À, làm xong rồi làm cũng vất vả lắm, phải gánh từng, phải thuê gánh từng tí điệu từ vôi cát sỏi đấy mang lên để mà cân bàn để cân. Ngày đó làm cái động như bây giờ nó làm có khi chỉ mất 10 triệu, ngày đó phải hết 40-50 triệu. Vì sao? Toàn cái tiền đi thuê cõng, thuê vác gạch, vác sỏi, vác xi lên, mang lên cái đặt vào cân bàn mà tính cân như là đông gạo thì mang từ chân núi lên. À, cho nên làm đến khoảng độ tầm 24-25 Tết ấy, thì xong, rước tượng xuống đó. Thế 27 Tết, tức là vào ngày 27 Tết, chuẩn bị Tết rồi đó, 27 Tết năm 2009 sang 2010 đó, thì chuyển tượng xuống và sắp lễ. Tôi mang mua lễ lên, đặt cái lễ đó thì người ta cúng cái lễ, Phật tử cúng cái lễ có cả cái giỏ quả Tết ấy, trong đó nó đầy đủ cả giỏ như thế, thì mang hai giỏ lên đấy, đặt hai giỏ, một giỏ bên ban Phật, một giỏ bên ban Đế Thích Phạm Thiên với lại Đức Mẫu Thánh Mẫu, vì chuyển cái chùa bên kia sang thì mang cả xuống đấy luôn. Thế đến chiều dâng buổi sáng, buổi chiều năm đứa trẻ con ở dưới thôn Hợp Nhất đi chăn trâu chăn bò, nó vào nó lấy trộm, nó trộm sạch cái lễ đấy. Nó ra ở ngoài cái bãi xe bây giờ á, ngày xưa chỗ đấy chưa có bãi xe, nó là cái rừng tre nhà ông Cao, và rừng tre nhà ông Cao và có lán nhà ông ấy ở đấy, có cái lán trông ở đấy, mấy đứa trẻ mang ra đấy thì người ta cúng cả cái giỏ, trong giỏ có cái chai rượu gì nó nhẹ nhẹ đấy, nó gọi là rượu cam hay rượu gì đấy, nó nhẹ nhẹ rượu gì đấy. À, thì người ta cúng thế nào mình dâng luôn như thế thì mình cũng chẳng bỏ ra nữa. Thế là mấy đứa đó mang ra đó ăn hết cái bánh kẹo, ăn hết hai cái giỏ bánh kẹo với lại cái chai rượu ấy, năm đứa nó uống. Thế uống xong thì nói cũng nó bình thường, nhưng mà bắt đầu đi về, về đến nhà đến chập tối một cái thì cả năm đứa đều sưng mồm sưng miệng lên hết, cả năm đứa. Nhưng mà cái đứa chủ mưu là con của ông trưởng thôn Hợp Nhất, là chủ mưu, thì đứa đấy bị nặng nhất. 11 rưỡi đêm, thế tự nhiên thấy số gọi lạ, lúc đó tôi đang ngủ dưới, đêm 27 đó tôi ngủ dưới này, ngủ dưới Khai Nguyên ở cái phòng cũ ở bên kia. 11 rưỡi đêm rồi, vừa ngồi thiền xong vừa đi nằm xuống một cái thì thấy số điện thoại lạ gọi. Ngày xưa điện thoại nó còn ít cho nên cứ ai gọi đến là thường hay nghe, bây giờ nhiều người gọi quá cho nên thì số lạ thì không hay nghe nữa. Thế là mở máy lên thì nghe người ta đầu dây bên kia hỏi là có phải nhà chùa không, bảo vâng. Bảo là ông ấy xưng là ông ấy là trưởng thôn. Thế này thì mình bảo là trưởng thôn thì trưởng thôn đâu, làm sao bác có việc gì mà gọi khuya thế, thế mai gọi được không? Bảo không, có việc muốn nhờ nhà chùa. Thế ông mới kể ra đấy, thằng con nhà tôi nó còn nói thật với nhà chùa là chiều hôm nay là gì? Mấy cháu, năm cháu nó đi lên đi chăn trâu ở trên nhà chùa, và nó vào nó hạ cái lễ cúng ở dưới trên nhà chùa ấy, nó ăn nhưng nó không xin nhà chùa, cho nên về bây giờ là cả năm đứa nào cũng đau họng và đứa nào cũng không ăn được cơm, mà thằng con nhà tôi là đau nhất. Con nhà tôi là còn không thở được đây này, nó mồm nó sưng lên đến nỗi là cái môi nó sưng lên, cái môi nó sưng lên là không thở được. Còn mấy đứa kia thì nó không bị sưng, nó chỉ đau thôi, nó không ăn được cơm thôi, mà về cái sốt, cái sốt xình xịch lên. Thế thì tôi bảo thế thì rồi tôi không biết. Thế tôi về là từ lúc chiều tôi có biết đâu. Thế là xong mình cũng lúc đó cũng gần 12 giờ rồi thôi, thì ngồi quay về trên hướng trên nhà tổ, ở tại trong mắc màn rồi cũng không muốn ra khỏi phòng nữa. Hôm đấy trời nó rét rét, cho nên ngồi quay lên trên phía nhà tổ mà khấn nguyện, hướng lên trên tản viên khấn nguyện thôi, Tam Bảo các ngài chư Phật Bồ Tát các ngài hoan hỷ, không có trách phạt gì, chúng con biết cái điều đó. Nhưng mà thôi thì chắc là các vị sơn thần thổ địa long thần hộ pháp ở đó các ngài không vui. Người dân cúng Phật mấy hôm Tết mà tự nhiên mấy đứa tiểu yêu nó vào thì nó chứng trước Phật, chứng trước Bồ Tát, thế thì ai các ngài long thần hộ pháp sơn thần thổ địa các ngài để cho như thế, chắc các ngài dạy cho bài học. Thế nói với các ngài là thôi thì các cháu nó còn nhỏ còn dại, nó trẻ con nó không biết, các ngài hoan hỉ.
rồi tha cho các con các cháu nó để cho nó mạnh khỏe bình thường. Thế thì khấn xong như thế thì được một tí thì ông ấy gọi lại, ông bảo là cảm ơn thầy là mồm nó đỡ sưng rồi. Nó chỉ trong vòng khoảng 20-30 phút thôi các quý vị, mồm nó đỡ sưng hẳn lại và nói thì nó ngủ được rồi. Thế xong tôi bảo là thôi thì ngày mai thì bảo gia đình á sắm cái lễ đi lên, và bảo lễ tạ mai thì tôi bận thì lên thì bảo bà Nhật bà lễ cho, tức là cái bà thủ nha ngày xưa á, bà lễ cho, bà lên bà lễ, bà hành cho từ 9 giờ cho đến 2 giờ chiều. lên cả năm đứa, năm gia đình mang năm đứa trẻ lên lễ từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều ngày 28 Tết rồi mới cho về. Thế tưởng là khỏi. Thế bốn đứa kia thì khỏi từ cái tối hôm thầy kêu khấn cho một tí thì khỏi rồi. Nhưng là con của ông trưởng thôn, thằng này là chủ mưu, thằng của con là chủ mưu, thì nó đỡ, nó ngủ được. Hôm sau lên lễ thì không hiểu làm sao đó, thì lễ xong thì cứ lúc lên lễ thì nó vẫn còn đau đau họng tí thôi, nhưng mà hết sốt rồi, ăn được cơm rồi. Nhưng về tới nhà mà cái đến chiều tối hôm 28 nó lại một trận tiếp theo nữa, nó lần này nó sưng to hơn. Lần này nó sưng to hơn, mồm nó lại sưng vù cả lên, sưng đến nỗi là không uống được nước nữa mà nó sốt xịt xịt lên. Ông lại gọi điện, ông bảo tôi thầy ơi, thì thầy giúp hộ cái, sáng trưa sáng nay lên lễ thì cháu nó ấy tưởng là khỏi, nhưng mà đến chiều tối nay nó lại bị tiếp. Thế tôi hỏi là thì lúc lên cháu nó vào nó có lễ nó có ấy không? Lên thì lúc lên cháu nó chưa, sáng nay lên cháu nó có vào nó ngồi lễ từ đầu đến cuối không? Thế bắt đầu hỏi nó thì bố nó hỏi nó thì bảo mẹ nó đưa đi. Thế mẹ nó bảo là lúc lên thì có bốn đứa kia nó ngồi lễ, cái thằng này nó vào nó vái vái mà tí xong rồi á, nó chạy ra ngoài nó ở, chạy ra ngoài á, nó không lễ, nó không lễ từ đầu đến cuối. Nhưng bốn đứa trẻ kia thì sợ cho nên là lễ từ đầu đến cuối. Còn thằng này thì nó cũng thuộc dạng là nó mới chỉ có 12-13 tuổi thôi, nhưng mà cũng thuộc dạng là gì, ngang bướng mà, đầu bò đầu biếu kiểu như thế, muốn làm dân anh chị hay sao á, cho nên không vào để lễ hết, vái vái thì ra ngoài chơi. Tối về lại bị mặt trận nữa. Ông bố gọi cho tôi bảo tôi thầy cứu cháu nó với, bây giờ 28 Tết rồi. Bây giờ nó mà thế nào đó thì chết, gia đình không có Tết đâu. Thế là tôi đi lên trên ban tổ, tôi thắp hương thì cũng ở dưới này thôi, lễ vọng lên trên kia thôi. Và thôi cháu nó còn dại thôi thì long thần hộ pháp, Đức Chúa ông rồi sơn thần thổ địa các ngài để hoan hỉ cho cháu nó. Thì thôi thì mai con bảo gia đình phải sáng mai phải lên để mà lễ tạ cho nó đàng hoàng. Thế thì khấn Phật xong như thế, khấn tổ xong như thế, được một tí ông bố lại gọi lại và cảm ơn thầy cháu nó lại hết sốt rồi, bây giờ đòi ăn rồi thì nấu cho tí cháo, ăn được tí cháo. Thế là khỏi. Thế tôi bảo thôi sáng mai phải đi lên mà lễ tạ bảo nó phải vào mà lễ hẳn hoi. Chính ông phải đưa cháu nó lên, bảo rồi mai tôi đưa cháu nó lên. Thế là khỏi từ ngày đấy. Bắt đầu từ ngày đấy thì người giao á, không ai dám lên phá chùa nữa, không ai dám lên phá cây nữa. Còn ngày đầu á, chặt cây, trồng cây bách á, nó đi qua cái phèn này, cái bách xanh của thầy trồng á, đi qua nó phèn. Nó bảo là ông sư lên đây cho nên không còn chỗ chăn thả châu bò, không có ông sư lên chăn, lên xây chùa, chúng tôi thoải mái thả châu bò vào trong này. Nhưng từ khi có ông sư lên, ông trồng cây, ông rào lại, và ông không cho châu bò vào, nó không có chỗ cho châu bò ăn, cho nên nó phá cây. Nhưng từ ngày đấy một cái thì không ai dám phá cây nữa. Không ai dám chặt cây nhà chùa nữa. Đấy cũng là trong phúc có họa, trong họa có phúc. Mà dính ngay con ông trưởng thôn. Cho nên từ ngày đấy là yên, cây cối là yên, không bị chặt. Ngày đầu lên mất năm đầu cứ chặt là cứ dọc đường là bị phèng hết, không bắt được. Thì họ đi đêm đi hôm phèng chặt, cứ chặt ngang cây nó chặt không sống được. Đấy cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái vấn đề đó, chúng ta giải thích thế nào đấy. Mấy ông thầy tiến sĩ có thể mang hết sách vở ra để mà giải thích cũng chả giải thích được.
mang hết bằng cấp học ra bao nhiêu năm, ngồi mòn mông mòn ghế nhà trường ra để giải thích cũng chẳng giải thích được. Như trong kinh Pháp Hoa nói là không phải chỗ suy lường mà suy lường được. Phật nói thì có những chuyện chỉ có Phật với Phật mới biết được thôi, hàng Bồ Tát nhất sinh bổ xứ không biết được. Có những việc làm của Bồ Tát thì hàng Thánh Tăng A-la-hán suy nghĩ dùng trí tuệ của thần thông của La-hán để mong cầu được biết cũng không biết được. Cái chỗ việc làm sở thú của thì hàng La-hán thì hàng sơ quả thì có dùng tất cả gom lại như sơn hà đại địa, như cát sông Hằng á, các vị chứng sơ quả ngồi lại cùng suy, cùng lường, cùng tính và cùng gì cùng bàn cũng không gì cũng không thể biết được cái chỗ sở thú và việc làm của các vị Thánh Tăng A-la-hán các quý vị. Lấy trí tuệ của phàm phu để mong hiểu được á, việc làm của bậc thánh nhân không bao giờ hiểu được. Cho nên á, chúng ta không thể lấy trí tuệ phàm phu để mà bàn luận về cái việc gì? Cái việc giải thoát, cái vấn đề tâm linh đặc biệt mà Phật tổ đã nói ở trong kinh. Cho dù ông có gì 5-7 bằng tiến sĩ, nó chục bằng tiến sĩ, đến ngôi vị giáo sư đi chăng nữa, nó cũng chỉ là cái trí tuệ thế gian, gọi là thế trí biện thông mà thôi. Đó. Cho nên chúng tôi qua 20 mấy năm xuất gia tu tập và được chứng kiến những cái câu chuyện đấy, chúng tôi thì không bao giờ hướng cho tín đồ Phật tử đi theo con đường mê tín dị đoan, không bao giờ. Nhưng mà đấy là những câu chuyện người thật việc thật ở thế gian, nó xảy ra như thế. Chúng tôi là người tu hành, nếu mà không tùy bệnh mà cho thuốc á, thì làm sao có thể gọi là một vị tu sĩ được, gọi sao, làm sao có thể gọi là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, làm sao có thể gọi là độ tận chúng sinh được. Rồi có câu chuyện cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả. Mới năm ngoái 2019 rồi, 18 năm kia, cuối 2018, có một cái cô bé ở dưới quê ở dưới Mỹ Đức, quê dưới Mỹ Đức gần chùa Hương. Hai vợ chồng lúc còn trẻ thì có phá thai, và cái lần phá thai gần nhất là cái năm 2018 ấy. Sau khi phá thai xong thì hai vợ chồng mới đi xem, không phải đi xem mà cái vong đó nó nhập vào người nhà. Cái vong thai nhi nhập vào người nhà và quở mắng, trách và trách mắng, thì hai vợ chồng mới sợ quá mới bắt đầu lên, mới đi tìm chùa để làm lễ quy y gửi vong cho cháu, gửi cho cháu vào chùa. Thì hai vợ chồng đi thế nào, nó đi từ sáng mà nó đi thế nào mà nó chẳng kiếm được cái chùa nào mở cửa cả, đi đến mấy chùa thì chùa nào đóng cửa, dọc từ đó ra tới Thanh Oai thế chùa nào đóng cửa, đấy, không biết là cái nhân duyên thế nào. Thế lúc đó thì hai vợ chồng thì tự nhiên nó mới thấy là chuẩn bị ngày 27 tháng 7, 27 tháng 7 tức là ngày thương binh liệt sĩ đó. Thế nó mới nhìn thấy một cái nghĩa trang liệt sĩ của cái huyện Thanh Oai á, thì vẫn còn mở cửa. Thế không biết là nghĩa trang của huyện hay là nghĩa trang của xã, nhưng mà thuộc về huyện Thanh Oai. Đó, lúc sau này vợ chồng kể như thế. Thế bắt đầu là hai vợ chồng mới bắt đầu vào đó và nghĩ rằng thôi, hôm chuẩn bị ngày 27 tháng 7 thì chắc là sẽ có người đến cúng các anh hùng liệt sĩ, thì sẽ có thì có đồ cho sẽ có đồ cho các cháu nó ăn. Thế là vào đó, lừa vào đó và mua một cái túi sữa, mấy gói bánh kẹo nữa để vào đó, để lên trên ban đó, và khấn nguyện rằng á, thì tôi con ở đây với các chú bộ đội, thì bố mẹ đi ra đây một tí xong rồi bố mẹ về đón. Lừa như thế cho nên vào để đó, để cái túi bánh kẹo đó, và hai vợ chồng vội vàng đi ra và đi về, và cứ nghĩ như thế là xong, coi như gửi cái vong ở đấy cho các chú bộ đội. Nghĩ thế là xong. Không ngờ về tới nhà
Một hai ngày sau bắt đầu là tự nhiên là cái bà mẹ, tức là cái cô bé bắt đầu ốm, bà vợ bắt ốm, ốm giặt dẹo là không tìm ra bệnh gì. Thế bắt đầu gia đình cho ra bệnh viện Bạch Mai thì phải. Thế nhớ chắc là hình bệnh viện Bạch Mai. Ra nằm ở viện đâu có phải tuần hơn tuần rồi nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh gì. Thế tự nhiên thì một hôm thì cô ấy cứ không nói được. U ba loa không nói được. Xong cứ ra hiệu bảo là lấy giấy lấy bút. Giấy bút. Thế gia đình đi lấy giấy bút đưa cho thì bắt đầu thì viết vào mấy chữ đó. Và đi lên chùa Khai Nguyên để quy y cho, để quy y. Nếu không đi lên là quy y cho là chết đấy, là bắt chết đấy. Thì lúc đó gia đình thì cũng nghĩ là cô ấy chắc cái cái thần kinh á, nó không ổn định là thế thôi. Chứ chùa Khai Nguyên có ai biết chùa Khai Nguyên đâu, chưa bao giờ nghe thấy chùa Khai Nguyên. Vợ chồng trước đây chưa bao giờ biết chùa Khai Nguyên. Chưa biết. Chưa bao giờ nghe nói đến chùa Khai Nguyên ở đâu. Thế tự nhiên cái cô ấy lấy giấy bút viết lên như thế. Thế nhưng mà xong rồi á, gia đình đi chăm sóc á, chồng và bố mẹ không tin. Qua đêm hôm đấy, sáng hôm sau thì không biết làm cách gì nó trốn. Vợ chồng nó ấy bắt chồng nó trốn thì đưa lên đây. Nó đưa thế nào, đi xe buýt hay đi cái gì đó tôi không rõ lắm. Vì hôm đó tôi không được tiếp cái ca đấy, tôi không chứng kiến. Đi thẳng vào chỗ Tam Bảo luôn, vào gần tới Tam Bảo, tới cái pho tượng Tây Phương Tam Thánh. Trước sân nó ngã ụp xuống đấy. Và nó bò lết vào. Đấy, nghe các bác, các cô ấy kể, nó bò lết vào, xong nó đòi làm sớ. Nó xin làm sớ cầu siêu cho nó. Đi với nó là có thì có đâu mấy, bảy hay là mấy anh hùng liệt sĩ nữa. Thì mấy anh hùng liệt sĩ đưa nó đi. Các anh hùng liệt sĩ đưa nó đi. À, cái vong đấy nó bảo là có mấy anh hùng liệt sĩ đưa đi. Lên xin viết sớ cho cả mấy anh hùng liệt sĩ, viết sớ cho cả cái vong thai nhi ấy. Thì viết sớ xong vào dâng lễ. Xong một cái vào dâng lễ xong nó khỏi luôn, nó xuống bếp ăn cơm luôn. Đấy chúng ta thấy. Xuống bếp ăn cơm luôn. Và từ ngày đấy một cái là bắt đầu về là sợ luôn. Mấy pháp hội là nhất tâm, vợ chồng nhất tâm đi lễ cầu siêu là khỏi từ ngày đấy. Chúng ta giải thích cái gì? Mà đấy nhà chùa chả biết đâu, cũng chả tác động gì cả. Họ lên đòi viết sớ cho họ vào xong lễ xong mới khỏi. Thế bảo thì chuẩn bị tới đây đến pháp hội cầu siêu. À, đến lễ Vu Lan ngày 27 tháng 7 dương, tức là chuẩn bị cho pháp hội Vu Lan tháng 7 âm của chùa rồi đấy. Cho nên là đấy, đến ngày đó thì các bác bảo lên mà làm lễ, mà làm bài vị, làm sớ, mà cầu siêu cho các vong linh gia tiên với vong linh thai nhi, cũng như là cầu siêu cho các vong linh, các anh hùng liệt sĩ mà có duyên với nhau đó. Thế từ ngày đấy gia đình lên là khỏi. Rồi còn rất nhiều trường hợp, nhiều lắm. Nếu cái chuyện tâm linh ấy mà tôi đem mà viết thì chắc cũng có được, phải được ít nhất cũng phải được độ 2-3 quyển này. Tôi đem mà viết lại chắc cũng phải được 2-3 quyển này. Viết câu chuyện kiểu như ngắn ngắn như thế này phải được 2-3 quyển này. Không phải là tôi tuyên truyền cái mê tín dị đoan. Nhưng mà chúng sinh bệnh đến thì cho họ thuốc. Chứ tôi không bao giờ tôi dung túng những cái trường hợp như thế. Cũng không bao giờ dung túng cái trường hợp mà đồng bóng bói toán mang tính chất gì mê tín dị đoan hù dọa người. Nhưng mà những người họ bị bệnh, bị khổ như thế, điên dại loạn tâm khùng như thế, đến cái trường hợp nào mà giúp được họ thì giúp. Còn trường hợp nào mà thấy không thể giúp được thì giới thiệu đến các hòa thượng, các bậc thượng tọa, các bậc tôn đức tu hành đạo cao đức trọng, các ngài có thể giúp được cho thì giúp. Đấy, cho nên ở đây cái vấn đề tâm linh nó không thể dùng bằng cái con mắt thường mà có thể nhìn thấy được, không thể dùng bằng trí tuệ thế gian thế trí biện thông mà có thể hiểu rõ được. Cho nên nay cũng phải qua câu chuyện này cũng phải nói thêm, giới thiệu thêm và giải thích thêm rộng ra như thế để cho chúng ta gì? Chúng ta không phỉ báng. Chúng tôi thì không bao giờ tuyên truyền cái mê tín dị đoan. Nhưng mà cái gì
nó là sự thật. Thì nói ra để cho các quý vị ai có duyên đó thì nghe, hiểu, cùng suy nghĩ và cùng chia sẻ, cùng tư duy với nhau. Để mà biết rằng trong cuộc đời này vốn có gì ạ? Có sinh tử, tử sinh, tử chưa phải là hết. Tức là chết không phải là hết, không phải là đoạn diệt. Mà chết chỉ là thay đổi một gì ạ? Một cái môi trường sống mà thôi. Trừ chúng ta chứng đắc thánh quả nhập niết bàn, tịch diệt vi lạc, chứ bằng không vẫn luân hồi trong lục đạo luân hồi. Có phúc thì sinh thiên, vừa vừa thì quái người, khá khá nữa thì quái Atula, mà kém nữa thì súc sinh, xuống nữa thì ngạ quỷ, mà thấp nhất là địa ngục, cứ xoay vần như thế. Cho nên những người có duyên nghe để mà tin rằng Phật nói về nhân quả báo ứng là có thật. Phật khuyên chúng ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện để được hưởng cái quả báo tốt ở đời sau, kiếp sau, là lời nói chân thật ngữ từ miệng Phật nói ra, không sai chút nào. Cho nên đây không phải là nghe để mà gì mê tín, nghe để biết rằng cuộc đời này quả thật có luân hồi nhân quả xoay chuyển ở trong lục đạo như vậy. Quả thật sau khi chết đi chưa phải là hết, mà chết đi thần thức của chúng ta mang mang, hoặc rằng ở ngạ quỷ, hoặc rằng ở địa ngục, hoặc rằng ở đầu thai làm súc sinh, vân vân. Đó, cho nên ở đây chúng tôi cũng muốn nói thêm như vậy. Không có các quý vị bây giờ nhiều những Phật tử gọi là tu theo gọi là thiền trực chỉ, bác không nhân quả, báng phá giáo pháp nhân quả của Đức Phật tuyên thuyết trước đây, nói rằng kinh Địa Tạng là kinh Ngụy Tạng, nói rằng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng là kinh Ngụy Tạng do các vị tổ sư ở Trung Quốc là bịa ra. Rồi kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn vân vân đều là kinh Địa Tạng, kinh Ngụy Tạng. Cho rằng tất cả kinh điển Đại Thừa Phật Giáo đều là kinh Ngụy Tạng. Cho nên bác không nhân quả, báng phá tam bảo. Miệng thì nói rằng xiển dương chính pháp, thiệu long Phật chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân. Nhưng mà hành động thì lại gì? Lại như con trùng ở trong thân xác của Chúa Sơn Lâm vậy, tự hủy hoại lẫn nhau, tự là chửi mắng đả phá lẫn nhau. Có một vài vị cư sĩ Phật tử, tôi không biết họ có phải cư sĩ Phật tử hay không, nhưng mà họ lấy gì, lấy danh nghĩa là xiển dương giáo pháp Đức Phật Thích Ca. Cho nên họ lên Facebook, lên mạng, họ chửi chúng tôi là đại ma đầu. Đi truyền bá pháp Tây Phương Cực Lạc đó là đại ma đầu, không phải là Phật Pháp chính tông. Đấy là Phật Pháp gọi là Ấn Lai Tàu. Tức là Phật Pháp gì ạ? Do một vài vị tổ sư một vài vị tổ sư Ấn Độ sang Trung Quốc, dịch sang tiếng Trung Quốc và cho đó là lời Phật nói, nhưng thực tế đấy là chính là lời của các vị sư ấy, cho nên gọi là Phật Pháp Ấn Lai Tàu. Hay họ còn nặng nề hơn, họ cho là Phật Pháp đó là Phật Pháp Bà La Môn Hóa, vân vân. Các vị đó quả thật là biết một mà không biết mười. Các cụ ngày xưa dạy rồi, hay thì hay cho nốt,
không hay dựng cột mà nghe. Câu nói này thật là chí tình chí lý vậy. Hãy nhìn lại lịch sử của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Nhật Bản. Và chúng ta sẽ thấy được, nếu như mà không phải là chính đạo, không phải là lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật, không phải là từ bản ý của Phật mà ra, thì Việt Nam chúng ta lấy đâu những vị tổ sư lỗi lạc như là Thiền sư Vũ Khắc Minh, Thiền sư Vũ Khắc Trường ở Chùa Đậu. Các ngài nhập diệt mấy trăm năm nay rồi, nhục thân vẫn gì vẫn ngồi yên nhiên ở trên ban thờ của nhà tổ Chùa Đậu vậy. Các vị không tin, có thể về tận nơi, nhìn tận mắt, sờ tận tay. Nếu được thầy chủ trì cho phép, các vị có thể lên sờ tận tay, nhìn tận mắt và hỏi xem đây có phải là nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường tu theo Phật giáo Đại Thừa hay không. Nếu không phải là chính đạo, nếu không phải là Phật Pháp chân chính, thì làm gì có cái chuyện gọi là sâu xa màu nhiệm, khó hiểu, khó bàn như thế. Rồi về chùa Phật Tích sẽ thấy được toàn thể nhục thân của thiền sư Chuyết Chuyết. Rồi chúng ta thấy, nếu mà học về lịch sử Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, là một người Phật tử, là một người công dân yêu nước, chúng ta không có ai phủ nhận được công lao của Trần Nhân Tông trong hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, một đế chế hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, còn mạnh hơn cả Mỹ bây giờ cơ, đi đến đâu san phẳng quốc gia đó ở dưới vó ngựa của quân Nguyên Mông, đánh sang cả tận châu Âu, đánh sang tận cả gì ạ, thành Rome, đánh sang tận cả 1/3 lãnh thổ, 1/4 lãnh thổ của Nga. Nhưng sang Việt Nam, 3 lần quân giặc Nguyên Mông sang Việt Nam đều thua trận thảm khốc ở triều đại nhà Trần. Nhưng 2 lần công lao lớn nhất đó chính là Trần Nhân Tông lên làm vua, 2 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Trần Thánh Tông là vua cha, 1 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, xong rồi đến đời con là Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông lên làm vua 2 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Sau khi thắng giặc, ngài lên làm Thái Thượng Hoàng mấy năm và sau đó nhường ngôi lại cho con, và xuất gia lên núi Yên Tử tu hạnh khổ hạnh, lấy hiệu là gì? Hương Vân Đại Đầu Đà. Chúng ta thấy, từ một vị vua công lao hiển hách với quốc gia, với đất nước, với dân tộc như thế, nhưng ngài bỏ lại sau lưng tất cả để trở thành một vị du tăng, một vị bần tăng, một vị tu sĩ, chỉ với 3 chiếc y và 1 chiếc bát. Ngày ăn một bữa, ẩn cư trên núi Yên Tử mấy năm như thế. Sau khi thực sự ngộ thiền và đắc đạo, đại triệt đại ngộ được tâm tông của Phật Tổ, ngài đi du hóa khắp các nơi. Nói đến Phật giáo Việt Nam, chúng ta phải hãnh diện rằng Việt Nam chúng ta cũng có gì, một vị Phật, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, mà đó cũng chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy ở Trung Quốc có ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông, Thiên Thai Tông Trung Quốc, được gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Việt Nam chúng ta có sơ tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử,
Ngài cũng chính là gì? Hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhị tổ và tam tổ chính là hóa thân của A Nan và Ca Diếp. Nhị tổ Pháp Loa tức là hóa thân của Ngài Ma Ca Diếp. Tam tổ Huyền Quang chính là hóa thân của Tôn giả A Nan. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu bảo rằng Phật giáo Đại Thừa là tà đạo, Phật giáo Đại Thừa là Bà La Môn giáo, Phật giáo Đại Thừa không phải là Phật giáo chân chính, thì Phật giáo Việt Nam chúng ta lấy cái gì để học đấy? Bảo là chỉ có Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông mới là Phật giáo chính tông ư? Không phải. Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông cũng là Phật giáo. Mà Phật giáo thì Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông chúng ta cũng là Phật giáo. Ví dụ như người cha sinh ra được gì? Được hai đứa con. Sau này lớn lên, một đứa thì gì? Đi lên rừng, một đứa thì đi xuống biển. Chúng ta không thể nào mà sau này cứ nói rằng đứa lên rừng mới là con, còn đứa xuống biển không phải con. Hoặc ngược lại nói rằng đứa xuống biển mới là con, còn đứa lên rừng không phải con. Hay Việt Nam chúng ta có câu chuyện là gì? Cha lạc mẹ âu, sinh ra trăm bọc trăm trứng, 50 người á theo cha, 50 người á theo mẹ. Vậy thì chúng ta xem sau này ai là gì? 50 người kia theo cha là con á, còn 50 người theo mẹ không phải là con nữa. Người nào cũng là con. Đây học Phật mà chúng ta không thông tỏ được cái này, đi để chỉ trích lẫn nhau, và chỉ có giáo pháp của tôi mới là chuẩn giáo pháp của tôi, mới là xịn giáo pháp của tôi, mới là chính là Phật thuyết. Bây giờ Việt Nam chúng ta đang có vài vị sư như thế. Ở trong Huế, miền Trung có một vị hòa thượng, một vị đại hòa thượng, tuổi đời tuổi đạo rất cao, đang đi xiển dương cái kiểu như là Phật giáo nó bác nhân quả, bỏ đi cái nhân quả, dạy cho mọi người vào đi thẳng vào tâm mình chính là Phật, tâm ta chính là Phật, Phật chính là ta, ta chính là Phật, mà bỏ đi cái đức tin nhân quả, bỏ đi cái việc hướng thiện cho gì, cho tín đồ Phật tử, cho người dân. Và đồng thời những bài pháp gần đây của vị hòa thượng đó bắt đầu nói thẳng là bài xích các kinh điển Phật giáo Đại Thừa rồi. Tôi có xem qua mấy bài giảng của vị hòa thượng đó mấy năm gần đây, tôi lướt qua thôi, nhưng tôi cũng chỉ không dám bình luận cái gì cả, bởi đấy là quan điểm của hòa thượng, cái nhìn của hòa thượng. Chúng tôi cũng chỉ biết là hậu học, cũng chỉ biết thì nghe để biết vậy thôi, không dám bình luận, không dám nói thêm một câu một từ gì. Nhưng chúng ta thấy từ chỗ đó bắt đầu dạo này lại cũng có một vài vị sư thượng tọa đại đức trẻ trẻ mới ra trường mà có bằng tiến sĩ thạc sĩ này nọ đó, bắt đầu cũng đi bán phá cái kiểu đó. Và đặc biệt là mấy năm trước có một vị thầy tên là gì? Thầy Thông Lạc cũng đi cực lực bán phá bài xích Phật giáo Đại Thừa, và một cái hệ thống Phật tử của thầy ấy cũng theo sư phụ để đi bài xích. Đây là một việc làm tôi nghĩ rằng các vị phải xem xét lại. Mỗi khi các vị muốn bài xích một ai đó thì hãy xem lại mình, cái đạo hạnh của mình, cái trí tuệ của mình, cái công lao của mình đã góp sức cho đất nước, cho Phật Pháp đã có gì chưa. So với các bậc tổ sư ngày xưa, chúng ta đã bằng một phần nhỏ của các ngài chưa? Nếu nói về thiền định, có ai ngồi thiền được hơn 4 năm trời không ăn không uống như ngài Hám Sơn Đức Thanh chưa?
chưa đúng không? Nếu chưa thì đừng có đi vọng ngôn, lộng thuyết, coi thường người này, người nọ, người kia là tà đạo, là tà giáo thế này thế khác. Ngài Hám Sơn Đức Thanh bây giờ vẫn giữ nguyên nhục thân, nhập diệt 300-400 năm nay rồi vẫn giữ nguyên nhục thân. Một lần ngồi thiền hơn 4 năm không ăn không uống. Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, mỗi một lần ngồi thiền của Ngài á, thường là 7 ngày đến 21 ngày. Khi mà Ngài vào nhập thiền thường là 7 ngày đến 21 ngày. Ngài có công lớn trong việc trùng tu chùa Cảnh và chấn hưng Phật giáo Trung Hoa ở thế kỷ thứ 19, đầu 19. Nói về trùng tu chùa Cảnh, Ngài có công trùng tu lại đến hàng ngàn ngôi chùa, hướng dẫn cho hàng vạn vị tăng từ cái chỗ sai lầm về con đường chính đạo. Ngài ra đi gì một cách nhẹ nhàng, ngồi an nhiên tĩnh tọa. Sau khi thoát hóa, môn đồ đệ tử đem hỏa thiêu, lưu lại vô số những xá lợi. Các vị gì, đã làm được chưa? Cho ngồi thiền 7 ngày thôi ngồi được chưa? Ngồi thiền tôi chưa nói cái tâm các quý vị đã an định hay không. Tôi chỉ cho các vị, bảo các vị cứ ngồi thiền 7 ngày như thế không ăn không uống xem đã làm được chưa. Mà đã báng phá, đã đi coi thường. Rồi rất nhiều những bậc cao tăng thạc đức ở trong tông môn Việt Nam chúng ta có, chứ không phải là cái gì cũng nói Trung Quốc đâu, Việt Nam có, Nhật Bản cũng có, Tây Tạng cũng có, Triều Tiên, Hàn Quốc có hết. Những nước Phật giáo, Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa đều có xuất hiện những bậc cao tăng. Cho nên á, chúng ta học Phật, cái gì chúng ta không hiểu thì đừng có vội là đi báng phá, bảo người ta là tà đạo, là mê tín dị đoan, là thế này, thế nọ, thế kia. Đó. Thế tôi nói là hôm trước ấy, có một thầy là phó văn phòng ban dẫn Phật tử Trung ương nhắn tin cho tôi và cả cái ảnh và cái bình luận của một Phật tử ở đằng trong, nói là tôi tuyên truyền là mê tín dị đoan, hù dọa tín đồ Phật tử, và đề nghị ban hoằng pháp Trung ương là phải xem xét lại tư cách giảng sư của tôi và phải xử lý. Thế tôi bảo là không phải lo cái chuyện đó, vì tôi giảng là dựa trên gì? Dựa trên đó, nền tảng giáo lý của kinh điển của Đức Phật và ý chỉ của tổ sư có ghi lại gì? Thành sách vở hẳn hoi, thành đó, tông phái hẳn hoi, có tông có phái hẳn hoi, chứ không phải sợ là mình nói luyên thuyên bát nháo lừa đảo hù dọa mọi người đâu mà lo. Không phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta thấy ở cái thời này, thế kỷ 21 này rồi, mà sao còn có những cái người nó u mê như thế. Đến cái tôn giáo của chúng ta, còn Đức Phật còn không cho chỉ trích các tôn giáo bạn cơ mà. Mỗi tôn giáo có một đức tin, có một cái cách tu tập hướng thiện khác nhau, không thể bắt cả thế giới này theo Phật giáo được. Thì chúng ta không thể bắt là gì? Tất cả những người tu sĩ ở trên thế giới này đều phải theo cái pháp môn của chúng ta được, mới là Phật giáo được. Chúng sinh có vô lượng bệnh khổ, thì Đức Phật gì? Có vô lượng phương thuốc để cứu chữa. Người á, bệnh đau đầu đến, bác sĩ giỏi sẽ cho thuốc gì? Alazin, Fanado, vân vân. Người đau bụng đi ngoài đến, Đức Phật cho gì? Colocid. Bác sĩ cho thì Colocid hay cái thuốc gì đó vân vân. Rồi người bị bệnh gì, nhiễm trùng thì bác sĩ liền phải cho thuốc gì? Thuốc kháng sinh liều cao vân vân, tùy bệnh mà cho thuốc. Giáo lý của Đức Phật cũng vậy. Cái người họ có nhân duyên, họ thích trì chú, thì Phật nói gì? Nói về pháp gì ạ? Nói về mật chú, nói về pháp mật tông, nói về du già, nói về nghi quý,
cho thì cho những người có duyên về để thích trì chú, họ thích tu theo pháp đó. Phật không đáp ứng được, họ đi theo tôn giáo khác. Tôn giáo khác có gì? Có phương pháp tu tập trì chú. Nếu Phật không đáp ứng được, họ đi theo phương pháp, đi theo gì? Đi theo tôn giáo khác, đi theo đạo khác, đi theo Bà La Môn, đi theo một số các tôn giáo. Khi Đức Phật còn tại thế ở tại Ấn Độ là có gì? 81 có sách, có chỗ nói là 96 tôn giáo đồng hành cơ mà. Đấy là những tôn giáo chính thức được các quốc vương ở Ấn Độ thời bây giờ công nhận. Ngồi thiền, Phật ngồi thiền thành đạo, đúng thế. Phật ngồi thiền thành đạo, thiền là căn bản. Nhưng cũng có những người không thể ngồi thiền được. Chúng ta bây giờ bảo các cụ già 80, 90 tuổi chân đau, mắt mờ, chân chậm, lưng gù, ngồi thiền làm sao được các quý vị? Cho nên Phật mới dạy cho họ thì thôi. Các cụ, các Phật tử không niệm Phật được thì chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm giữ tâm thiện. Giữ tâm thiện lành mà gì mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là được. Sau khi xả bỏ báo thân thì được Đức Phật A Di Đà hiện ra để rước thần thức của các quý vị Tây phương và gặp Phật, nghe pháp và tu tiếp. Về thế giới đó thì thân thể khỏe mạnh, không bị sinh già bệnh chết làm náo loạn. Thọ lượng thì đồng với thọ lượng của Đức Phật A Di Đà, vô lượng vô biên, không phải lo cái chuyện sinh già bệnh chết. Gặp Phật rồi lo gì không ngộ được chính pháp? Gặp Phật rồi thì lo gì không đi được đúng chính pháp? Gặp Phật rồi thì lo gì không tu được đến thành đạo quả? Đây là một cái gọi là triết lý rất sâu sắc của nhà Phật chúng ta. Phật như là một vị lương y đại tài. Cho nên á, Đức Phật còn là gì? Chúng ta đến một số các ngôi chùa, chúng ta thấy treo ở trên cái biển hiệu, ở trên á, chính điện ở Tam Bảo gì? Đại Y Vương. Đức Phật là gì? Đại Y Vương. Đại là gì? Là to, là lớn. Y là gì? Y là thầy thuốc. Y tức là thầy thuốc. Vương tức là vua. Đại Y Vương tức là vị vua lớn nhất trong tất cả gì ạ? Các ông thầy thuốc. Thì Đức Phật là ông thầy thuốc lớn nhất, như là một vị vua, là vua của gì? Của các thầy thuốc. Nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Đó, tùy bệnh mà cho thuốc. Thấy những chúng sinh á, căn tính nhanh nhẹn, nói ra liền hiểu, Phật liền thuyết pháp cao siêu mầu nhiệm. Ở nhà thiền gọi là gì ạ? Bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Đó. Nhưng cũng có người gì ngu dốt, học mãi không thuộc á. Phật dạy cho gì? Cầm cái chổi cứ quét đi, quét lá. Dạy được chứ gì? Chứ tẩy nó quên chữ trần. Tức là chữ tẩy trần có nghĩa là quét rác đó. Dạy được chữ quét nó quên mất chữ gì? Chữ rác hay là chữ bụi đó. Dạy chữ trước nó quên chữ sau. Học mấy tháng nó vẫn chưa nhớ được hai cái chữ tẩy trần đấy. Nhưng thôi, Phật bảo động viên, thôi con cứ quét đi, cứ ra chịu khó quét. Hôm nay con á, hai chữ chưa ghép được, và hôm nay con quét, con đọc chữ tẩy, cứ xoẹt một cái con gì tẩy, xoẹt một cái con tẩy, xoẹt một cái con tẩy, thì ngày mai con gì, con xoẹt một cái con trần, mai con xoẹt một cái con trần, cứ như thế, học mấy tháng như thế, cứ tẩy rồi lại trần, mãi hai chữ vẫn chưa ghép được vào nhau. Bỗng một hôm, cái vị tỷ khiêu đó quét gì, quét lá, quét sạch rồi á, thì một cơn gió gì lướt qua rừng trúc ở trước sân tinh xá của Đức Thế Tôn, lao sao rung động, những chiếc lá trúc vàng và những chiếc lá ở trên cành ấy, liền lả tả rơi xuống. Khi vừa nhìn thấy lá rơi, cái vị tỷ khiêu ấy liền là đại triệt đại ngộ, chứng đắc thánh quả A-la-hán, có thần thông tự tại biện tài vô ngại, bắt đầu từ đó dự vào hàng thánh. Từ một cái anh tu sĩ rốt đặc cán mai, rốt dài cán thưởng, trở thành một vị gì? Một vị thánh tăng A-la-hán, thần thông tự tại, trí tuệ, thuyết pháp vô ngại biện tài. Đó chính là gì? Tôn giả Tu Bản Đà,
trong kinh A Di Đà đó có nhắc đến ngài đó. Xá lợi Phật, một kỳ đến Ma Ca Diếp, Ma Ca Chiên, Diên An Đâu Lâu Đà, Phú Đa La Di Đà, Tư Tử Tôn Giả, Tu Bồ Đề, rồi An An Ca Diếp, vân vân đó, cho đến thì có ngài là Tu Bàn Đà Già đó, chính là ngài ấy, chính là vị tôn giả ấy. Cho nên tùy Phật mà cho thuốc, Phật tùy bệnh mà cho thuốc. Như vị Lương Y Đại Tài, vị đó không thể dạy tứ đế, không thể dạy thập nhị nhân duyên, không thể dạy 37 phẩm trợ đạo, không thể dạy các pháp vô thượng thầm thâm vi diệu được, mà dạy cầm chổi quét và có mỗi cái gì quét rác thôi. Hai chữ quét rác mình gọi là tẩy tẩy trần là chữ Hán, bình thường thì chúng ta gọi là quét rác hay là quét bụi đó. Cứ làm bằng tất cả cái tấm lòng chân thành, một ngày nào đó tâm chúng ta rộng rang hoát nhiên đại ngộ, mọi việc thông tỏ, đó gọi là vô sư trí, có sẵn trong mỗi chúng ta. Vì vậy ở Việt Nam chúng ta có một vị thiền sư nổi tiếng, sau khi ngộ đạo rồi á, ngài mới nói là bài kệ này: Mộc Trung Nguyên Hữu Hòa. Hữu hỏa, hỏa hoàn sinh, nhược vì mộc vô hỏa, toản toại, hà do manh hay là hà do sinh. Đó. Trong cây vốn có lửa, có lửa, lửa mới sinh. Nếu bảo cây không lửa, làm sao lửa lại sinh? Đó, cho nên chúng ta thấy cái chân tâm ở trong mỗi chúng ta ai cũng có. Cái chân tâm đó chính là Phật tính, là chân như, là Bồ Đề, là Niết Bàn, là Bạch Tịnh Thức ở trong mỗi chúng ta. Có gì đâu, sau khi ngộ rồi Đức Phật nói thì chuyển gì ạ? Chuyển bát thức thành gì ạ? Thành tứ trí. Tức là chuyển bát thức tâm vương thành gì? Thành bốn trí: bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, rồi gì nữa, mấy trí nữa các vị có thể về tra xem tứ trí nhà Phật là gì. Đó, bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí và một trí nữa. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng học Phật, những cái gì mà chúng ta không hiểu, không biết, không hay thì cứ để lại đấy, gác lại đấy. Một ngày nào đó khi chúng ta được các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão hoặc các bậc có quan mắt tuệ, các ngài khai thông chúng ta sẽ hiểu. Chúng ta bây giờ nói thế nào thì nói, nếu chưa phải là bậc thánh á, thì cũng giống như á, kẻ mù sờ voi mà thôi. Kẻ sờ chân voi thì đoán là con voi thì giống như chiếc cột nhà. Kẻ sờ đuôi voi thì bảo con voi như chiếc chổi xẻ. Kẻ sờ bụng voi thì bảo cái con voi như cái gì? Như một chiếc trống to. Còn kẻ sờ vào vòi voi thì bảo con voi như một con đỉa lớn. Đối với người mắt sáng thì bảo tất cả bốn cái ông thầy, bốn cái kẻ mù này đều sai hết. Nhưng mà kẻ mù kia nó bảo không, chắc chắn rồi, cái con voi mà tôi gặp ngày hôm nay nó giống như cột nhà tôi thường ôm. Không sai, với kẻ mù không sai, với kẻ mắt sáng thì cho đó là sai nhé. Vậy kẻ mù không sai, bảo là tôi sờ con voi mà khi tôi ôm cột nhà như thế này, nay tôi ôm một cái chân voi tôi không thấy như thế này, quả thật con voi giống như cột nhà. Còn kẻ kia bảo không, mà khi tôi đi quét nhà xong rồi tôi cầm cái chổi xẻ tôi biết mà, nó có cái lông lông, cái đuôi đuôi vót vót, có cán dài mà có cái đuôi như nó cái lông lông như thế này, và chắc chắn là con voi giống như cái chổi xẻ, đúng như thế. Đối với kẻ mắt sáng là sai, nhưng đối với người mù là gì? Họ chỉ được sờ có một thân phần của con voi thì họ chỉ thấy rằng con voi giống như cái chổi xẻ cũng không sai. Có kẻ mù được sờ cái trống, nghe thấy tiếng trống, người ta đánh trống hay quá và thì nó sờ vào cái trống, cái trống to như thế này, và nó sờ vào trúng cái bụng con voi, nó bảo rằng đích thực con voi giống như gì, như một chiếc trống, vì tôi sờ cái chiếc trống thì nó to như thế. Đó, quả thật không sai.
đối với kẻ mù, sai với kẻ mắt sáng nhưng không sai với người mù các quý vị. Rồi á, có kẻ mù gì, nó bị con đỉa cắn, nó tóm con đỉa đó, nó mềm mềm, nó cứ nhún, nay nó sờ vào cái vòi voi á, con vòi voi nó cứ mềm mà nó không cứng, nó mềm à, thì nó bảo đi, cái vòi con voi giống như con đỉa lớn, lúc thì nó bò lên, lúc cái vòi nó cong lên, lúc cong xuống à, nó bảo như là một con đỉa lớn. Quả thật đối với người mù cũng không xa, với kẻ mắt sáng thì là xa, với người mù không xa, vì họ có thấy gì đâu. Bảo họ đoán thì họ gì, họ đoán giống như thế. Chúng ta bây giờ cũng như thế, bao giờ chúng ta có con mắt sáng, chúng ta nhìn thấy tổng thể một con voi, chúng ta không bao giờ nghi ngờ rằng á, con voi giống cái gì, cái trống hay là giống cái chổi sẻ, con voi giống cái cột nhà hay là giống con đỉa lớn. Bao giờ chúng ta tu hành tâm được khai ngộ, mọi thứ phơi bày ra trước mặt chúng ta, sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não cũng bị phơi bày, bị chúng ta bắt rõ ràng được rồi á, rồi tất cả những gì mà thầm thâm vi diệu Đức Phật nói ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận, Luận Đại Thừa hay Tiểu Thừa, tất cả chỉ là phương tiện mà thôi các quý vị. Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rồi, tất cả chỉ là phương tiện, giống như người gì, những người dùng con đò để bơi qua sông mà thôi. Pháp của Đức Phật giống như một con thuyền, một con đò, một chiếc tàu thủy để đi qua sông, giống như một chiếc xe để chở chúng ta đến cái đích, giống như chiếc máy bay để vận chuyển chúng ta từ nước này qua nước khác, vân vân. Bảo là không phải thật thì không nương vào đó, chúng ta không đến được cái đích. Nếu bảo là thật, chúng ta chấp vào đó và khư khư ấy, giữ mãi không bỏ, chúng ta đến đích cứ ngồi mãi ở trên đó hay sao, đi đâu cõng ta nói hay sao. Cho nên đấy gọi là người chấp pháp. Những người chấp pháp là khổ lắm các quý vị ạ, 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 là khổ lắm các quý vị ạ. Nếu mà thương người thân chúng ta đã quá cố thì ngày giỗ, ngày Tết, ngày hủy kỵ người thân, ông bà tổ tiên, cha mẹ vân vân, đừng có sát sinh hại vật, hãy thanh bông hoa quả mà cúng thôi. Và khuyên gì các vong linh này cũng nên tu nhân tích đức, đừng có vì gì, đừng có vì rượu thịt, đừng có vì ham mê rượu thịt mà trầm luân mãi trong khổ đau, vay vay trả trả không biết bao giờ cho hết, oan oan tương báo không biết bao nhiêu cho gì cho cùng, bao nhiêu cho tận, bao nhiêu cho đoạn, bao nhiêu cho diệt. Cho nên á, ngày giỗ ngày Tết theo quan điểm của nhà Phật, đặc biệt trong kinh Địa Tạng nói thì chỉ nên làm chay tịnh, tức là làm cơm chay, có làm cơm thì làm cơm chay, hoặc thanh bông hoa quả thành tâm mà cúng, cốt là ở cái việc tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho các vong linh ấy, thì đó mới là người con người cháu báo hiếu bố mẹ ông bà một cách gì đúng như lý như pháp. Chứ đừng có nghĩ rằng mâm cao cỗ đầy, sát sinh hại vật nhiều bày lên trên ban thờ cúng ông bà ông vải tổ tiên là các cụ được hưởng đâu. Hãy nhìn câu chuyện gì ông họ Kim này, đáng lẽ thì đang được tự do tự tại vui thú lắm, nhưng mà bây giờ thì vừa người nhà cái ngày xây mộ cho ông ta giết có một con gà để cúng thôi, mà bị hai người lúc nào cũng theo để giám sát. Hai người ở đây chắc là gì? Hai vị gọi là quỷ thần, mình ở đời này gọi là công an, gọi là cảnh sát đó. Đấy, chúng ta thấy ở dưới kia gọi là quỷ thần. Cho nên nó chủ mệnh quỷ vương trong kinh Địa Tạng bạch với Đức Thế Tôn rằng con thương chúng sinh lắm, nhưng chúng sinh đâu có nghe theo lời con. Con khuyên bảo hết mức rồi nhưng nó không nghe, nó vẫn cố tình vi phạm, cố tình phạm vào cái giới sát sinh hại vật. Cho nên các chúng sinh bị mất mạng kia, nó lại mang đơn lên nó kiện con, nó tố cáo cái tội nhân ấy, tố cáo cái vong linh ấy, thì đương nhiên chúng con phải xử rồi. Chúng con là phải làm việc là công tâm mà, là bình đẳng mà, làm sao chúng con có thể bênh loài người mà ghét loài vật được, không có cái chuyện đó. Cho nên chúng ta thấy đây chính là pháp luật, là quy tắc, là pháp luật của cõi âm.
có phúc thì hướng, có họa thì phải phải xử, phải chịu. À, gây lên tội lỗi thì cũng phải xử, mà làm việc tốt thì được tán dương khen ngợi, cũng giống như ở nhân gian chúng ta thôi. À, người có phúc thì làm việc tốt thì được tán dương, được khen ngợi, còn người làm việc ác thì phải bị pháp luật trừng trị. À, các cụ ngày xưa hay nói gì, trần sao thì âm vậy. Đó, chưa hết câu chuyện ông họ Kim, chưa hết. À, khi ấy đứa trẻ kia, tức là đứa trẻ, tức là cái thần thức của ông họ Kim á, nhập vào cái đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia chỉ vào cô con dâu nhà ông họ Kim đang mang thai mà nói rằng á, người nhà liền đem việc ấy và hỏi ông họ Kim, tức là hỏi cái đứa bé, tức là hỏi cái ông bố, hỏi Vong á. Thế Vong nhập và nói như thế thì thấy biết chuyện xưa nay như thế, thì người nhà nó chỉ một cô con dâu á, mà hỏi rằng á, thì lần này thì cô con dâu mang thai như thế thì như thế nào. Thì cái Vong kia, tức là nhập vào đứa trẻ kia, bảo rằng á, lần này sẽ sinh con trai, mẹ tròn con vuông rất là tốt, nhưng lần sau cũng sinh con trai nữa, nhưng mẹ con đều chết. À, lần này sẽ sinh con trai, mẹ tròn con vuông tốt, nhưng lần sau sinh đứa con sau sẽ sinh, vẫn tiếp tục sinh con trai, nhưng mà hai mẹ con đều chết. Mọi người đều lấy làm lạ, cho nên liền ghi chép lại lời ấy. Cái lấy làm lạ cho nên ghi chép lại cái lời của cái đứa trẻ, đấy, xem sau này xem có quả thật, có phải thật không. Quả nhiên sau này người con dâu nhà họ Kim sinh đứa con thứ nhất thì mẹ tròn con vuông, mấy năm sau sinh đứa con trai thứ hai thì cả hai mẹ con đều mất. Chúng ta thấy không? Đấy, thế là câu chuyện gì ạ? Người ta biết trước à? Người ta biết trước à? Trong linh giới, quỷ thần có những chuyện đấy. Đức Phật nói là quỷ thần có trường hợp này, họ cũng có tha tâm thông. Họ biết được ý nghĩ của một người hoặc nhiều người nào đó, biết được kiếp trước của một người hoặc nhiều người nào đó trong vòng bao nhiêu đời kiếp đó, thì không phải là biết hết tất cả được, biết chỉ một khoảng bao nhiêu đời kiếp mà thôi. Đó, và nói đúng thật, chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai họ đều biết cả, nhưng mà ở trong phạm vi nhất định nào đó. Đó, cho nên qua câu chuyện này thì chúng ta thấy thỉnh thoảng có cái chuyện mà người âm nhập vào á, nhập vào sắc phàm của người dương, cái này có không? Có. Một số các quý thầy ở Việt Nam chúng ta bây giờ không công nhận việc đó. Ở trong miền Nam có một vài thầy, một vài quý thầy, thầy tiến sĩ là không nhận, không công nhận, là cho là có chuyện vong nhập vào người phàm, và cho rằng đó là do ức tưởng, là do cái tâm thế này thế nọ thế kia của vị đấy, chứ làm gì có chuyện vong nhập vào thể xác của người này người nọ người kia. Thầy nói như thế. Nhưng mà cái này thì câu chuyện này là được ghi lại rõ ràng trong sử sách. Mà cái này trong kinh Địa Tạng nói cũng rõ ràng rồi, có cái chuyện đó. Mà trong suốt cuộc đời tu tập hành đạo 25 năm nay của chúng tôi được chứng kiến cũng rất nhiều. Chúng tôi không phải là mê tín dị đoan, nhưng chúng tôi chứng kiến rất nhiều những cái trường hợp như thế, mà cũng đã tư vấn và giúp đỡ cho rất nhiều người trong những cái trường hợp mà bị vong nhập ấy. Có những trường hợp rất dễ dàng, nhưng có những trường hợp cũng rất khó khăn. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ nhé. Cái ví dụ cụ thể, nếu các quý thầy hoặc các Phật tử không tin, có thể lên chùa Tản Viên xuống ngay chân núi hỏi quan với ông trưởng thôn hợp nhất của xã Ba Vì, tức là người Dao đó, người dân tộc Hẳn Hoai, người dân tộc chính hãng luôn, người Dao. Người Dao mình hay gọi là người Mán đó, con của ông trưởng thôn Hẳn Hoai, chứ không phải là người ngoài nó cứ về hỏi con ông trưởng thôn hợp nhất của xã Ba Vì, ngay dưới chân chùa Tản Viên, chân núi Tản Viên, núi tổ của Tổ Sơn của Việt Nam chúng ta. À, năm 2009 tôi lên nhận cái chùa Tản Viên.
Và cũng năm đó thì chuyển cái ngôi chùa đó từ cái khu đất trước cửa chùa, trước cửa đền chung vào trong chùa Tản Viên bây giờ, cái nền tảng cũ bây giờ. Thế tôi thấy một cái hang động đá rất là đẹp. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng mà rất là đẹp, rất là có linh khí, sinh khí rất tốt. Và người dân ở đó kể cho tôi á, mấy người dân người Dao đó kể cho tôi rằng hang động này từ xưa đến nay không có ai ngủ được trong hang động ấy. Và người ta kể một vài câu chuyện là ngày xưa cũng có một người, một vài người đi làm nương ở trên đấy. Tức là cũng người Dao họ đi làm nương. Họ nói là sợ cái gì? Thế là nó vào, nó mang cái rát giường nó vào, nó nằm nó ngủ đấy để nó trông. Nhưng mà ngủ ở đấy ban ngày, ban chiều tối, tối ngủ ở đấy. Nhưng mà dậy sáng lại thấy mình ở cả người với cả cái rát giường lại ở ngoài cửa động. Không hiểu, không hiểu làm sao. Và ông ấy nghĩ rằng chắc là ông ấy ngủ qua đêm, thế là ai vào trêu. Gọi thêm một người nữa lên ngủ. Hai người lên ngủ. Đêm hôm đó thì ngủ qua đêm, sáng hôm sau cái rát giường và hai người đó cũng ở ngoài cửa động, không ngủ ở trong động được. Đấy, đấy đó là lần thứ hai. Thế là thôi, bắt đầu chạy mất dép, từ ngày đấy không có ai dám ngủ ở trong cái động ấy nữa. Đấy là người Dao đấy. Người Dao họ không có niềm tin, đức tin vào tôn giáo nhé. Họ có cái đức tin vào cái tín ngưỡng của dân tộc của họ. Không có đức tin vào tôn giáo hay là thần thánh, Phật thánh gì cả. Nhưng mà chúng ta thấy hai lần người ngủ trong, chính là gì? Ngày xưa là cái đời ma ông Dương ấy, ông mất rồi. Ông kể với tôi câu chuyện này. Với lại hai ba người nữa cũng kể với tôi câu chuyện này, đó là cái người Dao đi làm nương. Đấy, chúng ta giải thích thế nào đây? Nếu bảo một người ngủ trong đấy một đêm á, thì bảo là khi thì anh ta ngủ say, mọi người vào trêu rồi khiêng cả cái rát giường và cả anh ta ra, anh ta không biết. Nhưng đêm thứ hai anh ta nghĩ là gì? Mọi người trêu, rủ thêm một người nữa, hai người vào ngủ trong đấy. Sáng hôm sau cả hai người thức dậy thấy mình ngủ ở ngoài cửa động cùng với cái rát giường của mình ngoài cửa động. Tôi nghe kể như thế và tôi thấy thì cũng có một cái gì đó nó linh thiêng, nó kỳ đặc. Thế tôi mới vào cái động đó xem, mà đúng quả thật mát mẻ. Vào đó thì mình thấy nó mát mẻ, linh thiêng, nhưng mà không gì, không lạnh lẽo. Đối với mọi người khác thì không biết, nhưng mà tôi vào thì cô cảm thấy là mát mẻ, cái không lạnh lẽo. Có một cái gì đó nó rất tốt cho vấn đề gì tu tập ở trong đó. Thế tôi lên, tôi lấy bó hương xuống, tôi thắp hương khấn nguyện với Tam Bảo gia trì cho, đặc biệt là khấn nguyện là Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh, Dực Bảo Trung Hưng Thượng Thượng Đẳng Thần, quý ngài là được phân công cai quản cái núi Tổ Sơn đấy của Đại Việt chúng ta, cũng như là bảo hộ chăm sóc cho gì cái phần tâm linh cho muôn dân con cháu đất Việt chúng ta, là đệ nhất phúc thần trong tứ bất tử, tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam mà. Cho nên khấn nguyện các ngài, rồi khấn nguyện sơn thần thổ địa ở đó này hoan hỷ để cho thì cho con xin được dùng cái động này để thờ Phật, một cái nơi linh thiêng như thế này để thờ Phật cho bà con bách dân chăm họ sau này là có duyên để về để được nương tựa vào Tam Bảo để tu tập, để phát Bồ Đề Tâm, bỏ ác làm lành, lấy giới hành thiện, vân vân, tạo phúc cho muôn dân, thật là tốt vậy, bỏ không nó phí đi. Thế là tôi làm, làm xong rồi làm cũng vất vả lắm, phải gánh từng, phải thuê gánh từng tí điệu từ vôi cát sỏi đấy mang lên để vào cân bàn để cân. Ngày đó làm cái động như bây giờ nó làm có khi chỉ mất 10 triệu, ngày đó phải hết hết 40-50 triệu. Vì sao? Toàn cái tiền đi thuê cõng, thuê vác gạch, vác sỏi, vác xi lên mang lên cái đặt vào cân bàn mà tính cân như là đông gạo thì mang từ chân núi lên. Cho nên làm đến khoảng độ tầm 24-25 Tết thì xong, rước tượng xuống đó. Thế 27 Tết tức là vào ngày 27 Tết, chuẩn bị Tết rồi đó, 27 Tết năm 2009 sang 2010 đó, thì chuyển tượng xuống và sắp lễ. Tôi mang
mùa lễ lên đặt cái lễ đó thì người ta cúng cái lễ, Phật tử cúng cái lễ có cả cái giỏ, giỏ quả Tết ấy. Trong đó nó đầy đủ cả giỏ như thế thì mang hai giỏ lên đấy. Đặt hai giỏ, một giỏ bên ban Phật, một giỏ bên ban Đế Thích Phạm Thiên với lại Đức Mẫu, Thánh Mẫu. Vì chuyển cái chùa bên kia sang thì mang cả xuống đấy luôn. Thế đến chiều, dâng buổi sáng. Buổi chiều năm đứa trẻ con ở dưới thôn Hợp Nhất đi chăn trâu chăn bò, nó vào nó lấy trộm, nó trộm sạch cái lễ đấy. Nó ra ở ngoài cái bãi xe bây giờ á, ngày xưa chỗ đấy chưa có bãi xe, nó là cái rừng tre nhà ông Cao. Và rừng tre nhà ông Cao và có lán nhà ông ấy ở đấy, có cái lán trông ở đấy. Mấy đứa trẻ mang ra đấy thì người ta cúng cả cái giỏ, trong giỏ có cái chai chai rượu rượu gì, cái rượu gì nó nhẹ nhẹ đấy, nó gọi là rượu cam hay rượu gì đấy, nó nhẹ nhẹ rượu gì đấy. À, thì người ta cúng thế nào mình dâng luôn như thế, thì mình cũng chẳng bỏ ra nữa. Thế là mấy đứa đó mang ra đó ăn hết cái bánh kẹo, ăn hết hai cái giỏ bánh kẹo với lại cái chai rượu ấy, năm đứa nó uống. Thế uống xong thì nói cũng nó bình thường, nhưng mà bắt đầu đi về, về đến nhà đến chập tối một cái thì cả năm đứa đều sưng mồm sưng miệng lên hết, cả năm đứa. Nhưng mà cái đứa chủ mưu là con của ông trưởng thôn Hợp Nhất ấy, là chủ mưu thì đứa đấy bị nặng nhất, bị nặng nhất. 11 rưỡi đêm, thế tự nhiên thấy số gọi lạ, lúc đó tôi đang ngủ ở dưới, đêm 27 là tôi ngủ dưới này, ngủ dưới Khai Nguyên ở cái phòng cũ ở bên kia. 11 rưỡi đêm rồi, vừa ngồi thiền xong vừa đi nằm xuống một cái thì thấy số điện thoại lạ gọi. Ngày xưa điện thoại nó còn ít cho nên cứ ai gọi đến là thường hay nghe. Bây giờ nhiều người gọi quá cho nên thì số lạ thì không hay nghe nữa. Thế là mở máy lên thì nghe người ta đầu dây bên kia hỏi là có phải nhà chùa không, bảo vâng. À, bảo là ông ấy xưng là ông ấy là trưởng thôn. À, thế này thì mình bảo đó, trưởng thôn thì trưởng thôn đâu, làm sao bác có việc gì mà gọi khuya thế, thế mai gọi được không? Bảo không, có việc muốn nhờ nhà chùa. Thế ông mới kể ra đấy, thằng con nhà tôi nó còn nói thật với nhà chùa là chiều hôm nay là gì, mấy cháu, năm cháu nó đi lên đi chăn trâu ở trên nhà chùa và nó vào nó hạ cái lễ cúng ở dưới trên nhà chùa ấy, nó ăn nhưng nó không xin nhà chùa, cho nên về bây giờ là cả năm đứa, đứa nào cũng đau họng và đứa nào cũng không ăn được cơm, mà thằng con nhà tôi là đau nhất. À, con nhà tôi là còn không thở được đây này. À, nó mồm nó sưng lên đến nỗi là cái môi nó sưng lên, hai cái môi nó sưng lên là không thở được. Còn mấy đứa kia thì nó không bị sưng, nó chỉ đau thôi, nó không ăn được cơm thôi, mà về cái sốt, cái sốt sình sịch lên. Thế thì tôi bảo thế thì rồi tôi không biết. Thế tôi về là từ lúc chiều tôi có biết đâu. Thế là xong mình cũng lúc đó cũng gần 12 giờ rồi thôi thì ngồi quay về trên hướng trên nhà tổ, ở tại trong mắc màn rồi cũng không muốn ra khỏi phòng nữa. Hôm đấy trời nó rét rét. Cho nên ngồi quay lên trên phía nhà tổ mà khấn nguyện, hướng lên trên tản viên khấn nguyện thôi, Tam Bảo các ngài chư Phật Bồ Tát các ngài hoan hỷ, không có trách phạt gì, chúng con biết cái điều đó. Nhưng mà thôi thì chắc là các vị sơn thần thổ địa long thần hộ pháp ở đó các ngài không vui. À, người dân cúng Phật mấy hôm Tết mà tự nhiên mấy đứa tiểu yêu nó vào thì nó chứng trước Phật, chứng trước Bồ Tát, thế thì ai các ngài long thần hộ pháp sơn thần thổ địa các ngài ấy, để cho như thế chắc các ngài dạy cho bài học. Thế nói với các ngài là thôi thì các cháu nó còn nhỏ còn dại, nó trẻ con nó không biết, các ngài hoan hỉ thôi, tha cho các con các cháu nó để cho nó mạnh khỏe bình thường. Thế thì khấn xong như thế thì được một tí thì ông ấy gọi lại, ông bảo là cảm ơn thầy là mồm nó đỡ sưng rồi. Nó chỉ trong vòng khoảng 20-30 phút thôi các quý vị, mồm nó đỡ sưng hẳn lại và nói thì nó ngủ được rồi. Thế xong tôi bảo là thôi thì ngày mai thì bảo gia đình á sắm cái lễ đi lên, và bảo lễ tạ mai thì tôi bận thì lên, thì bảo bà Nhật bà lễ cho, tức là cái bà thủ nha ngày xưa ấy, bà lễ cho, bà lên bà lễ, bà hành cho từ 9 giờ cho đến 2 giờ chiều. lên cả năm đứa, năm gia đình ấy, mang năm đứa trẻ lên lễ từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều ngày 28 Tết rồi mới cho về. Thế tưởng là khỏi. Thế bốn đứa kia thì khỏi,
Bốn đứa kia thì khỏi từ cái tối hôm thầy kêu khấn cho một tí thì khỏi rồi. Nhưng là con của ông trưởng thôn, thằng này là chủ mưu, thằng cu con là chủ mưu. Thì nó đỡ, nó ngủ được. Hôm sau lên lễ thì không hiểu làm sao đó, thì lễ xong thì cứ lúc lên lễ thì nó vẫn còn đau đau họng tí thôi, nhưng mà hết sốt rồi, ăn được cơm rồi. Nhưng về tới nhà mà cái đến chiều tối hôm 28 nó lại một trận tiếp theo nữa, nó lần này nó sưng to hơn. Lần này nó sưng to hơn, mồm nó lại sưng vù cả lên, sưng đến nỗi là không uống được nước nữa mà nó sốt xịt xịt lên. Ông lại gọi điện, ông bảo tôi thầy ơi, thì thầy giúp hộ cái. Sáng trưa sáng nay lên lễ thì cháu nó ấy tưởng là khỏi, nhưng mà đến chiều tối nay nó lại bị tiếp. Thế tôi hỏi là thì lúc lên cháu nó vào nó có lễ nó có ấy không? Lên thì lúc lên cháu nó chưa, sáng nay lên cháu nó có vào nó ngồi lễ từ đầu đến cuối không? Thế bắt đầu hỏi nó thì bố nó hỏi nó thì bảo mẹ nó đưa đi. Thế mẹ nó bảo là lúc lên thì có bốn đứa kia nó ngồi lễ, cái thằng này nó vào nó vai vái một tí xong rồi á, nó chạy ra ngoài nó ở, chạy ra ngoài á, nó không lễ, nó không lễ từ đầu đến cuối. Nhưng bốn đứa trẻ kia thì sợ cho nên là lễ từ đầu đến cuối. Còn thằng này thì nó cũng thuộc dạng là nó mới chỉ có 12, 13 tuổi thôi, nhưng mà cũng thuộc dạng là gì, ngang bướng mà, đầu bò đầu biếu kiểu như thế, muốn làm dân anh chị hay sao á, cho nên không vào để lễ hết. Vai vái thì ông ra ngoài chơi, tối về lại bị mặt trận nữa. Ông bố gọi cho tôi bảo tôi thầy cứu cháu nó với, bây giờ 28 Tết rồi. Bây giờ nó là mà thế nào đó thì chết, gia đình không có Tết đâu. Thế là tôi đi lên trên ban tổ, tôi thắp hương thì cũng ở dưới này thôi, lễ vọng lên trên kia thôi. Và thôi cháu nó còn dại thôi thì long thần hộ pháp, Đức Chúa Ông rồi sơn thần thổ địa các ngài để hoan hỉ cho cháu nó. Thì thôi thì mai thì con bảo gia đình phải sáng mai phải lên để mà lễ tạ cho nó đàng hoàng. Thế thì khấn Phật xong như thế, khấn tổ xong như thế, được một tí ông bố lại gọi lại và cảm ơn thầy, cháu nó lại hết sốt rồi. Bây giờ đòi ăn rồi thì nấu cho tí cháo, ăn được tí cháo. Thế là khỏi. Thế tôi bảo thôi sáng mai phải đi lên mà lễ tạ. Thế ta bảo nó phải vào mà lễ hẳn hoi. Chính ông phải đưa cháu nó lên, bảo rồi mai tôi đưa cháu nó lên. Thế là khỏi từ ngày đấy. Bắt đầu từ ngày đấy thì người giao á, không ai dám lên phá chùa nữa, không ai dám lên phá cây nữa. Còn ngày đầu á, chặt cây, trồng cây bách á, nó đi qua nó cái phèn này, cái bách xanh của thầy trồng á, đi qua nó phèn. Nó bảo là ông sư lên đây cho nên nó không còn chỗ chăn thả châu bò, không có ông sư lên chăn, lên xây chùa chúng tôi thoải mái thả châu bò vào trong này. Nhưng từ khi có ông sư lên, ông trồng cây, ông rào lại, và ông thì ông không cho châu bò vào, nó không có chỗ cho châu bò ăn, cho nên nó phá cây. Nhưng từ ngày đấy một cái thì không ai dám phá cây nữa. Không ai dám chặt cây nhà chùa nữa. Đấy cũng là trong phúc có họa, trong họa có phúc. Mà dính ngay con ông trưởng thôn. Cho nên từ ngày đấy là yên, cây cối là yên, không bị chặt. Ngày đầu lên mất năm đầu cứ chặt là cứ dọc đường là bị phèn hết, không bắt được. Họ đi đêm đi hôm phèn, chặt cứ chặt ngang cây nó chặt không sống được. Đấy cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái vấn đề đó, chúng ta giải thích thế nào đấy. Mấy ông thầy tiến sĩ có thể mang hết sách vở ra để mà giải thích cũng chả giải thích được. Mang hết bằng cấp học ra bao nhiêu năm, ngồi mông mòn ghế nhà trường ra để giải thích cũng chẳng giải thích được. Như trong kinh Pháp Hoa nói là không phải chỗ suy lường mà suy lường được. Phật nói thì có những chuyện chỉ có Phật với Phật mới biết được thôi, hàng Bồ Tát nhất sinh bổ xứ không biết được. Có những việc làm của Bồ Tát thì hàng Thánh Tăng A-La-Hán suy nghĩ dùng trí tuệ của thần thông của La-Hán để mong cầu được biết cũng không biết được. Cái chỗ việc làm sở thú của gì hàng La-Hán thì hàng Sơ Quả thì có dùng tất cả gom lại như sơn hà đại địa, như cát sông Hằng á, các vị chứng Sơ Quả ngồi lại cùng suy, cùng lường, cùng tính và cùng gì cùng bàn, cũng không thì cũng không thể biết được cái chỗ sở thú và việc làm của các vị Thánh Tăng A-La-Hán các quý vị.
lấy trí tuệ của phàm phu để mong hiểu được ấy, việc làm của bậc thánh nhân không bao giờ hiểu được. Cho nên ấy, chúng ta không thể lấy trí tuệ phàm phu để mà bàn luận về cái việc giải thoát, cái vấn đề tâm linh đặc biệt mà Phật tổ đã nói ở trong kinh. Cho dù ông có gì 5-7 bằng tiến sĩ, nó chục bằng tiến sĩ, đến ngôi vị giáo sư đi chăng nữa, nó cũng chỉ là cái trí tuệ thế gian, gọi là thế trí biện thông mà thôi. Đó. Cho nên chúng tôi qua 20 mấy năm xuất gia tu tập và được chứng kiến những cái câu chuyện đấy, chúng tôi thì không bao giờ hướng cho tín đồ Phật tử đi theo con đường mê tín dị đoan, không bao giờ. Nhưng mà đấy là những câu chuyện người thật việc thật ở thế gian, nó xảy ra như thế. Chúng tôi là người tu hành, nếu mà không tùy bệnh mà cho thuốc á, thì làm sao có thể gọi là một vị tu sĩ được, làm sao có thể gọi là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, làm sao có thể gọi là độ tận chúng sinh được. Rồi có câu chuyện cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả. Mới năm ngoái 2019 rồi, 18 năm kia, cuối 2018, có một cái cô bé ở dưới quê, ở dưới Mỹ Đức, quê dưới Mỹ Đức gần chùa Hương, hai vợ chồng lúc còn trẻ thì có phá thai. Và cái lần phá thai gần nhất là cái năm 2018 ấy. Sau khi phá thai xong thì hai vợ chồng mới đi xem. Không phải đi xem mà cái vong đó nó nhập vào người nhà. Cái vong thai nhi nhập vào người nhà và quở mắng, trách và trách mắng. Thì hai vợ chồng mới sợ quá mới bắt đầu lên. Tìm chùa để làm lễ quy y gửi vong cho cháu, gửi cho cháu vào chùa. Thì hai vợ chồng đi. Đi thế nào nó đi từ sáng, mà nó đi thế nào mà nó chẳng kiếm được cái chùa nào mở cửa cả. Đi đến mấy chùa thì chùa nào đóng cửa. Dọc từ đó ra tới Thanh Oai, thế chùa nào đóng cửa. Đấy, không biết là cái nhân duyên thế nào. Thế lúc đó thì hai vợ chồng thì tự nhiên nó mới thấy là chuẩn bị ngày 27 tháng 7. 27 tháng 7 tức là ngày thương binh liệt sĩ đó. Thế nó mới nhìn thấy một cái nghĩa trang liệt sĩ của cái huyện Thanh Oai á. Thì vẫn còn mở cửa. Thế không biết là nghĩa trang của huyện hay là nghĩa trang của xã, nhưng mà thuộc về huyện Thanh Oai. Lúc sau này vợ chồng kể như thế. Thế bắt đầu là hai vợ chồng mới bắt đầu vào đó và nghĩ rằng thôi, hôm chuẩn bị ngày 27 tháng 7 thì chắc là sẽ có người đến cúng các anh hùng liệt sĩ, thì sẽ có thì có đồ cho sẽ có đồ cho các cháu nó ăn. Thế là vào đó, lừa vào đó và mua một cái túi sữa với gói bánh kẹo nữa để vào đó, để lên trên ban đó, và khấn nguyện rằng á, thì tôi con ở đây với các chú bộ đội, thì bố mẹ đi ra đây một tí xong rồi bố mẹ về đón. Lừa như thế cho nên vào để đó, để cái túi bánh kẹo đó, và hai vợ chồng vội vàng đi ra và đi về. Và cứ nghĩ như thế là xong, coi như gửi cái vong ở đấy cho các chú bộ đội. Nghĩ thế là xong. Không ngờ về tới nhà, 1-2 ngày sau bắt đầu là tự nhiên là cái bà mẹ, tức là cái cô bé bắt đầu ốm, bà vợ bắt ốm. Ốm giặt dẹo là không tìm ra bệnh gì. Thế bắt đầu gia đình cho ra bệnh viện Bạch Mai thì phải. Tôi nhớ chắc hình bệnh viện Bạch Mai. Ra nằm ở viện đâu cũng phải tuần hơn tuần rồi, nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh gì. Thế tự nhiên thì một hôm thì cô ấy cứ không nói được. Ba loa không nói được. Xong cứ ra hiệu bảo là lấy giấy, lấy bút. Giấy bút. Thế gia đình đi lấy giấy bút đưa cho thì bắt đầu thì viết vào mấy chữ đó. Và đi lên chùa Khai Nguyên để quy y cho, để quy y. Nếu không đi lên là quy y cho là chết đấy, là bắt chết đấy. Thì lúc đó gia đình thì cũng nghĩ là cô ấy chắc cái thần kinh ấy, nó không ổn định là thế thôi.
Chứ chùa Khai Nguyên có ai biết chùa Khai Nguyên đâu, không, chưa bao giờ nghe thấy chùa Khai Nguyên. Vợ chồng trước đây chưa bao giờ biết chùa Khai Nguyên. Chưa biết. Chưa bao giờ nghe nói đến chùa Khai Nguyên ở đâu. Thế tự nhiên cái cô ấy lấy giấy bút viết lên như thế. Thế nhưng mà xong rồi á, gia đình đi chăm sóc á, chồng và bố mẹ không tin. Qua đêm hôm đấy, sáng hôm sau thì không biết làm cách gì nó trốn, vợ chồng nó ấy bắt chồng nó trốn thì đưa lên đây, nó đưa đưa thế nào, đi xe buýt hay đi cái gì đó tôi không rõ lắm, vì hôm đó tôi không được tiếp cái ca đấy, tôi không chứng kiến. Đi thẳng vào chỗ Tam Bảo luôn, vào gần tới Tam Bảo, tới cái pho tượng Tây Phương Tam Thánh, trước sân nó ngã ụp xuống đấy và nó bò lết vào. Nghe các bác các cô ấy kể, nó bò lê bò lết vào, xong nó đòi vào làm, đòi làm sớ, nó xin làm sớ cầu siêu cho nó. Đi với nó là có thì có đâu mấy bảy hay là mấy anh hùng liệt sĩ nữa, thì mấy anh hùng liệt sĩ đưa nó đi, các anh hùng liệt sĩ đưa nó đi. À, cái vong đấy nó bảo là có mấy anh hùng liệt sĩ đưa đi, lên xin viết sớ cho cả mấy anh hùng liệt sĩ, viết sớ cho cả cái vong thai nhi ấy. Thì viết sớ xong vào dâng lễ xong một cái, vào dâng lễ xong nó khỏi luôn, nó xuống bếp ăn cơm luôn. Đấy, chúng ta thấy xuống bếp ăn cơm luôn. Và từ ngày đấy một cái là bắt đầu về là sợ luôn, mấy pháp hội là nhất tâm, vợ chồng nhất tâm đi lễ cầu siêu là khỏi từ ngày đấy. Chúng ta giải thích cái gì mà đấy, nhà chùa chả biết đâu, cũng chả tác động gì cả. Họ lên đòi viết sớ cho họ vào, xong lễ xong mới khỏi. Thế bảo thì chuẩn bị tới đây đến pháp hội cầu siêu. À, đến lễ Vu Lan ngày 27 tháng 7 dương, tức là chuẩn bị cho pháp hội hội Vu Lan tháng 7 âm của chùa rồi đấy. Cho nên là đấy, đến ngày đó thì các bác bảo lên mà làm lễ, mà làm bài vị, làm sớ, mà cầu siêu cho các vong linh gia tiên với vong linh thai nhi, cũng như là cầu siêu cho các vong linh, các anh hùng liệt sĩ mà có duyên với nhau đó. Thế từ ngày đấy gia đình lên là khỏi. Rồi còn rất nhiều trường hợp, nhiều lắm. Nếu cái chuyện tâm linh ấy mà tôi đem mà viết thì chắc cũng có được, phải được ít nhất cũng phải được độ 2 3 quyển này. Đem mà viết, tôi đem mà viết lại chắc cũng phải được 2 3 quyển này. Viết câu chuyện kiểu như ngắn ngắn như thế này phải được 2 3 quyển này. Không phải là tôi tuyên truyền cái mê tín dị đoan, nhưng mà chúng sinh bệnh đến thì cho họ thuốc. Chứ tôi không bao giờ tôi dung túng những cái trường hợp như thế, cũng không bao giờ dung túng cái trường hợp mà đồng bóng bói toán mang tính chất gì mê tín dị đoan hù dọa người. Nhưng mà những người họ bị bệnh bị khổ như thế, điên dại loạn tâm khùng khùng như thế, đến cái trường hợp nào mà giúp được họ thì giúp, còn trường hợp nào mà thấy không thể giúp được thì giới thiệu đến các hòa thượng, các bậc thượng tọa, các bậc tôn đức tu hành đạo cao đức trọng, các ngài có thể giúp được cho thì giúp. Đấy, cho nên ở đây cái vấn đề tâm linh nó không thể dùng bằng cái con mắt thường mà có thể nhìn thấy được, không thể dùng bằng trí tuệ thế gian thế trí biện thông mà có thể hiểu rõ được. Cho nên nay cũng phải qua câu chuyện này, cũng phải nói thêm, giới thiệu thêm và giải thích thêm rộng ra như thế để cho chúng ta gì, chúng ta không phỉ báng. Chúng tôi thì không bao giờ tuyên truyền cái mê tín dị đoan, nhưng mà cái gì á nó là sự thật thì nói ra để cho các quý vị ai có duyên á thì nghe hiểu, cùng suy nghĩ và cùng chia sẻ, cùng tư duy với nhau, để mà biết rằng trong cuộc đời này á vốn có gì ạ, có sinh tử, tử sinh, tử chưa phải là hết, tức là chết á, không phải là hết, không phải là đoạn đoạn diệt, mà chết chỉ là thay đổi một gì ạ, một cái môi trường sống mà thôi. Trừ chúng ta chứng đắc thánh quả nhập niết bàn tịch diệt vi lạc, chứ bằng không á, vẫn luân hồi trong lục đạo luân hồi. Có phúc thì sinh thiên, vừa vừa thì cõi người, khá khá nữa thì cõi Atula,
mà kém nữa thì súc sinh, xuống nữa thì ngạ quỷ, mà thấp nhất là địa ngục, cứ xoay vần như thế. Cho nên những người có duyên nghe để mà tin rằng Phật nói về nhân quả báo ứng là có thật. Phật khuyên chúng ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện để được hưởng cái quả báo tốt ở đời sau, kiếp sau, là lời nói chân thật ngữ từ miệng Phật nói ra, không sai chút nào. Cho nên đây không phải là nghe để mà gì mê tín, nghe để biết rằng cuộc đời này quả thật có luân hồi nhân quả xoay chuyển ở trong lục đạo như vậy. Quả thật sau khi chết đi chưa phải là hết, mà chết đi thần thức của chúng ta mang mang, hoặc rằng ở ngạ quỷ, hoặc rằng ở địa ngục, hoặc rằng ở đầu thai làm súc sinh, vân vân. Đó, cho nên ở đây chúng tôi cũng muốn nói thêm như vậy. Không có các quý vị bây giờ nhiều những Phật tử gọi là tu theo gọi là thiền trực chỉ, bác không nhân quả, báng phá giáo pháp nhân quả của Đức Phật tuyên thuyết trước đây, nói rằng á, kinh Địa Tạng là kinh Ngụy Tạng, nói rằng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng là kinh Ngụy Tạng do các vị tổ sư ở Trung Quốc là bịa ra. Rồi kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, vân vân, đều là kinh Địa Tạng, kinh Ngụy Tạng. Cho rằng tất cả kinh điển Đại Thừa Phật giáo đều là kinh Ngụy Tạng. Cho nên bác không nhân quả, báng phá tam bảo, miệng thì nói rằng xiển dương chính pháp, thiệu long Phật chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, nhưng mà hành động thì lại gì? Lại như con trùng ở trong thân xác của Chúa Sơn Lâm vậy, tự hủy hoại lẫn nhau, tự là chửi mắng đá phá lẫn nhau. Có một vài vị cư sĩ Phật tử, tôi không biết họ có phải cư sĩ Phật tử hay không, nhưng mà họ lấy gì? Lấy danh nghĩa là xiển dương giáo pháp Đức Phật Thích Ca. Cho nên họ lên Facebook, lên mạng, họ chửi chúng tôi là đại ma đầu. Đi truyền bá pháp Tây Phương Cực Lạc đó là đại ma đầu, không phải là Phật Pháp chính tông. Đấy là Phật Pháp gọi là Ấn Lai Tàu, tức là Phật Pháp gì ạ? Do một vài vị tổ sư Trung, một vài vị tổ sư Ấn Độ sang Trung Quốc, dịch sang tiếng Trung Quốc và cho đó là lời Phật nói, nhưng thực tế đấy là chính là lời của các vị sư ấy, cho nên gọi là Phật Pháp Ấn Lai Tàu. Hay họ còn nặng nề hơn, họ cho là Phật Pháp đó là Phật Pháp Bà La Môn Hóa, vân vân. Các vị đó quả thật là biết một mà không biết mười. Các cụ ngày xưa dạy rồi, hay thì hay cho nốt, không hay dựng cột mà nghe. Câu nói này thật là chí tình, chí lý vậy. Hãy nhìn lại lịch sử của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Nhật Bản, và chúng ta sẽ thấy được, nếu như mà không phải là chính đạo, không phải là lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật, không phải là từ bản ý của Phật mà ra, thì Việt Nam chúng ta lấy đâu những vị tổ sư lỗi lạc như là Thiền sư Vũ Khắc Minh, Thiền sư Vũ Khắc Trường ở Chùa Đậu. Các ngài nhập diệt mấy trăm năm nay rồi, nhục thân vẫn ngồi yên nhiên ở trên
ở trên ban thờ của nhà tổ chùa Động vậy. Các vị không tin, có thể về tận nơi, nhìn tận mắt, sờ tận tay. Nếu được thầy chủ trì cho phép, các vị có thể lên sờ tận tay, nhìn tận mắt và hỏi xem đây có phải là nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường tu theo Phật giáo Đại Thừa hay không? Nếu không phải là chính đạo, nếu không phải là Phật Pháp chân chính, thì làm gì có cái chuyện gọi là sâu xa màu nhiệm, khó hiểu, khó bàn như thế. Rồi về chùa Phật Tích sẽ thấy được toàn thể nhục thân của thiền sư Chuyết Chuyết. Rồi chúng ta thấy, nếu mà học về lịch sử Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, là một người Phật tử, là một người công dân yêu nước, chúng ta không có ai phủ nhận được công lao của Trần Nhân Tông trong hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, một đế chế hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, còn mạnh hơn cả Mỹ bây giờ cơ, đi đến đâu san phẳng quốc gia đó ở dưới vó ngựa của quân Nguyên Mông, đánh sang cả tận châu Âu, đánh sang tận cả gì ạ, thành Rome, đánh sang tận cả 1/3 lãnh thổ, 1/4 lãnh thổ của Nga. Nhưng sang Việt Nam, 3 lần quân giặc Nguyên Mông sang Việt Nam đều thua trận thảm khốc ở triều đại nhà Trần. Nhưng 2 lần công lao lớn nhất đó chính là Trần Nhân Tông lên làm vua, 2 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Trần Thánh Tông là vua cha, 1 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, xong rồi đến thì đến đời con là Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông lên làm vua 2 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Sau khi thắng giặc, ngài lên làm Thái Thượng Hoàng mấy năm và sau đó nhường ngôi lại cho con, và xuất gia lên núi Yên Tử tu hạnh khổ hạnh, lấy hiệu là gì? Hương Vân Đại Đầu Đà. Chúng ta thấy từ một vị vua công lao hiển hách với quốc gia, với đất nước, với dân tộc như thế, nhưng ngài bỏ lại sau lưng tất cả để trở thành một vị du tăng, một vị bần tăng, một vị tu sĩ chỉ với 3 chiếc y và 1 chiếc bát. Ngày ăn một bữa, ẩn cư trên núi Yên Tử mấy năm như thế, sau khi thực sự ngộ thiền và đắc đạo, đại triệt đại ngộ được tâm tông của Phật tổ, ngài đi du hóa khắp các nơi. Nói đến Phật giáo Việt Nam, chúng ta phải hãnh diện rằng Việt Nam chúng ta cũng có gì, một vị Phật, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, mà đó cũng chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy ở Trung Quốc có ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông, Thiên Thai Tông Trung Quốc, được gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Việt Nam chúng ta có sơ tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, ngài cũng chính là gì? Hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhị tổ và tam tổ chính là hóa thân của A Nan và Ca Diếp. Nhị tổ Pháp Loa tức là hóa thân của ngài Ma Ca Diếp. Tam tổ Huyền Quang chính là hóa thân của Tôn giả A Nan. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu bảo rằng Phật giáo Đại Thừa là tà đạo, Phật giáo Đại Thừa là Bà La Môn giáo, Phật giáo Đại Thừa không phải là Phật giáo chân chính,